siêu. Ngay khi Âm Minh Dạ Xoa lo lắng nhìn về phía trước, trong mật địa rốt cuộc truyền ra chấn động. Cửa mật địa mở ra, một đạo thân ảnh khôi ngôi quen thuộc xuất hiện, chỉ là lúc này sắc mặt trắng bệch, giống như tiêu hao tới tận cùng sau đại chiến. Sắc mặt trắng bệch, xám như cho tàn, vết sẹo trên mặt đã tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Chuyện lớn như vậy tại sao ngươi lại không báo cho ta biết, để ta xuất quan? Đạo thân ảnh khôi ngô này xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lục Lâm Thiên, Ma Linh yêu nữ tức thì sững sờ, nàng nhanh chóng hiểu ra, thân thể xinh đẹp mềm mại lập tức lách mình đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn Ma Linh yêu nữ trước mặt, Lục Lâm Thiên cười khổ, lau sạch vết máu nhàn nhạt ở khóe miệng, nói. Ta không sao, nàng đang bế quan, ta cũng không muốn quấy rầy nàng. Ngươi không sao là tốt rồi. Ma Linh yêu nữ cũng nhìn ra Lục Lâm Thiên chỉ tiêu hao quá nhiều, một khỏa đan dược giá trị xa xỉ lập tức xuất hiện trong tay, Ma Linh yêu nữ nhét vào trong miệng Lục Lâm Thiên, vội vàng hỏi. Đúng rồi, nhị ca của ta đâu? Không phải huynh ấy ở cùng một chỗ với ngươi sao? Nhị ca nàng cũng không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi, hiện tại hắn đang điều tức. Lục Lâm Thiên nuốt đan dược xuống, vội vàng trả lời Ma Linh yêu nữ. Lúc này Mạc Kình Thiên cũng tiêu hao kinh người. Lần này cũng may có một cường giả đại đạo cảnh đỉnh phong như Mạc Kình Thiên có mặt. Thân thể gầy gò của Âm Minh Dạ Xoa đi tới trước người Lục Lâm Thiên, miệng không nói gì, hai mắt giống như máu tươi lưu chuyển run rẩy nhìn về phía Lục Lâm Thiên, tim như ngừng đập, mũi ngừng thở. Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh Dạ Xoa, hắn hiểu rõ lúc này Âm Minh Dạ Xoa muốn hỏi mình cái gì, hắn nói với Âm Minh Dạ Xoa. Đi theo ta. Tự mình nhìn thấy sẽ biết. Ngoài Thất Sát Thành, trên phía chân trời yên tĩnh bỗng nhiên có 10 đạo lưu quy nát nhanh chóng từ phía chân trời lướt tới. Sau mấy lần chớp động, 10 đạo lưu quang mang theo khí tức sắc bén xuất hiện trên không trung. Dẫn đầu là 10 chiến hạn cực lớn, bí văn quanh quẩn, khí tức sắc bén mênh mông lan tràn ra không trung. Khí tức trên chiếc chiến hạm dẫn đầu trong 10 chiếc chiến hạm sắc bén tới tận cùng, giống như một ngọn núi nhỏ tỏa ra khí tức sắc bén vậy. Lúc này nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây nhất định có thể nhìn ra, chiếc chiến hạm khổng lồ này chính là phá không chiến hạm của Thải Vân Thương Hội. Là chiến hạm mạnh nhất trong thị hoang thế giới của Thải Vân Thương Hội hiện tại. Đủ để đánh chết thông thiên cảnh sơ giai bình thường, chống lại thông thiên cảnh trung giai tuyệt đối không có vấn đề. 9 chiếc chiến hạm sau lưng phá không chiến hạm đều là chiến hạm cấp 2, đủ để đánh cho người có tu vi ngộ chân cảnh thần hình câu diệt. Chỉ là không có mạnh bằng phá không chiến hạm mà HTOI. Đột hình 10 chiến hạm cuồn cuộn mạnh mẽ như vậy, quả thực trong cả thị hoang thế giới này cũng không có mấy thế lực có thể lấy ra. Sau 10 chiếc chiến hạm còn có không ít khôi lỗi tọa giá nhất cấp và nhị cấp, ước chừng 20-30, tất cả đều lơ lửng trước Thất Sát Thành. Siêu siêu. Phía trên 10 chiếc chiến hạm và khôi lỗi tọa kỵ lập tức có vô số thân ảnh nhảy ra. Từng đạo thân ảnh mang theo khí tức sát phạt. Nhân số không thua 20 vạn. Từ khí tức có thể nhận ra tuyệt đối đều là đệ tử tinh anh trong thế lực lớn. Đủ để chống lại mấy đệ tử bình thường. Trong 20 vạn người mang theo khí tức sát phạt có một thanh niên đạp không đi ra, sát ý trong mắt bắn ra, nhìn về phía Thất Sát Môn rồi quát lớn. Hôm nay ta nhất định phải san bằng Thất Sát Môn thành bình địa, để cho Thất Sát Môn chết không có chỗ chôn. Tiếng quát cuồn cuộn mang theo sát khí ngập trời vang vọng trên không trung. Thanh niên này vừa mới dứt lời lập tức có một thân ảnh mềm mại, xinh đẹp bước ra. Trong đôi mắt lúc này tràn ngập sự giận dữ, khí tức toàn thân bắt đầu lạnh lẽo. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, bên ngoài trôi qua nửa tháng, lúc này bên trong đã trôi qua 1 năm 3 tháng. Suốt 1 năm 3 tháng, Lục Lâm Thiên dùng tử kim huyền lôi trong tử lôi huyền đỉnh rèn thể cho Thái A, khơi thông kinh mạch và khí huyết toàn thân cho Thái A, khiến cho Thái A nếm đau đớn vô tận. Đồng thời cũng nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Đau đớn như vậy trước kia Niếp Phong cũng chỉ rèn một cánh tay mà thôi, Thái A lại rèn toàn thân, cố gắng chống lại, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống, ngay cả tiếng rên cũng không có phát ra. Lực nhẫn nại, chịu đựng như vậy khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên và Mạc Kình Thiên tán thưởng không thôi. Tiên Thiên Đoạn Linh Tuyệt Thể vừa mới ra đời không có linh hồn, nói đơn giản một chút chính là 3 hồn không đồng đều, 7 phách không đủ. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, chuyện này tuyệt đối không có cách nào cứu chữa. Mạc Kình Thiên cũng không tin được Lục Lâm Thiên có thể cứu được, ít nhất dùng thực lực của Mạc Kình Thiên, hắn cũng không có cách nào cứu được Thái A. Mà cuối cùng Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi,
trong mắt bỗng nhiên phóng ra một cỗ khí tức thượng cổ, man hoang, dưới cỗ khí tức này Mạc Kình Thiên cũng phải thần phục, nguyên lực trong cơ thể đình trệ. Dưới cỗ khí tức man hoang này, Mạc Kình Thiên biến sắc. Khí tức này dường như có thể làm cho thiên địa biến sắc, giống như thiên uy khiến cho hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Sau đó trong mi tâm Lục Lâm Thiên, một quang mang hình chữ thiện đi ra, không ngừng rót vào trong mi tâm Thái A, trọn vẹn 9981 ngày. Không ngờ lại trực tiếp mở ra một không gian linh hồn hoàn toàn mới trong đầu Thái A. Không gian linh hồn này so với không gian linh hồn của người bình thường tuyệt đối khổng lồ và rắn chắc hơn nhiều, bên trong còn mang theo khí tức cổ xưa, man hoang. Khi không gian linh hồn kia xuất hiện, toàn thân Thái A xảy ra một loại biến hóa, làn da khô héo trên người dần dần hồng nhuận, bóng loáng. Cả không gian run rẩy không ngớt, khí tức thượng cổ, man hoang trên người Thái A tràn ra, trong lúc mơ hồ cũng khiến cho sắc mặt Mạc Kình Thiên biến đổi. Trong quá trình này thứ Mạc Kình Thiên có thể làm là áp chế nguyên lực và linh hồn lực minh mông do phụ thân Dương Hồn Tu La lưu lại trên cơ thể Thái A mà thôi. Không để cho Lục Lâm Thiên đỡ Upsilon.NG chạm vào, một khi đỡ Upsilon.NG vào, tới khi đó Thái A nhất định sẽ vô cùng thảm, cho nên tiêu hao cũng kinh khủng tới dọa người. Chỉ là dưới loại tiêu hao kinh người này, khi quang mang chữ thiện từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên đánh vào trong mi tâm Thái A, dưới cỗ khí tức man hoang, cổ xưa này Mạc Kình Thiên dường như có điều lĩnh ngộ ra. Khi Lục Lâm Thiên không còn cần hắn, hắn lập tức yêu cầu đi bế quan. Kế tiếp Lục Lâm Thiên chọn cho Thái A một bộ công pháp tốt, trực tiếp thôn phệ nguyên lực và linh hồn lực minh mông trong cơ thể Thái A. Công pháp này Lục Lâm Thiên nhận được từ Nhạc Phục Độc Cô Ngạo Vũ khi trước, lúc trước linh vũ giới chia âm dương linh vũ quyết thành dương linh quyết và âm linh quyết. Phân biệt cho vũ giả và linh giả tu luyện, lại là dựa trên cơ sở không hoàn chỉnh mà tách ra. Cho nên Lục Lâm Thiên dựa vào hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn, ở trong hỗn độn âm dương quyết lấy dương linh quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ phát triển ra dương linh quyết mới cho Thái A tu luyện. Khi Thái A có thể triệt để luyện hóa nguyên lực và linh hồn lực minh mông của phụ thân hắn lưu lại trong cơ thể, khi đó chính là lúc hắn triệt để khôi phục. Đồng thời thực lực bản thân của hắn còn nhận được chỗ tốt kinh người. Trong một chỗ ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy Thái A đang khoanh chân ngồi tu luyện, bằng vào nhãn lực của nàng, tự nhiên nàng biết rõ được tình huống của Thái A, như vậy đã thành công. Không bao lâu nữa Thái A có thể triệt để khôi phục, về sau không cần phải nhận đau đớn không thuộc về mình nữa, cũng không cần lo lắng sẽ chết. Những giọt nước mắt nóng hổi từ trong đôi mắt kinh khủng kia chảy ra, đường đường là Âm Minh Dạ Xoa, lúc này cũng rơi nước mắt. Phục. Âm Minh Dạ Xoa quay đầu nhìn lại Lục Lâm Thiên, thân thể run rẩy, bỗng nhiên cung kính quỳ xuống dập đầu với Lục Lâm Thiên. Tiền bối, người làm gì vậy? Lục Lâm Thiên vội vàng nâng Âm Minh Dạ Xoa lên. Không, người hãy nghe ta nói, Âm Minh Dạ Xoa ta không thể không báo ơn, hiện tại thân của ta cũng không nên hồn, chỉ có thể bái ba bái tỏ vẻ cảm tạ ngươi mà thôi. Thân thể Âm Minh Dạ Xoa nhanh chóng lui lại, trực tiếp né khỏi tay Lục Lâm Thiên, lần nữa dập đầu cảm tạ. Đây là thiên trụ giới. Tuy rằng thực lực của Âm Minh Dạ Xoa mạnh mẽ, thế nhưng lại không tránh thoát được Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lần nữa đi tới trước người Âm Minh Dạ Xoa, nâng nàng lên rồi nói. Người làm như vậy là khiến cho ta khó xử, như vậy đi, về sau ta cũng không gọi người là tiền bối nữa. Ta sẽ vô lễ gọi người một tiếng Dạ tỷ a, người thấy thế nào? Người quá xem trọng ta rồi. Âm Minh Dạ Xoa nói. Lục Lâm Thiên nói. Dạ tỷ, nếu như tỷ thực sự cảm kích ta, Thái A ở nơi này của ta ước chừng cần thời gian tu luyện cong ngắn. Trong thời gian này dạ tỷ cứ ở lại phi linh môn ta, có một chút chuyện chỉ cần chú ý cho ta một chút là được. Âm Minh Dạ Xoa đứng dậy, nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt giống như máu tươi lưu chuyển run run, gật đầu nói. Ta đồng ý gia nhập phi linh môn, từ nay về sau thần phục trưởng môn. Mạng của Âm Minh Dạ Xoa ta về sau cũng là của trưởng môn. Dạ tỷ nghiêm trọng hóa rồi, ta có ý đó, thế nhưng lại không tiện mở miệng. Dạ tỷ gia nhập phi linh môn ta, Lục Lâm Thiên không biết nên cảm ơn dạ tỷ như thế nào. Lục Lâm Thiên cũng không có khách khí, cũng không chối từ mà trực tiếp hành lễ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lục Lâm Thiên hắn cực khổ lâu như vậy, đây chính là kết quả mà Lục Lâm Thiên muốn. Hắn muốn Âm Minh Dạ Xoa gia nhập phi linh môn, phi linh môn rốt cuộc cũng có cường giả đại đạo cảnh. Còn là Âm Minh Dạ Xoa không tầm thường, Lục Lâm Thiên há có thể không thích.
sau khi thu thất sát môn, lại thêm âm minh dạ xoa, thực lực của phi linh môn lúc này không cần phải nói. Bảo vật thời gian A. Ma linh yêu nữ ở bên cạnh luôn im lặng, nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thiên trụ giới lúc này nàng mới rung động lên tiếng. Có người tới, chúng ta đi ra xem một chút. Trong thiên trụ giới, vẻ mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, tâm thần khẽ động, ba người lập tức rời khỏi thiên trụ giới. Là linh thú tháp cùng với người của Thải Vân Thương Hội tới diệt thất sát môn. Không phải Thải Vân Thương Hội không nhúng tay vào bất luận chuyện gì sao? Tại sao lại tới diệt thất sát môn? Dường như thất sát môn cũng chưa đắc tội với linh thiếu tháp A. Tại sao tháp chủ linh thiếu tháp cũng tự mình tới diệt thất sát môn? Ngươi không biết chuyện rồi, nghe nói thiếu tháp chủ Ôn Tuấn Hùng có quan hệ sâu với trưởng môn Lục Lâm Thiên của phi linh môn A. Còn có lời đồn phi linh môn có quan hệ với linh thiếu tháp đó. Ta nghe nói Thải Vân Thương Hội cũng có quan hệ sâu với phi linh môn, trước kia nhị tiểu thư của Thải Vân Thương Hội còn tự mình đi tới phi linh môn. Thất sát môn diệt phi linh môn, không ngờ lại khiến cho linh thiếu tháp và Thải Vân Thương Hội tức giận, lần này sợ rằng thất sát môn cũng xong đời rồi. Không ngờ phi linh môn đen đủi như vậy, thất sát môn sợ rằng xong đời rồi. Trong thất sát thành có vô số thân ảnh rậm rạp nhìn lên trên không trung rồi thấp giọng nghị luận. Giữa không trung lúc này trong thất sát môn cũng có vô số đệ tử từ các nơi kéo tới. Dẫn đầu là 6 người Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, giờ khóc giờ cười, khuôn mặt có chút rung động. Thiên Xu mặc nho phục, khuôn mặt mỉm cười cứng lại, nhìn qua đội hình linh thiếu tháp và Thải Vân Thương Hội không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Trong lòng Thiên Xu cũng âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước may mà không có thực lực đối phó với trưởng môn, bằng không nếu như thực sự đánh chết trưởng môn mà nói, lúc này đối mặt với linh thiếu tháp và Thải Vân Thương Hội, thất sát thành tuyệt đối sẽ bị san bằng thành bình địa. Thiếu tháp chủ, An tiểu thư, các người hiểu lầm rồi. Quay mặt nhìn về phía đám người linh thiếu tháp và Thải Vân Thương Hội tràn ngập khí thế, Thiên Xu cố nặn ra nụ cười, thế nhưng trong lòng thì thầm than, khó trách phi linh môn lúc trước lại phát triển nhanh như vậy. Theo suy nghĩ của hắn, có Thải Vân Thương Hội cùng linh thiếu tháp ủng hộ, phi linh môn không phát triển nhanh mới là lạ. Huynh đệ Lâm Thiên của ta bị thất sát môn vô sỉ các ngươi giết chết, vậy mà các ngươi dám nói là hiểu lầm. Ngày hôm nay ta nhất định phải san bằng thất sát thành thành bình địa, cho thất sát các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong đội hình của Thải Vân Thương Hội và linh thiếu tháp, thanh niên dẫn đầu tuổi chừng 27, 28 tuổi, người mặc một kiện khải giáp màu trắng, hai mắt như sao, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, đây chính là thiếu tháp chủ Ôn Tuấn Hùng của linh thiếu tháp. Nhìn đám người thất sát môn trước mặt, Ôn Tuấn Hùng phất tay với đám người phía sau rồi trầm giọng nói. Tất cả đệ tử linh thiếu tháp nghe lệnh, đem thất sát thành san thành bình địa cho ta. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, 13 vị đánh chết thất sát, khiến cho bọn chúng thần hồn câu diệt, ta muốn báo thù cho Lâm Thiên huynh đệ. Không có vấn đề, thất sát này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Nghe vậy, ba lão giả mặc trường bào sau lưng Ôn Tuấn Hùng nhảy ra, khí tức mênh mông hùng hồn đột nhiên lan tràn. Ba cỗ khí tức hàng lâm, cả thất sát thành đột nhiên lờ mờ, thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. Ba lão giả mặc trường bào này đều vô cùng cao, trường bào màu đen rộng thùng thình bay phất phới, đôi mắt đen nhanh giống như mắt chim ưng, có thể nhận ra mùi máu tươi nồng đậm trên người ba người này, thực lực của ba người đều đạt tới tình trạng khủng bố. Linh Sơn Tam Thứ, Thiên Xu cùng với 6 người còn lại nhìn thấy ba lão giả này, sắc mặt lập tức khó coi. Không ngờ lần này ngay cả ba lão quỷ như Linh Sơn Tam Thứ mà linh thiếu tháp cũng vận dụng, đủ thấy được linh thiếu tháp đã thực sự giận dữ. Trong thị hoang thế giới, người bảy huynh đệ thất sát này kiêng kỵ không nhiều lắm, nhưng Linh Sơn Tam Thứ này tuyệt đối là một trong số đó. Trong ba người Linh Sơn Tam Thứ, lão đại đã sớm tới cấp độ đại đạo cảnh, lão nhị và lão tam đã tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, ba người này cũng có thể tạo thành trận pháp hợp kích. Chiến hạm của Thải Vân Thương Hội chuẩn bị, san bằng thất sát thành thành bình địa. Bên người Ôn Tuấn Hùng, một đạo thân ảnh mềm mại xinh đẹp đạp không mà đứng, sợi tóc tung bay, khí tức vốn thanh nhã lúc này tràn ngập sắc bén, lạnh lẽo. Hai mắt tràn ngập hàn ý, người này trừ An Thi Giao của Thải Vân Thương Hội ra cũng không còn có ai khác. Ầm ầm, 10 chiến hạm của Thải Vân Thương Hội lập tức có động tác, động khẩu ngăm đen lập tức nhằm về phía người thất sát môn, sợ rằng một khi công kích cũng đủ để đánh nát một mảng lớn đệ tử thất sát môn, khiến cho cả đám xương cốt không còn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục.
Dưới trận thế như vậy, cơ hồ tất cả đệ tử thất sát môn nhìn nhau, trong mắt có ý sợ hãi, loại đội hình này thất sát môn căn bản không thể ngăn cản được. Lục Lâm Thiên này rốt cuộc là người nào a? Không ngờ lại có giao tình với Thải Vân Thương Hội, Linh Thứ Tháp như vậy. Trong thất sát môn, Hổ Sơn, Phong Vân Tam bàn vốn cùng với Ma Linh Yêu Nữ tới thất sát môn, lúc này nhìn thấy đội hình khủng bố trước mắt, trong đôi mắt to của Hổ Sơn hiện lên vẻ kinh hãi. Vuốt vuốt đầu, Hổ Sơn quay đầu nói với mọi người sau lưng. Tất cả cẩn thận một chút cho ta, đến lúc đó chạy nhanh một chút. Chuyện của thất sát môn không liên quan tới chúng ta, nếu như là chuyện có lợi thì chúng ta có thể chiếm tiện nghi một chút. Thiếu tháp chủ, An tiểu thư, hiểu lầm a, hiểu lầm. Sắc mặt Thiên Xu và 6 người khác khó coi vô cùng, thời điểm này có khổ không nói nên lời. Đây là lũ lụt dâng tới Miếu Long Vương a, người một nhà đánh người một nhà, thế nhưng hắn lại không biết nên giải thích thế nào. Đám người Kim Viên cũng không ở thất sát môn, sợ rằng thất sát môn không còn giữ được rồi. Lầm cái rắm, giết cho ta. Ôn Tuấn Hùng căn bản không tin lời Thiên Xu nói, lập tức phất tay nói với 20 vạn đệ tử Linh Thứ Tháp sau lưng. Giết! 20 vạn đệ tử Linh Thứ Tháp lập tức nhảy ra, tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ra khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Ha 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 ha! Đúng lúc này trong nội thành Linh Thứ Tháp, trên chân trời xa xa đột nhiên có một tiếng cười to truyền ra, thanh âm giống như sấm rền vang vọng. Thiếu tháp chủ! Thi Giao cô nương dừng tay. Nghe vậy, đôi mắt tràn ngập hàn ý của An Thi Giao chớp động, không có ai khác gọi nàng là Thi Giao cô nương, chỉ có hắn. Dừng tay, trước tiên dừng tay. An Thi Giao lập tức phất tay quát lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía trước. Ai, khá tốt, khá tốt. Nghe thấy đạo thanh âm này, Thiên Xu lập tức thở dài một hơi, nếu như thực sự động thủ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Siêu siêu. Trên không trung có 4 đạo lưu quang giống như thiểm điện xẹt qua phía chân trời mà tới, lập tức có 4 đạo thân ảnh hiển hiện. Dẫn đầu 4 người là một đại hán mặt xẹp, bên người là một nữ tử mặc y phục mê người, bên người còn có một phụ nhân thân thể gầy gò, nhìn như lệ quỷ. Cuối cùng là một mập mạp đang thở gấp, nhìn thấy còn chưa khai chiến, ánh mắt ngưng trọng lúc này mới dần dần biến mất. Đôi mắt xinh đẹp của An Thi Giao nhìn về phía Ma Linh Yêu Nữ và Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đám người Thiên Xu nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Âm Minh Dạ Xoa tiến đến, lập tức đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Hành động của thất sát rơi vào trong mắt Linh Sơn Tam Thứ, Ôn Tuấn Hùng, còn có một ít trưởng lão, hộ pháp trong thất sát môn, khiến cho trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, mắt nhìn đội hình phía trước, ánh mắt cuối cùng nhìn vào hai người Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Lục Lâm Thiên tự biết, giao tình của mình và Ôn Tuấn Hùng, An Thi Giao tuyệt đối không quá sâu. Thế nhưng thật không ngờ hai người lúc này lại vận dụng lực lượng như vậy để tới báo thù cho hắn. Phần tình nghĩa này Lục Lâm Thiên âm thầm nhớ trong lòng. Thi Giao cô nương, thiếu tháp chủ, mời vào bên trong nói chuyện, hai vị đồng ý chứ? Lục Lâm Thiên nhìn hai người An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng rồi nói. An Thi Giao do dự một chút. Khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Tuấn Hùng bên cạnh rồi nói. Thiếu tháp chủ, chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút cũng tốt. Ánh mắt Ôn Tuấn Hùng khẽ đảo, lập tức gật đầu không nói gì. Thiếu tháp chủ, chúng ta đi cùng người. Linh Sơn Tam Thứ vội vàng nói với Ôn Tuấn Hùng. Ôn Tuấn Hùng nói. Ba vị trưởng lão cứ trấn thủ ở đây là được, ta không có việc gì đâu. Dứt lời. Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao lập tức theo đám người thất sát tiến vào trong nội thành thất sát. Xảy ra chuyện gì, đại hán mặt sẹo kia là ai? Đám người Thiên Xu trưởng môn dường như cực kỳ tôn kính với hắn. Trong đại điện thất sát môn, Âm Minh Dạ Xoa bố trí cấm chế rồi lập tức lui sang một bên, không nói chuyện với mọi Nuguyuf. Ngay trong ánh mắt nghi hoặc của hai người An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp nhúc nhích, khôi phục bộ dáng vốn có. Miệng mỉm cười nhìn An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng, thi lễ thật sâu, thanh âm cũng khôi phục bình thường, nói. Lục Lâm Thiên ta đa tạ hai vị, phần nhân tình này Lục Mỗ ghi nhớ trong lòng, đa tạ. Lâm Thiên huynh đệ. Ôn Tuấn Hùng sững sờ nhìn Lục Lâm Thiên, giống như không tin nổi vào mắt mình, sau đó lập tức vò tới trước người Lục Lâm Thiên, kinh hỉ ôm Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng chết vậy mà, hóa ra ngươi thực sự không chết. Tốt lắm.
ta cũng biết ngươi sẽ không chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Thi Giao hít sâu một hơi, trong đôi mắt sáng hiện lên sự rung động. Trong lòng An Thi Giao vốn còn có chút không tin, một người thân mang vạn thiên tạp hồng cấp, sợ rằng thất sát này không phải là đối thủ, coi như bằng vào sự hiểu biết của nàng với Lục Lâm Thiên, thất sát muốn lừa gạt Lục Lâm Thiên đi vào mật địa cũng không có khả năng. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, càng không phải là người lỗ mãng. Lục Lâm Thiên buông Ôn Tuấn Hùng ra, nói với An Thi Giao. Việc này nói rất dài dòng, hai người ngồi xuống rồi nói. Lập tức mọi người ngồi xuống, nhìn thấy có An Thi Giao, mà linh yêu nữ trực tiếp thân mật ngồi bên người Lục Lâm Thiên, khiến cho thất sát lập tức nhìn nhau. Thực lực của nữ tử tuyệt mỹ này thất sát cũng biết rõ một ít, mà ngay cả Âm Minh Dạ Xoa cũng phải kiêng kỵ vài phần. Vị này chính là, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thân mật với ma linh yêu nữ, Ôn Tuấn Hùng như cười như không, hiếu kỳ hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên còn chưa nói gì, ma linh yêu nữ đã cướp lời nói. Hắn là tướng công áp trại của ta, ngươi là ai, tiểu tử ngươi tuy rằng thực lực không cao thế nhưng lại rất hiểu nghĩa khí a. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, chuyện này căn bản không biết nên giải thích thế nào. Hóa ra bên người Lâm Thiên huynh đệ còn có giai nhân như vậy, chúc mừng. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Lâm Thiên, trong mắt Ôn Tuấn Hùng, hắn cho rằng Lục Lâm Thiên cũng đã đồng ý. Lục Lâm Thiên lập tức đem tất cả mọi chuyện nói cho An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng, lúc này hắn cũng không giấu giếm gì với hai người. Kể cả chuyện chiến thiên liên minh và thiên thủy môn, tất cả đều đại khái nói ra cho hai người An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng. Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao nghe sự thật không giống như lời đồn bên ngoài, trưởng môn Phi Linh Môn bị thất sát đánh chết, Phi Linh Môn còn bị thất sát môn tiêu diệt, mà là thất sát môn đã sớm quy hàng Phi Linh Môn, tất cả tin đồn bên ngoài đều là hỏa mù mà Lục Lâm Thiên tung ra. Sau khi biết được sự thật, Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao cũng chỉ có thể cười khổ. Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao cũng không phải là người bình thường, quan hệ bên trong giữa Thiên Thủy Môn và Chiến Thiên Liên Minh bọn họ cũng biết rõ. Cho nên cũng đoán ra được sự phức tạp bên trong. Sau khi cân nhắc một lát, Ôn Tuấn Hùng nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, vậy bây giờ huynh đệ định làm thế nào? Nếu như có gì cần giúp đỡ cứ nói với ta. Lục trưởng môn, có lẽ Thải Vân Thương hội ta có thể giúp được một ít chuyện nhỏ, Lục trưởng môn có phân phó là được. An Thi Giao do dự một chút rồi mở miệng nói. Trong đám người lúc này cũng chỉ có An Thi Giao biết rõ trên người Lục Lâm Thiên có một tấm vạn thiên tạp hồng cấp, muốn đối phó với thiên thủy môn này cho dù thiên thủy môn có một ghế hộ pháp trong chiến thiên liên minh cũng không có tư cách. Người có được vạn thiên tạp hồng cấp, muốn đổ sát, chơi đùa thiên thủy môn quả thực quá đơn giản. Nếu như có một ngày đổ sát hủy diệt toàn bộ thiên thủy môn chiến thiên liên minh tuyệt đối không dám nói thêm gì. Lục Lâm Thiên nhìn hai người An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng, nói. Hai vị đều có ân với Lục Lâm Thiên ta, nếu như cần giúp đỡ ta tuyệt đối sẽ không khách khí với hai vị. Thế nhưng hiện tại ta còn ứng phó được, thế nhưng mong hai vị tạm thời giữ bí mật về thân phận của ta. Lục Lâm Thiên đã tạm thời biến mất, chỉ có Tây Phương Cầu Bại mà thôi. Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao gật đầu, hai mắt An Thi Giao biến ảo, dường như còn định nói thêm gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt của An Thi Giao, Lục Lâm Thiên nói. Thi Giao cô nương. Có chuyện gì cứ nói thẳng. An Thi Giao nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta muốn biết có phải Lục trưởng môn định dựa vào lực lượng của mình đối phó với thiên thủy môn hay không? Đương nhiên. Lục Lâm Thiên trầm tư một lát rồi gật đầu với An Thi Giao. An Thi Giao nghe vậy nói. Vậy thì Lục trưởng môn có nghĩ tới, nếu như vậy Lục trưởng môn không chỉ phải đối mặt với một thiên thủy môn mà là cả chiến thiên liên minh không? Thì tính sao, một khi có thủ oán là phải báo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong mắt có hàn mang lóe lên. Trầm giọng nói, coi như là đối mặt với cả chiến thiên liên minh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua thiên thủy môn. Trong mắt An Thi Giao hiện lên vẻ rung động, khe khẽ thở dài nói. Lục trưởng môn không sợ, thế nhưng chiến thiên liên minh tuyệt đối không dễ trêu. Trừ tám đại gia tộc ra, sợ rằng không có ai dám trêu vào chiến thiên liên minh. Thậm chí người tám đại gia tộc cũng không trêu vào chiến thiên liên minh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến, lời của An Thi Giao tuyệt đối có đạo lý, dùng thực lực bây giờ của hắn mà chống lại cả chiến thiên liên minh tuyệt đối là chuyện không có khả năng, cho dù là sau này cũng không biết tới khi nào. Ngừng một cái, An Thi Giao nhìn qua Lục Lâm Thiên tiếp tục nói.
Ta có một chủ ý, Lục trưởng môn có thể cân nhắc một chút, đồng thời ta cảm thấy chủ ý này sau này cũng có không ít tác dụng với Lục trưởng môn. Nghe vậy Lục Lâm Thiên lập tức nói. Thi Giao cô nương cứ nói. An Thi Giao cười cười, nhìn đám người Thiên Xu rồi nói. Theo ta được biết trong thất sát môn có một thương hội gọi là thất sát thương hội đúng không? Khục. Nghe vậy Thiên Xu lập tức có chút xấu hổ ho khan một cái rồi lên tiếng. An tiểu thư nói đúng, chỉ là thất sát thương hội của thất sát môn chúng ta bình thường chỉ luyện chế ra đan dược và linh khí hậu thiên mà thôi. Vốn cũng chỉ muốn nhân cơ hội chiếm chút thứ tốt, ai ngờ cuối cùng còn phải bù lỗ. Sinh ý không thể so sánh với Thải Vân Thương Hội a. Trong thị hoang thế giới cằn cỗi này thậm chí không có linh dược luyện chế đan dược. Không có tài liệu luyện chế linh khí. Hiện tại thất sát thương hội của chúng ta vẫn đang trong trạng thái nửa đóng cửa, nói tới vô cùng hổ thẹn a. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thiên Tuyền cũng vội cúi đầu, trong thị hoang thế giới này cũng có tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, thế nhưng cũng khó có thể luyện chế ra linh khí và đan dược, bởi vì căn bản cũng không có bao nhiêu tài liệu khai quật. An Thi Giao nghe Thiên Xu và Thiên Tuyền nói mà không nhịn được mở miệng cười cười nói. Ta biết rõ thất sát thương hội của các ngươi kinh doanh không ổn, bất quá ta thấy, nếu như Lục trưởng môn có thể nhúng tay vào mà nói, đến lúc đó đừng nói là phân đà Thải Vân thương hội của ta hiện tại, sinh ý của cả thị hoang thế giới tuyệt đối cũng bị thương hội của các ngươi chiếm lấy. Không thể nào. Nghe vậy thất sát và âm minh dạ xoa đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, dường như không tin được lời của An Thi Giao. Bọn họ không tin trưởng môn có năng lực lớn như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, nhìn qua An Thi Giao rồi nói. Chủ ý của Thi Giao cô nương có lẽ không chỉ có như vậy à? Đương nhiên, An Thi Giao nói. Đợi sau khi thất sát thương hội bành trướng, đến lúc đó ta nguyện ý tiến cử thất sát thương hội gia nhập Vạn Thiên Liên Minh. Ở trong 3.000 đại thiên thế giới này, liên minh có thể ngang hàng với Chiến Thiên Liên Minh cũng chỉ có Vạn Thiên Liên Minh mà thôi. Hóa ra ngươi muốn hắn gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, sau đó đối phó với Thiên Thủy Môn, có chỗ dựa như Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám quá phận. Chủ ý này cũng không tồi, thế nhưng cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Ma Linh yêu nữ chu miệng, dường như muốn tìm ra khuyết điểm trong lời nói của An Thi Giao vậy, đôi mắt dễ thương khẽ đảo, nhiệt tình nói. Thế nhưng lựa chọn của An Tiểu Thư quả thực không tệ. Lục Lâm Thiên nhìn Ma Linh yêu nữ bên người. Chủ ý của An Thi Giao quả thực không tệ. Nếu như hắn phát triển thương hội, tất nhiên sẽ tạo thành đả kích cực lớn với Thải Vân thương hội, hắn nói. Thi Giao cô nương, chủ ý này của ngươi dường như sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với Thải Vân thương hội của ngươi a. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn mình, Ma Linh yêu nữ cũng không cam lòng, trực tiếp véo cánh tay Lục Lâm Thiên, tỏ vẻ bất mãn. Bên ngoài thoạt nhìn ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng đến lúc đó Thải Vân Thương Hội chúng ta còn chiếm được tiện nghi cực lớn. Nếu như Lục trưởng môn cảm thấy hứng thú với đề nghị của ta, chúng ta lại nói tiếp. An Thi Giao nhẹ nhàng cười. Nếu như Lâm Thiên huynh đệ mở rộng thương hội, đến lúc đó coi như sẽ tiện nghi cho ta một ít. Những thứ linh thú tháp cần ta sẽ cố gắng tranh thủ giao cho Lâm Thiên huynh đệ. Ôn Tuấn Hùng nói với Lục Lâm Thiên. Ai? An Thi Giao khẽ than, mỉm cười nói. Linh thú tháp gần đây mấy lần mua hàng ở Thải Vân Thương Hội ta, xem ra, khách quý này của ta có lẽ đã mất rồi. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha hả, Ôn Tuấn Hùng cũng mỉm cười. Chủ ý của Thi Giao cô nương không tệ, nếu như dựa theo chủ ý của Thi Giao cô nương mà làm, vậy thì phương diện tài liệu sẽ làm như thế nào? Tài liệu trong thị hoang thế giới rất thưa thớt, bên ngoài còn có đủ lệnh cấm, nếu như hắn làm thương hội, cũng chỉ có thể dựa vào Thải Vân Thương Hội. Nếu như hắn mở thương hội người ảnh hưởng đầu tiên chính là Thải Vân Thương Hội, HCO nên Lục Lâm Thiên không biết liệu Thải Vân Thương Hội có giao tài liệu cho hắn hay không. Tất cả tài liệu Thải Vân Thương Hội ta đều cung cấp, giá cả không thay đổi. Bất quá ta cần nói chuyện với người bên trên, cho nên cũng cần Lục trưởng môn giúp ta một chút. An Thi Giao nói. Mời nói. Lục Lâm Thiên gật đầu. An Thi Giao nhìn qua thất sát và Ôn Tuấn Hùng một lát rồi nói. Đầu tiên Thải Vân Thương Hội ta muốn kết minh với thất sát thương hội của Lục trưởng môn. Về sau tất cả thị trường của thất sát thương hội đều do Thải Vân Thương Hội ta và thất sát thương hội cùng quản lý, kinh doanh. Tất cả thị trường của Thải Vân Thương Hội ta hiện tại cũng nguyện ý cùng kinh doanh, quản lý với thất sát thương hội. Mọi người nghe thấy An Thi Giao nói vậy,
sắc mặt lập tức biến hóa, đây quả thực giống như Thải Vân Thương Hội trực tiếp đưa một nửa cho Thất Sát Thương Hội vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống nói. Thì giao cô nương, bên cô nương chịu thiệt quá lớn, có giúp ta cũng không giúp được như vậy chứ. An Thi Giao nghiêm túc nói. Lục trưởng môn, cũng không phải là ta đang giúp ngươi, tuy rằng có giao tình, thế nhưng làm ăn là làm ăn. Trong sinh ý có giao tình, thế nhưng vẫn là sinh ý. Ta tin vào năng lực của Lục trưởng môn, không bao lâu nửa sinh ý của cả thị hoang thế giới đều có thể khống chế trong tay. Thải Vân Thương Hội ta hiện tại chỉ nắm không tới 1/5. Ta đưa một nửa cho Lục trưởng môn, tương lại Lục trưởng môn lại đưa một nửa của cả thị hoang thế giới cho ta. Cho nên tính ra ta vẫn lời. Thì giao cô nương quá để mắt tới ta rồi. Nếu ta không làm được thì sao? Lục Lâm Thiên trực tiếp nhìn An Thi Giao nói. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt An Thi Giao giống như con nai chạy loạn, miệng nói. Ngươi nhất định có thể làm được, ta tin ngươi. Tốt, ta đồng ý, nếu như có ngày đó, thì một nửa thị trường của thị hoang thế giới chính là của Thi Giao cô nương. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. An Thi Giao cười cười nói. Không chỉ có như vậy à, trước khi Lục trưởng môn rời khỏi thị hoang thế giới, tất cả những thứ Lục trưởng môn làm ra đều giao cho Thải Vân Thương Hội ta làm đại lý. Về sau nếu như Lục trưởng môn rời khỏi thị hoang thế giới, Lục trưởng môn phải cung cấp cho chúng ta một ít, nếu như có kẻ thứ ba muốn làm đại lý cần phải được sự đồng ý của Thải Vân Thương Hội ta mới được. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức lắc đầu nói. Điều kiện này ta không thể đồng ý với Thải Vân Thương Hội. An Thi Giao nghe vậy khuôn mặt khẽ biến đổi, Lục Lâm Thiên cười cười, trong lòng kỳ thật lại không biết. An Thi Giao thân là nhị tiểu thư của Thải Vân Thương Hội thế nhưng lại phải đi tới thị hoang thế giới cằn cỗi này, sợ rằng trong Thải Vân Thương Hội cũng không quá yên bình, bằng không đường đường là nhị tiểu thư Thải Vân Thương Hội làm sao có thể đi tới thị hoang thế giới này. Lục Lâm Thiên nhìn An Thi Giao nói. Vẫn quy củ cũ, ta có thể đồng ý với Thi Giao cô nương. Ta chỉ hứa hẹn với cô nương thế nhưng lại không hứa hẹn gì với Thải Vân Thương Hội. Ta chỉ biết một mình cô nương mà thôi. An Thi Giao nghe vậy lúc này mới mỉm cười, hạ thấp người thi lễ, ý tứ trong lời nói của Lục Lâm Thiên nàng sao có thể không hiểu, cho nên trong mắt nàng hiện lên vẻ cảm kích, nói. Đa tạ Lục trưởng môn. Về sau cô nương cũng không cần gọi ta là Lục trưởng môn, một câu Lục trưởng môn, hai câu Lục trưởng môn. Nếu như coi ta là bằng hữu, cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Lục Lâm Thiên nói với An Thi Giao. Ta nói An tiểu thư, Lâm Thiên huynh đệ, các ngươi nói lâu như vậy coi ta là không khí sao? Chẳng lẽ ta không có một chút chỗ tốt nào hay sao? Tốt xấu gì ta cũng là thiếu chủ linh thiếu tháp, nếu ta hỗ trợ, các ngươi cũng đỡ phiền phức hơn nhiều. Ha ha! Nghe vậy Lục Lâm Thiên cười ha hả, mọi người đều cười vui vẻ. Lục Lâm Thiên và An Thi Giao nói với nhau, sợ rằng cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ý tứ cụ thể trong lời nói mà thôi. Bên ngoài Thất Sát Thành, tất cả mọi người còn đang đợi, đặc biệt là đám người vây xem, vốn cho rằng người Linh Thứ Tháp và Thải Vân Thương Hội sẽ đại chiến với Thất Sát Môn một hồi, Thất Sát Môn hơn phân nửa sẽ bị diệt. Thế nhưng tới cuối cùng, Thiếu Tháp chủ Linh Thứ Tháp cùng với nữ tử xinh đẹp của Thải Vân Thương Hội cùng với một ít cường giả trực tiếp tiến vào trong Thất Sát Môn. Chiến hạm và khôi lỗi tọa giá đều được thu vào trong nhẫn chữ vật. Khí tức trên người những người khác thì được thu lại, đáp xuống nội thành Thất Sát Thành, đồng thời còn có đệ tử Thất Sát Môn khoản đãi. Hoàn toàn không có ý tứ đại chiến khiến cho mọi người há hốc mồm. Mà quá trình bên trong, đừng nói là cư dân trong Thất Sát Thành và người vây xem cảm thấy kỳ quái tới mức há hốc mồm, coi như người Thất Sát Môn và Linh Thứ Tháp cùng Thải Vân Thương Hội cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Nhưng mà không phải động thủ bọn họ đều có chút cao hứng, không phải động thủ và không sợ động thủ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong Thất Sát Môn, cường giả Linh Thứ Tháp và Thải Vân Thương Hội đều được mời tới Thất Sát Môn chiêu đãi, trong đó Ôn Tuấn Hùng còn cố ý giới thiệu cho Lục Lâm Thiên Linh Sơn Tam Thứ của Linh Thứ Tháp. Ba người này theo thứ tự là Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão của Linh Thứ Tháp, thực lực rất mạnh khiến cho Thất Sát trực tiếp kiêng kỵ. Đương nhiên, Ôn Tuấn Hùng cũng giới thiệu Lục Lâm Thiên cho Linh Sơn Tam Thứ, chỉ là lúc giới thiệu cũng chỉ nói là Tây Phương Cầu Bại mà thôi. Linh Sơn Tam Thứ nhìn thấy thiếu tháp chủ và thanh niên gọi là Tây Phương Cầu Bại này dường như có quan hệ cực sâu, lại xưng huynh gọi đệ cho nên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đồng thời Linh Sơn Tam Thứ cũng cực kỳ nghi hoặc về lai lịch của Tây Phương Cầu Bại này, thế nhưng cũng không dám vô lễ với Tây Phương Cầu Bại,
Thứ nhất bởi vì Tây Phương Cầu Bại này xưng huynh gọi đệ với thiếu tháp chủ, phần mặt mũi này ba người phải cho. Huống chi con mắt Linh Sơn Tam Thứ cũng không phải là người bình thường, tự nhiên nhìn ra được Thất Sát vô cùng cung kính với Tây Phương Cầu Bại này. Mà nữ tử khủng bố và nữ tử nóng bỏng bên người thanh niên này thực lực đều cao tới mức ngay cả ba người bọn họ cũng nhìn không thấu, cho nên khiến cho trong lòng ba người kinh hãi. Mãi đến ba ngày sau, Ôn Tuấn Hùng mới rời khỏi Thất Sát Môn. Trong thời gian ba ngày này, Lục Lâm Thiên cũng quyết định mở thương hội, thậm chí đã nói tới chuyện hợp tác với Linh Thứ Tháp của Ôn Tuấn Hùng. Lục Lâm Thiên cũng biết trong Linh Thứ Tháp, Ôn Tuấn Hùng chỉ là thiếu tháp chủ. Người chính thức có thể làm chủ chính là phụ thân của Ôn Tuấn Hùng, tháp chủ Linh Thứ Tháp. Lần này Ôn Tuấn Hùng có thể mang tới đội ngũ quy mô lớn như vậy tới Thất Sát Môn, Linh Thứ Tháp có thể đồng ý sợ rằng cũng có lý do nào đó. Lục Lâm Thiên thầm suy đoán, tháp chủ Linh Thứ Tháp đồng ý để cho Ôn Tuấn Hùng dẫn người tới báo thù cho hắn, nếu như lúc đó Linh Thứ Tháp thực sự diệt Thất Sát Môn, khi đó Linh Thứ Tháp dựa vào cái mũ báo thù cho hắn mà danh chính ngôn thuận chiếm đoạn Thất Sát Môn. Bằng không Linh Thứ Tháp tuyệt đối sẽ không huy động nhân lực lớn tới đây như vậy. Tăng thêm có phần nhân tình với Thải Vân Thương Hội và Linh Thứ Tháp lần này, khi Ôn Tuấn Hùng trở về Lục Lâm Thiên cố ý đưa cho Ôn Tuấn Hùng một chiếc chiến hạm, đây chính là một chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp mà gần đây hắn mới luyện chế ra được. Phi hổ chiến hạm tam cấp giao cho phụ thân Ôn Tuấn Hùng, xem như là lễ vật Lục Lâm Thiên đưa cho Linh Thứ Tháp. Phi hổ chiến hạm cấp 2 từ trong miệng An Thi Giao Lục Lâm Thiên cũng biết được hiện đã có cái giá trên trời là hơn 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, giá cả của phi hổ chiến hạm tam cấp, Lục Lâm Thiên suy đoán sợ rằng cũng trên 10 vạn ức. Lễ vật đắt đỏ, trọng hậu như vậy Lục Lâm Thiên cũng có chút đau đớn, thế nhưng vì sau này hắn cũng chỉ có thể nhịn đau đớn mà xuất ra. Sau khi nấn ná 3 ngày Ôn Tuấn Hùng mới dẫn mọi người Linh Thứ Tháp rời đi. An Thi Giao còn chưa có vội vã rời đi. Bởi vì còn không ít sổ sách phải tính toán, tăng thêm hai thương hội kết minh, chuyện bên trong không ít cho nên còn có vô số chuyện rườm rà phải xử lý. Vì thế Lục Lâm Thiên cố ý gọi Phạm Thống đi tới, bởi vì trong đám người coi như mấy người Phạm Thống hiểu rõ mấy vấn đề này nhất. Chuyện hai thương hội kết minh Lục Lâm Thiên để cho Thiên Xu và Thiên Tuyền tham gia. Âm Minh Dạ Xoa cũng ở một bên, tuy rằng nàng không nói chuyện thế nhưng cũng có thể nhìn rõ. Lục Lâm Thiên và An Thi Giao tính toán, sau khi trừ mấy trăm ức tiền tài liệu từ số tiền đấu giá phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, Lục Lâm Thiên thu được hơn ngàn ức, cuối cùng trừ đi chỉ còn lại mấy trăm ức. Sau khi đạt được một khoản tinh thạch thế giới với số lượng khổng lồ của sư phụ lão nhân gia, Lục Lâm Thiên đối với tinh thạch thế giới cũng không quá để ý. Quan trọng hơn là hắn đã có thủ đoạn kiếm tiền, tất cả đã đi vào quỹ đạo không giống như lúc đầu gian nan cất bước bên ngoài. Trên người chẳng có lấy một phân tiền. Lục Lâm Thiên không quá để ý tới tinh thạch thế giới, thế nhưng Phạm Thống lại rất để ý. Điểm này so với Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cũng không khác là bao. Trưởng môn và Thải Vân Thương Hội tính toán sổ sách, hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền mới biết được, hóa ra trưởng môn và Thải Vân Thương Hội lại âm thầm có sinh ý lớn như vậy. Không ngờ động một cái lại hơn ngàn ức a, trong thị hoang thế giới này mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đương nhiên nếu như là ở bên ngoài cũng là một khoản tiền lớn. Còn lần này An Thi Giao mang tới vô số thôn thiên đan, huyền nguyên đan, các loại đan dược do Lục Lâm Thiên yêu cầu từ trước, còn có không ít tài liệu luyện chế linh khí cùng với linh dược luyện chế đan dược ngoài thiên phẩm. Vì những vật này mà mấy trăm vạn ức tinh thạch thế giới do đấu giá lời của Lục Lâm Thiên không còn một mảnh mà còn thiếu nợ Thải Vân Thương Hội không ít. Còn tới mấy trăm vạn. Phải biết rằng giá cả của một khỏa huyền nguyên đan cũng vô cùng kinh người. Nhìn qua đám đan được thiên phẩm và linh dược cấp cao, Thất Sát há hốc mồm, những vật này đều bị thế giới bên ngoài phong tỏa không cho xâm nhập vào trong thị hoang thế giới. Không ngờ Thải Vân Thương Hội lại mạo hiểm mang vào, đủ để thấy được quan hệ giữa trưởng môn và Thải Vân Thương Hội. Sau đó Lục Lâm Thiên lần nữa ghi một đống tài liệu cho Thải Vân Thương Hội, lần này Lục Lâm Thiên muốn các tài liệu tu luyện, kể cả là luyện khí, đan dược. Chiến hạm, cấp độ gì cũng muốn, số lượng ngày càng nhiều. Giá cả dự tính phải tới một vạn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nghe thấy con số như vậy, Thiên Xu và Thiên Tuyền trực tiếp há hốc mồm, một vạn ức a, mấy chữ này quá kinh khủng. Đương nhiên An Thi Giao hoàn toàn không sợ Lục Lâm Thiên quỵt nợ, nàng rất rõ giá trị của bản thân Lục Lâm Thiên hiện tại. Một vạn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi, đối với Lục Lâm Thiên có vạn thiên tạp hồng cấp mà nói. Ngay cả chín châu mất một sợi lông cũng không được tính.
Huống chi Lục Lâm Thiên còn lập tức giao cho An Thi Giao không ít nhẫn chữ vật, bên trong có vô số khôi lỗi tọa giá, phi hổ chiến hạm cấp 2, càng khiến cho An Thi Giao rung động chính là bên trong còn có một chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3, cùng với 5 đầu khôi lỗi tọa giá cấp 3. Giá cả của phi hổ chiến hạm cấp 2 đã nhảy tới 200 ức, An Thi Giao đoán chừng một chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp giá cả ít nhất cũng ngoài 10 vạn ức. Cho nên một vạn ức đối với An Thi Giao mà nói nàng không lo lắng một chút nào. Không cảm thấy đống tài liệu Lục Lâm Thiên yêu cầu là nhiều, bởi vì càng nhiều tài liệu, chỗ tốt sau này nàng nhận được còn nhiều hơn nữa. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Lâm Thiên thương nghị một chút với An Thi Giao về chuyện hai thương hội liên minh, chủ yếu là Lục Lâm Thiên và An Thi Giao thương lượng, sau đó giao cho Phạm Thống và một chủ sự trong Thải Vân thương hội thương lượng cụ thể. Đương nhiên, tên thất sát thương hội Lục Lâm Thiên đổi tên một chút, đem thất sát thương hội đổi thành phi linh thương hội. Điểm này Thiên Xu và Thiên Tuyển cũng không có ý kiến. Sau khi thương lượng ổn thỏa, An Thi Giao cùng với Thải Vân Thương Hội mới rời đi, lúc này không biết vì sao Ma Linh Yêu Nữ lại nhiệt tình giữ An Thi Giao lại lâu vài ngày, chỉ là gần đây An Thi Giao có không ít chuyện cho nên muốn nhanh chóng trở về. Người Linh Thứ Tháp và Thải Vân Thương Hội hùng hổ tới đây, cuối cùng lại yên tĩnh rời đi, chuyện này khiến cho người không biết chuyện nghi hoặc không thôi. Ngay khi đám người Thải Vân Thương Hội rời đi không lâu, Phạm Sàm của Thiên Thủy môn phái người đưa tới 3 khỏa xúc đạo đan, đồng thời còn tỏ vẻ cảm tạ thất sát. Người của Thiên Thủy môn tới đưa xúc đạo đan còn cố ý heroi thất sát một chút, có phát hiện ra trên người Lục Lâm Thiên có cái gì hay không, Lục Lâm Thiên có chết thật hay không. Cuối cùng những người này nghe thấy mọi người trong thị hoang thế giới nghị luận, lúc này mới lặng lẽ rời đi. 3 khỏa xúc đạo đan có ngu mới không lấy, thất sát đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi thu được xúc đạo đan, Thiên Xu và Thiên Tuyền định mạo hiểm ra khỏi thị hoang thế giới tới chung thế giới thử đột phá tới đại đạo cảnh. Tu vi của hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền đã sớm dừng lại ở thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, nếu như có thể ở trong chung thế giới, tăng thêm có xúc đạo đan, quả thực có cơ hội đột phá rất lớn. Mà thị hoang thế giới căn bản chính là tiểu thế giới, tăng thêm năng lượng thiên địa thiếu thốn, không có khả năng đột phá tới cấp độ như đại đạo cảnh. Mà rời khỏi thị hoang thế giới tới trung thiên thế giới đột phá lại có nguy hiểm cực lớn. Lúc trước thất sát cũng đắc tội thế lực lớn mới chạy tới thị hoang thế giới, nếu như đi ra ngoài, lại tới trung thiên thế giới nhất định không thoát khỏi con mắt của người bên ngoài. Không ít thế lực bên ngoài thị hoang thế giới đã sớm âm thầm kết minh, một khi đi ra ngoài nhất định sẽ bị tìm kiếm, thế cho nên người bình thường một khi lẩn vào trong thị hoang thế giới khó có thể đi ra bên ngoài. Nhưng mà chú ý của hai người cuối cùng lại bị Lục Lâm Thiên ngăn cản. Hai người này định tới trung thiên thế giới thử đột phá, chỉ là bên ngoài có không ít người có cửu hận với hai người, như vậy có chút không ổn. Lục Lâm Thiên nói với hai người một chút, tối đa vài chục năm hắn sẽ rời khỏi thị hoang thế giới, đến lúc đó ra bên ngoài đột phá cũng không muộn. Nếu như lần này thử đột phá, cũng không có cách nào cam đoan có thể thành công. Mặt khác coi như hai người có thể thành công đột phá. Thế nhưng thời gian đột phá cũng không biết bao lâu, thế nhưng có một thứ chắc chắn đó là thời gian đột phá không ngắn, chuyện an toàn khi đó lại là vấn đề lớn. Cuối cùng hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền trầm tư một hồi mới quyết định sau khi ra ngoài rồi đột phá sau. Bên trong thất sát thành bình tĩnh ngắn ngủi, chưa bao lâu trong thất sát môn lại tuyên bố một đại sự, trong thất sát môn toát ra một Tây Phương Cầu Bại, thất sát lại chủ động thoái vị, đem chức trưởng môn giao cho Tây Phương Cầu Bại. Việc này vừa truyền ra, nhất thời tin tức khuếch tán cực nhanh, làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đang ở trong đại sảnh thất sát môn, triệu tập toàn bộ đệ tử trình tự trên phá giới cảnh đều tới nơi này, mỗi người đều có đan dược, không bỏ qua một ai. Mà ngộ chân cảnh cao giai đỉnh đều có được thông thiên đan. Về phần thông thiên cảnh tỷ như Thiên Quyền, Ngọc Hành bọn họ, còn có vài người tu vi thông thiên cảnh sơ giai đều có được huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan giá trị gần 100 triệu, là đan dược thiên phẩm trung giai, căn bản không thể mua được trong thị hoang thế giới. Đương nhiên, nguyên bản một ít người trong phi linh môn không có được huyền nguyên đan cùng thông thiên đan, lần này tuyệt đối cũng không thiếu phần của họ. Những người lấy được ưu đãi đều rung động, bút tích thật quá lớn, người bình thường không khả năng làm được, trong lòng càng gia tăng tin tưởng với tiền đồ của thất sát môn. Không bao lâu, ngoại trừ Thiên Khu cùng Thiên Tuyền, ngũ sát cùng một ít người tu vi ngộ chân cảnh cùng thông thiên cảnh tuyệt đối trung tâm đều được Lục Lâm Thiên mang vào tầng thứ nhất thiên trụ giới, cho họ dùng huyền nguyên đan cùng thông thiên đan bế quan tu luyện,
dù sao bên trong thất sát môn hiện tại cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Về phần hai vị thiên tuyển cùng thiên khu đã đạt tới thông thiên cảnh đỉnh, hiện tại đã không cần dùng đan dược, Lục Lâm Thiên giao ngọc giản cho họ vào tầng thứ nhất thiên trụ giới, trong ngọc giản có không ít đồ vật mà Lục Lâm Thiên phục chế từ đại thiên linh lục, đủ cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa tháng sau, bên trong thiên trụ giới tầng thứ 6 đã qua 2 năm rưỡi thời gian, khi Mạc Kình Thiên đi ra khỏi thiên trụ giới, tinh thần phấn khởi, trong mắt lóe sáng tinh mang, tựa hồ chiếm được không ít ưu đãi, thậm chí trong mắt còn mang theo khí tức man hoang thương cổ. Kình Thiên huynh đệ tựa hồ lấy được không ít ưu đãi đi. Cảm giác chân khí của Mạc Kình Thiên, Lục Lâm Thiên mơ hồ nhận thấy được tu vi người này đã có tiến bộ, khí tức cũng đã có biến hóa. Mạc Kình Thiên mỉm cười, lần này hắn có điều lĩnh ngộ, chỉ có bản thân hắn biết mình có được bao nhiêu chỗ tốt, hài lòng nói. Ta thật không ngờ lần này nhận được tiến bộ như vậy, xem như không tệ rồi. Nhị ca, sao ngươi ở đây? Ma Linh yêu nữ đi tới cao hứng ôm Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên nhìn nàng, muốn tức giận cũng không giận được, sầm mặt nói. Nhà đầu, vài năm cũng không quay về, đại ca thật lo lắng, để cho ta tới tìm ngươi trở về. Thì muội đâu có sao, tùy thời đều có thể trở về thôi. Ma Linh yêu nữ quay người nói. Việc này, vẻ mặt Lục Lâm Thiên sửng sốt, trên mặt lộ ý cười bất đắc dĩ, lần này cũng không thể để cho Ma Linh yêu nữ mang mình rời khỏi thị hoang thế giới. Cái gì chứ, chính ngươi đã đáp ứng ta, hiện tại theo ta rời đi đi. Ma Linh yêu nữ cười giảo hoạt, nói. Trở về làm tướng công áp trại của ta, còn mạnh hơn ở lại thị hoang thế giới. Tướng công áp trại, tam muội, Lâm Thiên huynh đệ, đây là có chuyện gì? Mạc Kình Thiên ngạc nhiên hỏi. Lục Lâm Thiên cùng Ma Linh yêu nữ dành nhau kể lại chuyện đã trải qua, đương nhiên cách nói của mỗi người đều khác nhau, nhưng Mạc Kình Thiên cũng hiểu được đại khái sự tình. Lục Lâm Thiên, ngươi nói lung tung, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã sờ ta, hôn ta hay không? Ma Linh yêu nữ chống nạnh, trừng mắt thở phì phì hỏi. Việc này là, nhưng là... Lục Lâm Thiên không cách nào giải thích rõ ràng, có chút nghẹn lời. Lâm Thiên huynh đệ, đây là ngươi không đúng. Mạc Kình Thiên kinh ngạc, lập tức cười cười nói. Ngươi đã đối với tam muội như vậy, tự nhiên phải chịu trách nhiệm mới được. Nhị ca, chuyện của muội sau này hãy nói. Ma Linh yêu nữ tựa hồ còn có chuyện trọng yếu hơn, nói. Ngươi nhận thức An Thi Giao của Thải Vân Thương Hành. Ánh mắt Mạc Kình Thiên chuyển động, nói. Hình như là nhận thức, là chuyện thật lâu trước kia, làm sao vậy? Nghe nói quan hệ giữa các ngươi không tệ. Ma Linh yêu nữ tiếp tục hỏi, tựa hồ vô cùng hứng thú với sự tình này. Bình thường mà thôi, gặp qua vài lần. Mạc Kình Thiên nói. Hiện tại An Thi Giao đang ở trong thị hoang thế giới, ngươi có muốn gặp mặt hay không? Ma Linh yêu nữ hỏi. An Thi Giao, có thời gian rồi nói sau, hiện tại ta đang vội vàng đâu? Mạc Kình Thiên do dự, lập tức lắc đầu nói. Lâm Thiên huynh đệ, có thể nghĩ ra kỳ hồn bí pháp rồi đi. Đương nhiên, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh hãy nói. Lục Lâm Thiên chỉ hận không thể lập tức rời khỏi Ma Linh yêu nữ, miễn cho nàng nhắc mãi chuyện muốn hắn rời khỏi thị hoang thế giới. Được rồi, chúng ta đi vào thiên trụ giới. Mạc Kình Thiên gật đầu, tựa hồ cũng đã quên nhiệm vụ của mình. Nhìn hai người cùng rời khỏi. Ma Linh yêu nữ buồn bực, bình thường nhị ca cũng không phải người hiền hòa, không biết sao lại xưng huynh gọi đệ với Lục Lâm Thiên, nhìn bộ dáng nhiệt tình, hai người nhìn qua như thân huynh đệ. Hai người đi vào thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên lấy ra tam kỳ bí pháp giao cho Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên hưng phấn kích động, lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Phi Linh Môn cùng Thất Sát Môn, Lục Lâm Thiên cũng không còn chuyện đại sự gì. Chuyện của Phi Linh Thương Hành hắn đã giao cho Phạm Thống cùng Bạch Kinh Đường đi an bài. Không qua bao lâu, Ma Linh yêu nữ lại đòi không ít máu huyết của Lục Lâm Thiên. Qua vài ngày, Thải Vân Thương Hành phái người đem tài liệu đưa tới Thất Sát Môn, Lục Lâm Thiên lấy được tài liệu, giao cho Linh Đường vấn thân Mạc trong thiên trụ giới. Linh Đường luôn chuyên tâm luyện chế đan dược, linh khí cùng khôi lỗi. Về phần vấn thân Mạc, dạo gần đây say mê chiến hạm. Chẳng qua cần phải liên thủ mới có thể luyện chế, một mình hắn đi làm thật cố hết sức. Lục Lâm Thiên lập tức đi lên tầng 6 thiên trụ giới, lấy ra luyện khung đỉnh, phất tay, hỏa diễm trong đỉnh gào thét dựng lên, tài liệu lập tức rơi vào trong đỉnh bắt đầu luyện hóa.
có âm minh dạ xoa cùng ma linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên cũng không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Chỉ chớp mắt một năm thời gian đã trôi qua, mối quan hệ giữa Thất Sát Môn, Linh Thứ Tháp còn có Thải Vân Thương Hành đều có không ít thế lực đang suy đoán, tự nhiên cũng không có bao nhiêu thế lực dám đi trêu chọc bọn họ. Bên trong thiên trụ giới, tầng thứ nhất cũng đã qua 10 năm thời gian, tầng thứ 6 đã 60 năm. Vào thời gian này, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang rốt cục đột phá tới thông thiên cảnh cao giai. Những người khác cũng có không ít người đột phá, hoặc là tiến bộ thật lớn, trước sau đều được hắn đưa ra khỏi thiên trụ giới. Ở trong tầng thứ nhất, vào lúc này Lục Lâm Thiên, Mạc Kình Thiên, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Vấn Thân Mạc, còn có một tu luyện giả linh hồn áo nghĩa thông thiên cảnh sơ giai cùng hai ngộ chân cảnh, còn có không ít người của linh đường đang tụ tập cùng nhau. Ở giữa là một khối khôi lỗi nhị cấp do Lục Lâm Thiên luyện chế, đường cong cùng tạo hình hết sức cá tính, còn có tốc độ khủng khiếp làm mọi người vô cùng hứng thú. Bên trong mỗi đường cong, mỗi một khâu nhỏ đều được tính toán chi tiết, mới có thể làm cho tốc độ đạt tới nhanh nhất, gặp phải lực cản không gian càng ít. Lục Lâm Thiên giải thích nguyên lý tỏa giá khôi lỗi, sau đó mọi người mới hiểu ra. Thật sự là khéo, Lâm Thiên huynh đệ đúng là thiên tài a. Mạc Kình Thiên vuốt ve đường cong hoàn mỹ của tòa giá khôi lỗi, khó trách người khác không làm được mà Lục Lâm Thiên lại có thể hoàn thành. Gần đây ta luôn tính toán tăng thêm tốc độ của tòa giá khôi lỗi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có trí nhớ của kiếp trước, dung nhập vào việc luyện chế có thể nói như hổ thêm cánh, càng tăng thêm sức mạnh. Thật sao, nói nghe thử xem. Nghe vậy mọi người liền hứng thú hỏi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cùng mọi người thảo luận. Trực tiếp thi triển nguyên lực vẽ ra không ít tạo hình đường cong trong không gian, vẽ phác thảo từng đồ án có đường cong hoàn mỹ động lòng người. Lâm Thiên huynh đệ, người xác định có thể làm tòa giá khôi lỗi được sao? Nhìn đồ án trong không gian, tuy rằng hoàn mỹ động lòng người, nhưng mọi người chưa từng gặp qua, khi Lục Lâm Thiên nói đây là mô hình tòa giá khôi lỗi, mọi người đều kinh ngạc. Nếu ở kiếp trước, mọi người sẽ biết Lục Lâm Thiên vẽ ra mô hình xe đua đỉnh cấp. Lục Lâm Thiên đã có tính toán đem mô hình kết hợp luyện khí làm thành tòa giá khôi lỗi trong thế giới này. Nửa năm sau, Phi Linh Thương Hành rốt cục khai trương thương hành thứ nhất trong Thất Sát Thành. Nơi này vốn là địa bàn của Thất Sát Môn, cho nên thương hành to lớn tráng lệ vô cùng, so sánh với Thải Vân Thương Hành của Đông Tinh xã còn tráng lệ hơn một ít. Đây là nhờ Phạm Thống cùng Bạch Kinh Đường tỉ mỉ an bài suốt một năm rưỡi thời gian, làm cho Lục Lâm Thiên cũng rất hài lòng. Phi Linh Thương Hành khai trương, Thải Vân Thương Hành cùng Linh Thứ Tháp đều có mặt chúc mừng, tự nhiên khiến cho không ít thế lực chú ý. Khi Phi Linh Thương Hành khai trương, Thải Vân Thương Hành tuyên bố kết minh hợp tác, đồng thời Linh Thứ Tháp trực tiếp đặt món hàng đan dược cùng linh khí đầu tiên giá trị vạn triệu, nhất thời khiến mọi người xô trào lên. Bên trong Phi Linh Thương Hành, đan dược, tài liệu linh khí cùng linh dược được bày đầy đủ rậm rạp. Mọi người mới chân chính ý thức được trong bất chi bất giác Thất Sát Môn đã tài đại khí thô. Phi Linh Thương Hành mở ngày đầu tiên, toàn bộ hàng hóa đều được giảm giá, điều này làm sinh ý nhất thời nóng nảy. Mặt khác trong cùng một ngày, Phi Linh Thương Hành tổ chức một buổi đấu giá, mà vật đấu giá là tòa giá khôi lỗi nhất cấp, cũng không ít khôi lỗi khó gặp trong thị hoang thế giới, còn có linh khí, mà áp trục cuối cùng là một thanh tiên thiên linh khí. Đấu giá tiên thiên linh khí làm cả hội đấu giá trực tiếp sôi trào, người mua được là hạ trưởng lão đi cùng Linh Thứ Tháp Ôn Tuấn Hùng, một thanh tiên thiên linh khí thích hợp với hắn, cuối cùng lấy giá cả không cao không thấp mua vào trong tay, thật sự làm cho hắn cao hứng vô cùng. Phi Linh Thương Hành khai trương, An Thi Giao cũng đi tới Phi Linh Môn báo cho Lục Lâm Thiên một tin tốt lành, lần trước một tòa chiến hạm phi hổ tam cấp đã được Thải Vân Thương Hành đấu giá được 20 vạn triệu giá cả. Chỉ tiếc chiến hạm phi hổ tam cấp chỉ có một, người khác muốn mua thêm nhưng Thải Vân Thương Hành đã không còn. Lục Lâm Thiên cũng rất hài lòng, lấy ra đủ loại tòa giá khôi lỗi kiểu mới đưa cho An Thi Giao, tốc độ còn nhanh hơn những khôi lỗi trước kia rất nhiều. Lục Lâm Thiên cũng yêu cầu hạn cấu, cung không đủ cầu, nếu không giá cả sớm muộn sẽ hạ thấp, số lượng càng ít thì người muốn mua càng nhiều. Chủ ý này thật tốt. Thân là nhị tiểu thư Thải Vân Thương Hành. Lời của Lục Lâm Thiên làm cho An Thi Giao lập tức hiểu rõ. Lần này Lục Lâm Thiên cũng đem tòa giá khôi lỗi chia thành nhiều dãy, mà tòa giá giống như máy bay chiến đấu được đặt tên là dãy Dực Long. Thay đổi một ít đặt tên là Tường Long, mà tòa giá khôi lỗi hình dáng như xe đua tên là Thiểm Điện, tốc độ đương nhiên là nhanh nhất.
Bởi vì An Thi giao tới Thất Sát Thành, theo yêu cầu của Ma Linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên phải gọi Mạc Kình Thiên rời khỏi Thiên Trụ Giới. Hai người gặp mặt, An Thi Giao cũng không nghĩ tới Mạc Kình Thiên lại ở trong thị hoang thế giới, còn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên. Nhưng hai người cũng không tán gẫu bao lâu, đây hoàn toàn là ý tứ của Ma Linh yêu nữ, vì vậy khiến không khí có chút xấu hổ. Quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm đâu, người cảm thấy An Thi Giao thế nào? Ma Linh yêu nữ hứng chí bừng bừng nói, trộm hỏi Lục Lâm Thiên. Thi Giao cô nương thật không tệ. Lục Lâm Thiên thuận miệng nói một câu. Cái gì gọi là không tệ, ta cho ngươi biết, sau này ngươi cách xa nàng một chút, đừng quên ngươi là của ta, hừ. Ma Linh yêu nữ trừng mắt nói, lại tiếp tục trộm nghe. Lục Lâm Thiên thở dài, nói. Ngươi đừng tiếp tục nghe lén, với thực lực của họ sẽ dễ dàng phát hiện, như vậy cũng không hay. Không sai, nghe lén cũng không hay. Một thanh âm truyền tới, An Thi Giao đi qua, Mạc Kình Thiên dở khóc dở cười nói. Nha đầu kia, ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là tò mò mà thôi. Bị bắt quả tang, Ma Linh yêu nữ có chút ngượng ngùng, lập tức xoay người nghênh ngang rời đi. Trước khi rời khỏi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. An tiểu thư, tính cách tam muội của ta có chút điêu ngoa, nhưng không có ác ý, tâm tính thiện lương, An tiểu thư đừng trách. Mạc Kình Thiên nói. An Thi Giao cười nhìn Lục Lâm Thiên. Đây là phúc khí của người nào đó đi, chờ ngày đại hôn đừng quên báo cho ta biết. Việc này, Lục Lâm Thiên nghe vậy chỉ biết cười khổ. Hôm sau An Thi Giao cùng Ôn Tuấn Hùng đều cáo từ, Lục Lâm Thiên lại đặt số tài liệu 10 vạn triệu với Thải Vân Thương Hành. Lần này Lục Lâm Thiên đặc biệt tặng một tòa giá khôi lỗi tam cấp cho Ôn Tuấn Hùng, là dãy thiểm điện vừa mới nghiên chế, tốc độ không chậm hơn tứ cấp, bề ngoài hoàn mỹ làm Ôn Tuấn Hùng vô cùng ưa thích. Sau đó Lục Lâm Thiên lại đi tìm đám người Bạch Kinh Đường bọn họ. Phạm Thống phụ trách Kim Đường, nhưng thực lực chỉ tới phá giới cảnh, hơn nữa từ sau khi Kim Đường có phi linh thương hành, sự tình càng nhiều, căn bản không có thời gian tu luyện, bởi vậy Lục Lâm Thiên chỉ có thể luyện chế 3 bộ thiên khôi giao cho Phạm Thống. Đồng thời cũng đem hoạt nhân khôi lỗi đủ đối kháng thông thiên cảnh sơ giai giao luôn cho hắn. Bạch Kinh Đường phụ trách ngoại đường, mặc dù tu vi thông thiên cảnh sơ giai gần đỉnh, nhưng thực lực cũng không cao, phiền toái lại không ít, còn phải phụ trợ cho Kim Đường. Bởi vậy phòng ngừa vạn nhất, Lục Lâm Thiên giao cho hắn một chiến hạm phi hổ tam cấp cùng 3 chiến hạm phi hổ nhị cấp, cả chiến hạm Oanh Thiên đều giao cho hắn. Lục Lâm Thiên lại lấy 10 viên diệt không độc lôi cấp cao của Mạc Kình Thiên đưa cho hai người bàn xấu hòa thượng, nghe nói dùng một viên, tu vi thông thiên cảnh cũng không dám tới gần. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng dặn hai người giao một ít cho Viêm Hỏa cùng đồng thất với Thạch Ngọc Đồ, xem như thủ đoạn bảo mệnh khi cần thiết. Sau khi an bài tốt hết thảy, hắn cùng Mạc Kình Thiên tiếp tục vào trong Thiên Trụ Giới tiếp tục nghiên cứu Đại Thiên Linh Lục như trước. Bên trong thị hoang thế giới, bởi vì giá cả hàng hóa trong phi linh thương hành khá thấp, còn thường xuyên tổ chức đấu giá, bán đi một ít đồ vật không có trong thế giới, còn có một ít tòa giá khôi lỗi rực long nhị cấp nhất cấp, lại được Thải Vân Thương Hành phụ trợ. Làm danh khí phi linh thương hành nhất thời lan truyền khắp bốn phía. Thất Sát Thành cũng vì thế nhanh chóng phát triển, tất cả đều nhờ có phi linh thương hành. Nhưng bởi vì phát triển quá nhanh, làm cho những thế lực khác ghen tị, không ít thế lực tranh thẳng Thất Sát Môn, chẳng qua vì thế lực Thất Sát Môn không yếu, còn có quan hệ thâm sâu với Linh Thứ Tháp cùng Thải Vân Thương Hành, bởi vậy chưa có ai động thủ, nhưng càng là như vậy càng bị người đố kỵ, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã qua 7 năm. Bên trong núi lửa liên miên vây quanh Liệt Hỏa Thành, có dung nham không ngừng cuồn cuộn toát ra, vì vậy nhiệt độ Liệt Hỏa Thành đều cực kỳ nóng cháy, một năm bốn mùa chẳng khác gì ngâm mình trong bếp lò. Bên trong một dãy kiến trúc to lớn, một mỹ phụ hơn 30 thân mặc cẩm bào hoa, rất có ý nhị, mắt hàm hoa đào, trong dễ thương mang theo vẻ âm trầm, nhìn lão giả 50 tuổi thân hình khôi ngô rắn chắc nói. Phu quân, người rốt cục xuất quan, trong khoảng thời gian người bế quan. Liệt Hỏa Môn đã xảy ra không ít đại sự. Đại sự gì? Toàn thân lão giả tràn ngập khí tức nóng cháy, hai mắt bắn ra tinh mang, mang theo chân khí hung hãn, tựa như một đầu dã thú. Cương Hỏa đã chết, Viêm Hỏa cùng đồng thất phản bội Liệt Hỏa Môn. Phụ nhân nói, sao dám to gan như vậy, khi dễ hỏa hồ này đã chết hay sao? Lão giả nghe vậy, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong tầng thứ 6 Thiên Trụ Giới, một thân hình khôi ngô khoanh chân ngồi, quanh thân quanh quẩn kim mang,
tựa như một mảnh linh xà dài hẹp không ngừng lao vào chui ra thân thể, cực kỳ huyền ảo. Mấy năm nay Lục Lâm Thiên thi triển Thiên Biến Tam Thần Quyết, vẫn duy trì bộ dáng khôi ngô hiện tại, thậm chí còn dần dần thích ứng bộ dáng này. Mấy năm nay Lục Lâm Thiên vẫn cùng Mạc Kình Thiên bọn họ luôn ở trong thiên trụ giới. Vì muốn tranh thủ thêm chút thời gian, nhóm người thiên khu cũng không tu luyện thời gian áo nghĩa, nương vào thực lực bản thân cuối cùng Lục Lâm Thiên chỉ có thể mạnh mẽ đưa mọi người lên tầng thứ ba, còn muốn tiếp tục lên trên họ đều không thể đối kháng. Mà còn có một chút đệ tử linh đường ở tầng thứ ba không có vấn đề, nhưng do thời gian tầng thứ ba ảnh hưởng, không thể tĩnh tâm luyện khí, cho nên chỉ có thể ở tầng thứ hai, thực lực thấp nhất chỉ lưu ở tầng thứ nhất mới có thể luyện khí. Mặc dù là vậy nhưng với tác dụng thần dị của thiên trụ giới, nhóm người thiên khu cũng đã vượt qua 200 năm, ở tầng thứ hai hơn 100 năm, dù là tầng thứ nhất cũng trải qua 80 năm. Thời gian lâu dài nhất là Lục Lâm Thiên cùng Mạc Kình Thiên, hai người đều ở tầng thứ sáu. Ngẫu nhiên tụ tập ở tầng thứ nhất cùng thảo luận nghiên cứu luyện khí, như vậy tính toán hai người đã ở trong thiên trụ giới suốt 400 năm. Trong thời gian thật dài này Lục Lâm Thiên luôn không có dịp cắn nuốt tu luyện, hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí, tu vi không tăng mà thối lui, nhưng đây là một loại thối lui ngưng thật, có đại ích mà vô hại, nhưng trong linh hồn lực suốt mấy trăm năm không ngừng luyện khí cùng lĩnh ngộ cũng làm Lục Lâm Thiên tiến bộ kinh người. Mà trong thời gian này ma linh yêu nữ cũng tìm Lục Lâm Thiên yêu cầu hắn rời khỏi thị hoang thế giới, mỗi lần hắn đều trốn vào thiên trụ giới, ngay cả Mạc Kình Thiên cũng quên chính sự, vì vậy cứ kéo dài suốt mấy năm như thế. Hô! Kim quang thu liễm vào thân thể, Lục Lâm Thiên thở mạnh một hơi chọc khí, một cỗ chân khí hoang dã thương cổ lập tức bắn ra. Bên trong đại sảnh thất sát môn, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất, Thạch Ngọc Đồ, Viêm Hỏa, Bàn Xấu Hòa Thượng, còn có thất sát. Ngay cả vấn thân mạc cùng âm minh dạ xoa cũng có mặt, chỉ vắng mặt ma linh yêu nữ cùng Mạc Kình Thiên mà thôi. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, mang theo vẻ giận dữ, ánh mắt đều nhìn lên Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, những sơn môn kia ngày càng làm càn, ba ngày trước âm quỷ giáo, hắc hạc môn, long môn, thất kiếm môn không ngờ đồng thời tập kích mấy địa bàn của chúng ta, khiến chúng ta tổn thất mấy ngàn đệ tử. Bạch Kinh Đường oán hận nói. Mặc dù có chiến hạm trong tay nhưng đối mặt các sơn môn hắn lại không dám tùy ý khai chiến. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong mắt hiện tia hàn ý. Thiên Khu nói, âm quỷ giáo, hắc hạc môn, long môn, thất kiếm môn mấy năm trước đã nhìn chằm chằm thất sát môn chúng ta, nhưng không dám làm sằng bậy, chỉ chiếm vài tiểu địa phương, trưởng môn nói lui một bước trời cao biển rộng, lúc ấy không để ý tới bọn hắn, không nghĩ tới lần này bọn hắn dám manh động. Ta nghĩ trong chuyện này nhất định có người đi đầu, bằng không lấy khả năng của bọn hắn cũng biết quan hệ giữa chúng ta với Linh Thứ Tháp cùng Thải Vân Thương Hành, còn tài đại khí thô, dù là hâm mộ đố kỵ cũng sẽ không dám động chúng ta. Không sai, lần này bọn hắn dám động, là có người đi đầu, nghe đồn Đãi Hỏa Hổ cùng Thiên Hỏa đều đã xuất quan. Viêm Hỏa nhíu mày. Thiên Tuyền thoáng biến sắc, nói. Khó trách, nguyên lai là Liệt Hỏa Môn đi đầu. Ta còn nghĩ sao đám người âm quỷ giáo dám động chúng ta, tuy thực lực bọn hắn rất mạnh nhưng không phải người hành động thiếu suy nghĩ, nguyên lai là Hỏa Hổ cùng Thiên Hỏa xuất quan, vậy thật sự có chút phiền toái. Thiên Khu nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Trưởng môn, bọn hắn liên thủ, cho dù là Đông Tinh Xã, Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ cũng kiêng kỵ, so sánh với họ chúng ta có chút thế đơn lực bạc, kế tiếp làm sao bây giờ, thỉnh trưởng môn báo cho chúng tôi biết. Lục Lâm Thiên đảo qua đại sảnh, nói. Theo ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào, nếu là ngươi sẽ xử lý thế nào? Thiên Khu thoáng do dự, lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ, khóe môi nhếch lên nói. Hồi trưởng môn, mấy năm nay ngoại giới căn bản không biết thực lực chúng ta đã tới tình trạng gì, thậm chí năm người lão tam đã đột phá thông thiên cảnh cao giai bên ngoài cũng không biết, lại thêm tích tụ mấy năm nay của chúng ta, còn có những cường giả như âm minh dạ xoa, phu nhân. Diệu thủ Mạc không ở đây, trước kia thì không dám nói, nhưng bây giờ thì không nhất định. Dừng một chút, khóe môi hắn trầm xuống, nói. Ta cảm thấy lần này nếu bọn hắn muốn tìm chết, vậy thì thành toàn bọn hắn thì có sao, tuy rằng bọn hắn liên thủ rất cường hãn, chúng ta cũng khó chiếm tiện nghi, nhưng vì bọn hắn không rõ thực lực của chúng ta lôi đỉnh phóng ra, tiêu diệt từng bộ phận, phỏng chừng bọn hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị chúng ta tiêu diệt. Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Khu, lại nhìn mọi người hỏi. Vậy trước tiên tiêu diệt ai thì tốt nhất? Phạm Thống tiến lên nói. Trưởng môn, chư vị trưởng lão đường chủ,
ta đặc biệt điều tra một ít tư liệu, cũng không biết thật giả, bọn hắn là thế lực nhị lưu trong thị hoang thế giới, nghe nói liệt hỏa môn đầu tiên, kế tiếp là thất kiếm môn, long môn, âm quỷ giáo, lại thêm nguyên lai thất sát môn, mà hắc hạc môn thì cuối cùng. Ngươi còn điều tra được gì? Thiên Tuyền mỉm cười hỏi. Phạm Thống mỉm cười tiếp tục nói. Tổng quát mà nói, âm quỷ giáo cùng hắc hạc môn cách chúng ta gần nhất, bài danh cuối cùng, nghe nói môn chủ hắc hạc thực lực đại đạo cảnh sơ giai, hai đại cường giả môn hạ bạch báo cùng hắc ưng, bạch báo là thông thiên cảnh cao giai gần hậu kỳ, hắc ưng cũng tới thông thiên cảnh cao giai. Ngừng một chút hắn tiếp tục nói. Giáo chủ âm quỷ thực lực đã là đại đạo cảnh sơ giai, trong giáo còn có phong đô tam hồn, ba người tu luyện linh hồn áo nghĩa, nghe nói thực lực đã tới thông thiên cảnh cao giai. Mặc dù chưa đạt đỉnh nhưng vì tu luyện linh hồn áo nghĩa cũng không dễ trêu chọc, tổng hợp lại ta cảm thấy muốn động bọn hắn, trước diệt hắc hạc môn là thích hợp nhất. Ngươi tìm hiểu tư liệu cũng đầy đủ đâu. Thiên Khu ngoài ý muốn nói, lại nhìn Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, hắc hạc môn hẳn là dễ đối phó hơn một ít, mà khoảng cách long môn với thất kiếm môn xa nhất, thực lực cũng mạnh mẽ, hỏa hổ cùng thiên hổ của liệt hỏa môn cũng khó dây vào, nếu chúng ta muốn cấp bọn hắn chút giáo huấn. Lựa chọn đầu tiên là hắc hạc môn. Hô! Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, nói. Hắc hạc môn, chính là bọn hắn. Nhìn âm minh dọa xoa, Lục Lâm Thiên nói. Dạ tỷ, lần này chỉ sợ cần làm phiền tỷ. Việc này không thành vấn đề. Âm minh dạ xoa gật đầu, thanh âm giống như u hồn, tu luyện âm minh áo nghĩa ngồi im cũng làm cho người ta cảm giác như âm hồn. Đôi mắt như tràn ra máu tươi của nàng nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nhưng âm quỷ cũng đã đạt tới đại đạo cảnh, dựa theo đạo lý mà nói trong thị hoang thế giới căn bản không giết chết hắn, nếu hắn không chết chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Giết không chết? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, hỏi. Dạ tỷ, tại sao không thể giết chết hắn? Nghe vậy âm minh dạ xoa nghi hoặc, dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Lục Lâm Thiên hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi thật không biết người có tu vi đại đạo cảnh ở trong thị hoang thế giới khó thể đánh chết sao? Chỉ cần hắn muốn bỏ chạy rất khó ngăn chặn được, thậm chí ở trong thị hoang thế giới, ngay cả tu vi thông thiên cảnh đỉnh cũng không thể đánh chết. Ánh mắt âm minh dạ xoa đảo qua, dừng lại trên người Thiên Tuyền. Tỷ như Thiên Tuyền, tu vi tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh, nếu ở trong trung thiên thế giới, ta có thể dễ dàng đánh chết hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Phải, dạ xoa đại nhân nói không sai. Thiên Tuyền có chút xấu hổ gật đầu nói. Nhưng ở trong thị hoang thế giới, chỉ cần ta bỏ chạy dạ xoa đại nhân cũng không cách nào đánh chết ta, lần trước khi trưởng môn đối chiến với bảy huynh đệ chúng ta, nếu không phải cuối cùng lão đại cùng lão thất rơi vào trong tay trưởng môn, nếu chúng ta muốn chạy trốn, dù tốc độ trưởng môn có nhanh hơn nữa chỉ sợ cũng không có tác dụng gì quá lớn, ít nhất chúng ta có thể thoát thân. Lục Lâm Thiên vẫn chưa hiểu vì sao, nghi hoặc hỏi. Tại sao vậy? Chẳng lẽ trưởng môn thật không biết? Vấn thân mạc kỳ quái hỏi, mà vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt huyết sắc của âm minh dạ xoa khẽ động, nói. Ra vẻ ngươi thật sự không biết, ở trong thị hoang thế giới, tu vi trình tự đại đạo cảnh cơ hồ là thân bất tử, rất khó bị đánh chết, hết thảy là vì thiên uy sở trí, thiên địa áp chế. Thiên uy sở trí, thiên địa áp chế. Lục Lâm Thiên vẫn có chút không rõ. Âm minh dạ xoa nói. Kỳ thật không chỉ trong thị hoang thế giới, ở trong toàn bộ tiểu thế giới đều là như thế, trong tiểu thế giới, tu vi đại đạo cảnh cơ hồ đều là thân bất tử, thậm chí thông thiên cảnh cao giai đỉnh cũng đã có thân bất tử. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được nguyên lai thiên uy sở trí, thiên địa áp chế vốn là vì trong toàn bộ tiểu thế giới, dưới tình huống bình thường tu luyện giả chỉ có thể đột phá tới thông thiên cảnh, mà ngược lại nếu có cường giả buông xuống trong tiểu thế giới. Tu vi cao tới đâu cũng sẽ bị trực tiếp áp chế tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Cho dù là hóa hồng cảnh, một khi đi vào trong tiểu thế giới cũng chỉ có thể thi triển thực lực thông thiên cảnh cao giai, nhiều nhất là có thêm ưu thế trong việc lĩnh ngộ cùng thi triển áo nghĩa mà thôi. Bất kể thế nào, thiên uy sở trí, thiên địa áp chế, người vượt qua tu vi thông thiên cảnh đi vào tiểu thế giới cũng chỉ có thể thi triển thực lực thông thiên cảnh cao giai đỉnh là nhiều nhất. Ở trong trung thiên thế giới cũng là như thế. Trong trung thiên thế giới, nhiều nhất chỉ có thể đột phá tới tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh đi vào trung thiên thế giới cũng chỉ có thực lực tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh mà thôi. Nghe được lời của âm minh dạ xoa, Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới là nguyên nhân như thế. Lục Lâm Thiên ngẫm lại,
khó trách mình luôn cảm thấy ma linh yêu nữ cùng âm minh dạ xoa cùng Mạc Kình Thiên mỗi lần động thủ đều có vẻ quái dị. Tu vi Mạc Kình Thiên đã tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh, nhưng khi đối chiến với mình luôn giống như không thể làm gì mình, giống như đang bị áp chế thực lực. Hiện tại Lục Lâm Thiên hoàn toàn hiểu được nguyên lai ở trong tiểu thế giới, thực lực Mạc Kình Thiên bị áp chế. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ ban đầu trong cổ Lan Sơn Mạch tại vạn cổ thế giới, phụ thân của Kim Viên là Kim Long tu vi thông thiên cảnh cao giai, nhưng lại dám động thủ với ma linh yêu nữ, Phạm Sàm cùng Đỗ Lộc mà không e ngại, nguyên lai bởi vì như thế. Cũng khó trách trong thị hoang thế giới, dù có cửu gia vô số nhưng cửu gia cũng chỉ có thể canh chừng bên ngoài, không cách nào tiến vào đuổi giết. Bởi vì một người tiến vào thế giới này, bị người vây công, tuy trên lý luận có thể đào thoát, nhưng vạn nhất lật thuyền trong mương, trực tiếp bị vây công tới chết cũng có khả năng. Bởi vậy với sự đặc thù của thế giới này, một khi có người tiến vào truy sát người khác, dù không quen biết nhưng nếu gặp được đều sẽ hỗ trợ, đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu được rõ ràng. Cho nên lúc trước âm minh dạ xoa bị nhiều cường giả đuổi giết, cuối cùng chạy vào thị hoang thế giới liền được an toàn. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên sực tỉnh. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra ý cười. Mọi người đều kinh ngạc, tại sao thường thức như vậy mà Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết chút nào. Ban đầu hắn tìm đọc tư liệu trong thải hồng cốc, bởi vì thường thức này trẻ con cũng biết, cho nên không ai ghi chép vào tư liệu, hơn nữa cũng không ai tự nhiên nhắc tới việc này, cho nên mãi tới bây giờ Lục Lâm Thiên mới biết. Thiên Khu lại nói, trưởng môn, không chỉ là như thế, cho dù là khôi lỗi, chiến hạm, trận pháp, đi vào tiểu thế giới cũng chỉ phát huy ra thực lực thông thiên cảnh cao giai. Lực lượng sẽ bị thiên địa trực tiếp áp chế. Chiến hạm cùng khôi lỗi cũng bị áp chế sao? Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, trong 3.000 đại thế giới, đồn đãi 3.000 hỗn độn đại thế giới là vững chắc nhất, sau đó là trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Nếu không có thiên địa áp chế, tu vi hóa hồng cảnh chỉ một cái tát là có thể làm hỏng cả tiểu thế giới. Âm minh dạ xoa nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Tin tức này đối với hắn mà nói là tin tốt lành không nhỏ, liền vội vàng hỏi. Dạ tỷ, trình tự đại đạo cảnh tuy nói là thân bất tử, nhưng không thật sự là thân bất tử đi. Đương nhiên, âm minh dạ xoa gật đầu. Nếu bị tu vi đồng cấp vây công, không chết mới là lạ, nhưng nếu đại đạo cảnh cùng thông thiên cảnh giao thủ, dưới tình huống bình thường đại đạo cảnh sẽ nắm chắc, mặc dù đang ở trong tiểu thế giới, tu vi bị áp chế, nhưng dù sao có ưu thế uy áp giai vị. Lĩnh ngộ cùng thi triển áo nghĩa, thông thiên cảnh cao giai cũng khó thể đối kháng, chỉ có thể bỏ chạy chối chết. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Nhưng cũng có ngoài ý muốn. Âm minh dạ xoa tựa hồ nhớ ra gì đó, nói. Thiên uy sở trí, thiên địa áp chế, nhưng có một loại sinh linh luôn được chiếu cố, làm người ta hâm mộ ghen tị. Sinh linh gì vậy? Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Hết thảy sinh linh trong hỗn độn thế giới. Chỉ cần là sinh linh sinh ra hoặc tạo ra trong hỗn độn thế giới, trời sinh được thiên địa chiếu cố, giống như vừa ra đời trên người đã được đánh lạc ấn, thiên uy sở trí cùng thiên địa uy áp đều mở cánh cửa đặc xá cho bọn họ. Âm minh dạ xoa nói tiếp. Ở trong tiểu thế giới, hàng tỷ sinh linh cường giả vượt qua thực lực thông thiên cảnh cao giai sẽ bị áp chế xuống thông thiên cảnh cấp cao đỉnh, nhưng người trong hỗn độn thế giới thì khác, họ có thể đạt tới đại đạo cảnh, cao hơn những sinh linh khác một cảnh giới. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, đây chẳng khác gì người có tu vi niết bàn cảnh trong hỗn độn thế giới cùng người có tu vi niết bàn cảnh của thế giới khác cùng đi vào tiểu thiên thế giới. Người trong hỗn độn thế giới bị áp chế còn lại trong đại đạo cảnh đỉnh cao, nhưng đối phương lại bị áp chế chỉ còn thông thiên cảnh cao giai đỉnh mà thôi. Vậy không cần phải nói, kết quả tuyệt đối là chết chắc rồi. Có chuyện này ta luôn rất kỳ quái. Thiên Khu ngẩng đầu nghi hoặc nói. Lần trước bảy huynh đệ chúng ta giao thủ với trưởng môn, dưới tình huống bình thường cho dù là tu vi đại đạo cảnh giao thủ với chúng ta nhiều nhất chỉ chiếm thượng phong, nhưng ngày đó trưởng môn có thể đánh trọng thương bảy huynh đệ chúng ta, nhưng ngươi chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai, thực lực có chút kỳ quái a. Sau đó Thiên Khu lại lắc đầu, nói. Có lẽ bởi vì trưởng môn có linh khí áo nghĩa đi. Lục Lâm Thiên không nói gì, lúc này nghe vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tựa hồ thực lực của hắn cũng không bị áp chế, trình tự tu vi vẫn là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi. Nguyên bản Lục Lâm Thiên còn tưởng rằng là do tu vi của mình chỉ tới đó, thực lực của mình mạnh mẽ là nhờ đan điền khí hải còn có lực lĩnh ngộ cường đại,
hiện tại xem ra có quan hệ với hỗn độn thế giới. Nhưng bất kể như thế nào điều này đối với Lục Lâm Thiên mà nói lại là tin tốt lành tuyệt đối, có lẽ mình không bị áp chế, mà người khác lại bị áp chế, suy nghĩ một chút trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy buồn cười. Thất sát, Bạch Phó Đường Chủ, Viêm Hỏa Phó Đường Chủ, các ngươi thu thập một chút, theo ta đi Hắc Hạc Môn, đã lâu cũng không được hoạt động gân cốt rồi. Lục Lâm Thiên đứng dậy, vươn vai nói. Trưởng môn muốn đích thân đi. Bạch Kinh Đường hỏi. Đương nhiên, ta cũng nên đi dạo một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mang theo đệ tử tinh anh là tốt rồi. Đệ tử võ đường đều là đệ tử tinh anh. Viêm Hỏa đứng dậy nói, hắn nắm giữ võ đường, đã qua nhiều năm phát triển, hôm nay rốt cục có công dụng, cũng có thể triển lộ cho trưởng môn xem thành tựu của võ đường bao năm nay. Trưởng môn, chừng nào thì chúng ta xuất phát? Vẻ mặt Bạch Kinh Đường chờ mong, trưởng môn tự mình xuất thủ, chỉ sợ kết cục của Hắc Hạc Môn đã định. Hiện tại xuất phát, phát binh Hắc Hạc Môn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hàn ý hiện lên, hắn phải chuẩn bị tiếp tục đột phá mới được. Giữa trưa, bên trong thất sát thành đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Hiu hiu, từng tiếng xé gió vang xa, hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc biến mất giữa không trung, trong mơ hồ phóng xuất ra một cỗ khí thế sát phạt sắc bén. Chẳng lẽ thất sát môn muốn đối phó người nào, trận thế này cũng không nhỏ. Nghe nói gần đây liệt hỏa môn liên hợp với Hắc Hạc Môn, thất kiếm môn bọn họ đối phó thất sát môn, chỉ sợ là vì việc này đi. Bên trong thất sát thành từng ánh mắt ngẩng nhìn lên trời cao, người hiểu chuyện thấp giọng nghị luận. Hắc Hạc Môn ở trong thị hoang thế giới được cường giả Hắc Hạc Thanh danh hiển hách xây dựng, địa bàn không nhỏ, thực lực chỉnh thể đạt tới hàng ngũ nhị lưu, môn chủ Hắc Hạc thực lực đại đạo cảnh. Trong môn phái còn có Bạch Báo, Hắc Ưng là hai cường giả tu vi thông thiên cảnh cao giai, thực lực không thể khinh thường. Bởi vì quan hệ tới tiểu thế giới, tu vi đại đạo cảnh chẳng khác gì bất tử, bởi vậy mặc dù Hắc Hạc Môn là thế lực nhị lưu, nhưng thế lực nhất lưu không có việc gì cũng sẽ không đi trêu chọc hắn, nhiều ít sẽ cấp hắn mặt mũi. Ai cũng biết trong thị hoang thế giới không cách nào một nhà độc đại, cho nên có ít cửu nhân cũng là chuyện tốt. Đương nhiên Hắc Hạc Môn cũng không dám đi trêu chọc thế lực nhất lưu như Đông Tinh Xã, Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ, Bắc Đẩu Môn, nếu chọc giận thế lực nhất lưu, vạn nhất bị người vây công hậu quả không cách nào thừa nhận. Hắc Hạc Môn nằm trong dãy núi thật lớn, dựa vào bên sông, thiên địa năng lượng tràn đầy, chung quanh có mấy đại tiểu thành thị bao quanh, ở vùng này Hắc Hạc Môn là bá chủ tuyệt đối, nắm giữ hết thảy trong tay, không ai dám đối nghịch với bọn họ. Tốc độ tòa giá dãy tường long thật đúng là nhanh a. Bên trong tòa giá, Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa bọn họ đều có vẻ kinh ngạc. Mạc Kình Thiên nói, Lâm Thiên huynh đệ, bằng không chúng ta thử xem thiểm điện. Nếu chúng ta vận dụng thiểm điện, người phía sau sẽ theo không kịp. Lục Lâm Thiên cười nói, Lục Lâm Thiên, người rốt cuộc tính toán khi nào theo ta về Phong Vân Sơn. Bên trong tòa giá, Ma Linh Yêu Nữ nhìn Mạc Kình Thiên cùng Lục Lâm Thiên, nàng không hiểu tại sao quan hệ giữa hai người này ngày càng thân thiết, quả thật gần như muốn mặc chung cái quần, lần này đối phó Hắc Hạc Môn gì đó, Lục Lâm Thiên vừa hỏi thì nhị ca của nàng lập tức chạy theo. Việc này, mỗi lần vừa nhắc tới Phong Vân Sơn, Lục Lâm Thiên không nói gì, chỉ có thể trốn tránh, chỉ sợ chọc giận yêu nữ nàng sẽ bắt mình mang đi. Nhưng lần này cũng không như ngày trước. Kể từ khi nghe nói trong tiểu thế giới có thiên địa áp chế, Lục Lâm Thiên cũng không còn quá nhiều kiêng kỵ, huống chi còn có Mạc Kình Thiên ở đây, nói. Kỳ thật muốn thành thân ở trong thị hoang thế giới cũng như vậy, cần gì phải chờ tới Phong Vân Sơn, chờ sau khi động phòng chúng ta đi Phong Vân Sơn cũng thế thôi. Hạ lưu, vô sỉ, ai muốn động phòng với ngươi, ta chỉ nói thành thân, cũng không nói động phòng. Dung nhan như trích tiên của Ma Linh Yêu Nữ nhất thời ửng đỏ. Hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Ha ha! Mạc Kình Thiên cười to. Sáng sớm, cả không gian một mảnh trắng xóa, tia nắng ban mai xuyên thấu qua sương mù nhẹ nhàng buông xuống đại địa. Hiu hiu! Phía chân trời bình tĩnh vang lên thanh âm xé gió, hơn 10 đạo lưu quang chỉnh tề kéo dài qua không trung, xuyên qua thành trấn, lập tức xuất hiện trên núi non. Oanh long! Không gian run rẩy, hơn 10 đạo lưu quang thu liếm. Từng tòa giá khôi lỗi tạo hình quái dị, thể tích không lớn nhưng lại làm người ta dùng mình hiện ra, từng thân ảnh bay nhanh ra ngoài, chỉnh tề trôi nổi giữa không trung, nhân số lên tới 5.000, toàn thân phóng thích ra chân khí sắc bén. Bạch Phó Đường Chủ,
giao cho ngươi. Lục Lâm Thiên Lăng không đứng thẳng, nhìn phía trước nói. Dạ, trưởng môn. Bạch Kinh Đường hành lễ đáp, thân ảnh bay tới trước, tâm thần vừa động, vài giới chỉ xuất hiện, từng đạo lưu quang hóa thành cành càng hiện thân. Những vật cành càng này chính là chiến hạm Oanh Thiên mà Lục Lâm Thiên giao cho Bạch Kinh Đường, ba chiếc chiến hạm phi hổ nhị cấp, cùng một chiến hạm phi hổ tam cấp. Oanh long long, không gian run rẩy, chân khí khởi động, năm chiến hạm bí văn quanh quẩn, chân khí hung mãnh làm người dùng mình, cả không gian đều rung động, gió dục mây vần. Đệ tử ngoại đường nghe lệnh, chuẩn bị san bằng Hắc Hạc Môn. Siêu siêu, từng thân ảnh bay lên năm chiến hạm, chỉ còn đệ tử võ đường đứng yên sau lưng Đồng Thất cùng Viêm Hỏa không nhúc nhích, nhưng nhìn thấy đệ tử ngoại đường phong cảnh bá đạo như thế, trong lòng đều thấy hâm mộ. Người nào dám cản rỡ trong Hắc Hạc Môn? Động tĩnh làm Hắc Hạc Môn chú ý, từng thân ảnh bay ra, thật nhiều đệ tử Hắc Hạc Môn cấp tốc lướt tới. Con bà nó, dám động địa bàn của chúng ta, cho các ngươi biết tay. Bạch Kinh Đường hét lớn, sát ý tràn ra, tâm thần vừa động, phất tay bay lên. Hống! Ba chiếc chiến hạm phi hổ nhị cấp vỗ cánh bay lên, đầu hổ dữ tợn như sống lại, dữ tợn rít gào như vật còn sống. Oanh Thiên ầm ầm run lên, uy thế lan tràn, bốn chiến hạm xuyên thấu qua không gian bay tới. Hiu hiu hiu! Một đạo năng lượng quang đoàn từ trong Oanh Thiên như sóng xung kích bay ra, ngay lập tức từ trong ba chiến hạm phi hổ cũng bắn ra ba đạo năng lượng quang đoàn về Upsilon T tới. Đệ tử Hắc Hạc Môn tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhưng hết thảy không còn kịp nữa. Phanh phanh phanh! Trong tích tắc, năng lượng quang đoàn nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa. Khe không gian tối đen lộ ra, cả vùng núi non bên dưới bị oanh thành khe rãnh. Oanh long! Ngọn núi sụp đổ, đất rung núi chuyển, đệ tử Hắc Hạc Môn vừa lao ra bị tạc đến tan thành mây khói. A! À, bên dưới núi non hoang tàn truyền ra tiếng kêu gào thê thảm, tựa hồ bị tai bay vạ gió. Hiu hiu hiu! Bốn chiến hạm cũng không ngừng lại, từng đạo năng lượng quang đoàn lại như sóng xung kích oanh ra. Oanh long long! Từng mảng lớn núi non sụp đổ, đất rung núi chuyển, nếu không tận mắt nhìn thấy thì không cách nào tưởng tượng cảnh tượng kia rung động kinh người như thế nào. Bên trong kiến trúc dưới núi non liên miên, từng nhóm lớn đệ tử Hắc Hạc Môn lao ra, cũng trên vạn người, căn bản còn chưa biết chuyện gì phát sinh đã bị tạc vỡ ngay giữa không gian. Một đám đệ tử Hắc Hạc Môn còn chưa kịp phản ứng, thân hình ầm ầm hóa thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Oanh long long! Năm chiến hạm xuyên qua không gian, năng lượng quang cầu trực tiếp oanh kích xuống, lại có thật nhiều đệ tử Hắc Hạc Môn biến thành huyết phụ. Bên trong dãy núi xanh biếc mở mang, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã bị san thành bình địa, vô số kiến trúc trở thành đống hoang tàn. Hắc Hạc Môn làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hình như có người tới diệt Hắc Hạc Môn. Trong những tòa thành xung quanh dãy núi non, động tĩnh kinh người lập tức khiến cho vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Chiến hạm cường hãn A. Đệ tử Thất Sát Môn nhìn thấy một màn thảm thiết trước mắt, những nơi chiến hạm đi qua đều biến thành đống hoang tàn, gió thổi cỏ rạp, vô cùng rung động. Bạch Phó Đường Chủ, người tiết kiệm một chút đi, đắt lắm A. Phạm Thống ở hậu phương, vẻ mặt đau lòng, uy lực chiến hạm thật lớn, nhưng tiêu hao khổng lồ làm hắn đau lòng không thôi. Các đệ tử mau lui lại, mau lui lại. Người nào dám tới Hắc Hạc Môn cản rỡ? Có đảm lượng hãy xưng tên ra. Vài tiếng hét lớn như sấm sét vang vọng giữa không trung, ba thân ảnh phá không bay tới, sắc mặt khó xem. Người đi đầu là một hắc y lão giả, thân hình gầy gò, hai tay dài hơn người thường không ít, ánh mắt sắc bén tràn ngập hàn mang. Sau lưng lão giả là một hắc bào đại hán, mắt lộ tinh quang, người đi cuối cùng là bạch y đại hán, thân hình khôi ngô, vùng trán cao rộng, lộ ra chân khí hung hãn. Ba người này xuất hiện, hàn ý tràn ngập, không gian gió gục mây vần, ánh sáng như ảm đạm xuống. Trưởng môn, ở giữa chính là Hắc Hạc, bên cạnh là Hắc Ưng cùng Bạch Báo, thực lực Hắc Hạc cực mạnh, tốc độ rất nhanh. Thiên Khu nói, ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm quan sát ba người, đại khái đã đoán ra thân phận của họ. Ba người xuất hiện, đệ tử Hắc Hạc Môn chạy loạn xung quanh mới chật vật hội tụ, không ít người tu vi ngộ chân cảnh cùng vài thông thiên cảnh cũng chật vật rơi xuống sau lưng ba người kia. Trưởng môn, người này là Bạch Kinh Đường, vốn thuộc Phi Linh Môn, bây giờ là người Thất Sát Môn, hắn vừa tạc hủy Hắc Hạc Môn chúng ta, đệ tử chúng ta chết thật nhiều, nhất định phải báo thù cho họ mới được.
Một người tu vi thông thiên cảnh sơ giai, tựa hồ là trưởng lão Hắc Hạc Môn nhìn xung quanh, chứng kiến núi non cùng tảng lớn kiến trúc bị san thành bình địa, đôi mắt đỏ đậm nói. Hừ, có chiến hạm giỏi lắm sao, nhìn xem là ngươi nhanh hay ta nhanh, dám động tới Hắc Hạc Môn, vậy cần trả giá thật nhiều. Hắc bào hán tử tràn ngập sát ý, lời còn chưa dứt thân ảnh dẫm hư không, mấy lần chớp động đã xuất hiện trước mặt Bạch Kinh Đường không xa. Chết đi! Tiếng quát vang lên, thủ ấn biến hóa, không gian hình thành quang quyển tối đen, một đạo chảo ấn năng lượng như liệp ưng vỗ thẳng xuống người Bạch Kinh Đường. Người đúng là rất nhanh, nhưng chiến hạm của ta cũng không phải chiến hạm bình thường. Bạch Kinh Đường cười lạnh, kình phong vỡ áp, phất tay dựng lên. Trên bong chiến hạm đột nhiên xuất hiện một cửa động tối đen, một đạo năng lượng quang đoàn giống như sóng xung kích phóng lên cao. Oanh! Không gian run rẩy, quang đoàn năng lượng nháy mắt va chạm vào chảo ấn, đao mang cùng năng lượng nổ tung, khe không gian cấp tốc lan tràn, không gian hóa thành mảnh nhỏ, thủ ấn cũng lập tức phá nát. Ngay sau đó quang đoàn năng lượng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đem không gian xung quanh động lại, cuối cùng xuất hiện ngay trước người Hắc Bào Hán Tử. Hắc ưng mau lui lại. Hắc y lão giả sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn. Chỉ tiếc đã chậm, khi Hắc ưng cảm thấy không ổn, ánh mắt hoảng sợ nhưng không còn kịp nữa. Oanh! Quang đoàn năng lượng nổ tung, Hắc ưng bị phá hủy thành mảnh nhỏ huyết phụ tung tóe, cả không gian xung quanh đều bị phá hủy, cường quang tán phát chói mắt, kinh khí phong bạo khủng bố cực hạn thổi quét khắp bốn phía. Đó là Hắc ưng A, tu vi thông thiên cảnh cao giai, trực tiếp nổ nát. Đệ tử thất sát môn rung động, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Chiến hạm phi hổ lợi hại, quả nhiên không sai. Mạc Kình Thiên cười hắc hắc, tựa hồ rất hài lòng. Ai, phá sản A, chiến hạm phi hổ tam cấp A, lại tiêu vài trăm triệu, ta phải kiếm bao lâu mới kiếm trở về đây? Mọi người đều hưng phấn lẫn rung động, mà Phạm Thống lại buồn rười rượi, vẻ mặt đau lòng không thôi, nếu Bạch Kinh Đường còn tiếp tục oanh kích, có lẽ hắn sẽ tìm Bạch Kinh Đường liều mạng. Đệ tử Hắc Hạc Môn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng run sợ. Hắc ưng. Hắc Hạc Bạch Báo lộ ra lãnh ý ngập trời, trong mơ hồ lại sợ hãi. Thất sát môn, tại sao ra tay đối phó Hắc Hạc Môn? Hắc Hạc cố nén hàn ý trong mắt, hắn đã ý thức được không phải Mãnh Long không quá giang, thất sát môn dám tấn công Hắc Hạc Môn, mà thực lực hiển lộ cũng biết họ sẽ không dễ dàng rời đi, cũng không dễ dàng buông tha Hắc Hạc Môn. Hắc Hạc. Ngươi còn giả bộ hồ đồ, không phải ngươi muốn cùng liệt hỏa môn, thất kiếm môn bọn hắn liên thủ đối phó chúng ta sao, trước kia không động ngươi là vì lười động tới ngươi, nhưng ngươi lại cứ tưởng chúng ta không dám động ngươi, càng ngày càng lòng tham không đáy, vậy hôm nay chúng ta trực tiếp làm cho Hắc Hạc Môn biến mất trong thị hoang thế giới. Thiên Khu nhìn thấy Lục Lâm Thiên Ý bảo, mang theo nụ cười gian xảo đạp không bước ra nói. Thiên Khu, thất sát môn các ngươi đã đổi chủ, ngươi còn vui vẻ cái gì? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta tính toán liên thủ đối phó ngươi, hôm nay ngươi dám động Hắc Hạc Môn, mấy đại sơn môn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt Hắc Hạc co rụt lại, lạnh lùng nói. Thất sát môn đổi chủ, nhưng vẫn là Hắc sát môn, huynh đệ chúng ta vẫn sống rất tốt, sau này sẽ ngày càng tốt, mà đáng tiếc Hắc Hạc ngươi không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Dứt lời, trong mắt Thiên Khu hiện lên hàn ý, nói. Về phần các ngươi liên thủ sao? Theo thất sát môn xem ra, chỉ là đạo quân ô hợp, không chịu nổi một kích. Trâng cháo, ta muốn xem ai đối phó được ta, chỉ bằng thất sát ngươi hay sao, kiệt kiệt, cho dù có thất tinh thiên sát trận thì thế nào. Hắc Hạc cười lạnh nói. Thất sát cũng không còn là trước kia, hôm nay cho ngươi biết lợi hại. Thiên Tuyền nghe vậy, thân ảnh nhảy ra, ngũ sát cùng động, bảy người đứng theo phương vị, ngưng tụ thất tinh thiên sát trận. Người này các ngươi có thể đối phó. Nhưng không thể làm gì hắn, giao cho giả tỷ đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, xuất hiện trước bảy người, thanh âm du dương nhưng đều truyền rõ trong tai mọi người. Toàn bộ đệ tử Hắc Hạc Môn nghe đây, bất kể là ai, đầu hàng sẽ không chết, đối kháng giết không tha. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, liều mạng với thất sát môn. Bạch Báo trầm xuống hét lớn, nhìn Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý. Ngươi là người phương nào? Vết sẹo trên mặt Lục Lâm Thiên khẽ động, trong tay cầm một thanh đoản côn cực kỳ không nhịp nhàng, nói. Nhớ kỹ, ta chính là trưởng môn thất sát môn, Tây Phương Cầu Bại. Người này giao cho ta. Âm Minh Dạ Xoa vừa nói, thân ảnh đã tới không trung, âm minh khí phóng thích,
lập tức bao phủ không gian, thủ ấn hung hăng chộp tới. Tu vi đại đạo cảnh trung giai. Vừa nhìn thấy công kích của Âm Minh Dạ Xoa, sắc mặt Hắc Hạc kinh biến, vội vàng quát lớn. Bỏ qua Hắc Hạc môn, toàn bộ đệ tử Hắc Hạc môn trốn mau. Tiếng quát vang lên, thân ảnh Hắc Hạc liền động, hóa thành hắc quang bay thẳng tới chỗ Âm Minh Dạ Xoa. Trốn, chạy mau. Đệ tử Hắc Hạc môn nghe vậy, lập tức bỏ chạy, ngay cả Bạch Báo nhìn thấy tình thế không ổn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, xoay người cắn răng chuẩn bị bỏ chạy. Những người khác các người đối phó là tốt rồi, nếu có thể làm được, bắt sống thông thiên cảnh. Lục Lâm Thiên nói xong, thân hình khôi ngô nháy mắt lao thẳng tới Bạch Báo, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước người hắn, phóng thích tu vi thông thiên cảnh sơ giai. Nguyên lai chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai. Bạch Báo vốn cảm thấy kinh hãi với tốc độ của Lục Lâm Thiên, nhưng vừa nhìn thấy tu vi của kẻ tự xưng Tây Phương Cầu Bại, nhất thời sát ý nổi lên. Muốn chết! Bạch Báo quát lớn một tiếng, phất tay dựng lên, thủ ấn biến hóa, hàn mang bắn ra, vừa định đánh chết đối thủ, trong tay ngưng tụ một đầu năng lượng Bạch Báo lớn vài trăm thước kéo dài xuyên suốt qua không gian. Hống! Bạch Báo năng lượng như vật còn sống, dữ tợn rít gào. Chết đi! Bạch Báo cười lạnh, lớn tiếng quát, thúc giục năng lượng Bạch Báo hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, nhất thời cả không gian đều nổ tung. Cánh tay Lục Lâm Thiên run lên, hoàng sắc quang quyển đột nhiên phóng thích. Ngao! Một tiếng long ngâm rít gào vang ra, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự long xuyên thấu qua không gian trực tiếp va chạm vào năng lượng Bạch Báo. Oanh! Không gian nứt vụn từng khúc, khí lãng khủng bố khuếch tán, động tĩnh kinh người làm mọi người xung quanh chú ý. Hiu hiu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên liên tục lóe ra, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Báo. Thông thiên cảnh cao giai, chỉ tiếc tốc độ quá chậm. Lời vừa dứt, Lục Lâm Thiên phất tay, bàn chân dẫm vào hư không, không gian xung quanh bạo vỡ, linh khí đoạn côn bộc phát ra năng lượng khủng bố, năng lượng thổ hệ hội tụ, một côn đánh thẳng xuống Bạch Báo. Tu vi thông thiên cảnh sơ giai sao lại mạnh như vậy? Bạch Báo hoàn toàn không dám tin, thân hình vừa lảo đảo lùi lại mấy bước. Ánh mắt hoảng sợ vung tay phải tiếp chiêu, một đạo quyền ấn lướt ra, không gian xung quanh liền kíp nổ. Oanh! Một quyền một côn va chạm, nổ tung như tiếng sấm, thân ảnh Lục Lâm Thiên bật lui ra sau một ít, mà thân hình của Bạch Báo cũng bị đẩy lui. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, người này tu vi thông thiên cảnh cao giai, muốn đối phó thật không dễ dàng, nếu không dùng huyết lục cùng hồn long kiếm giáp, lại thêm thân phận Tây Phương Cầu Bại của mình lúc này, cũng không thể tùy ý vận dụng thời không lao ngục, vì vậy muốn đối phó Bạch Báo thật sự có chút khó giải quyết. Giết! Chỉ nháy mắt thân ảnh thất sát lướt ra. Lao thẳng về hướng mấy người tu vi thông thiên cảnh sơ giai, mà nhóm người viêm hỏa cũng lập tức lao ra. Giết! Viêm hỏa ra lệnh, mấy ngàn đệ tử võ đường xông lên, hướng đệ tử Hắc Hạc môn đuổi giết. Trốn a, chạy mau! Đệ tử Hắc Hạc môn cơ hồ không có sức phản kháng, chỉ có thể cấp tốc đào mạng. Đặng đặng! Bạch Báo bật lui ra sau, chân dẫm mạnh hư không mới ổn định lại thân hình, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Không chơi với ngươi! Ngay lúc Bạch Báo vừa ổn định thân hình, một thanh âm đã xuất hiện sau lưng hắn, cả không gian đều đọng lại. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, ánh mắt Bạch Báo kinh hãi vội vàng bỏ chạy, nhưng chợt phát hiện cả không gian biến thành vũng bùn, làm cho hắn không cách nào thoát thân. Đây hình như là không gian áo nghĩa. Bạch Báo càng thêm kinh ngạc, nguyên lực tràn ra, nhưng không phát ra được chút tác dụng nào. Suy! Bạch Báo hoảng sợ xoay người. Hắn lập tức chứng kiến một đạo trưởng ấn khổng lồ đang ập tới trước mặt, không gian run rẩy, trưởng ấn lộ ra khe không gian tối đen, thanh thế khủng bố làm hắn biến sắc. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Báo quát lớn, khởi động khải giáp, một quyền hung hăng oanh ra, trực tiếp oanh thẳng lên trưởng ấn. Oanh! Quyền trưởng va chạm, không gian phá nát, kinh khí dao động nháy mắt hóa thành phong bạo đột nhiên khuếch tán. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt qua hư không, trên mặt cười lạnh đánh tới. Suy, một đạo trưởng ấn xuyên qua. Trưởng ấn gần trong gang tấc rơi lên đầu Bạch Báo, lập tức xuyên vào ấn đường của hắn. Phanh phanh phanh. Hai đấm của Lục Lâm Thiên vung nhanh như chớp, vô số quyền ấn rơi lên người Bạch Báo, trong tiếng nổ tung trầm thấp, khải giáp bị nứt vụn thành từng khúc hóa thành mảnh nhỏ. Phốc, Bạch Báo phun máu tươi, thân hình liên tục bật lui ra sau. Bạch Báo cẩn thận. Hắc Hạc nhận thấy được động tĩnh, sắc mặt đại biến.
muốn lao qua cứu giúp nhưng Âm Minh Dạ Xoa theo sát, làm cho hắn không cách nào tránh thoát. Oanh! Một quyền cuối cùng oanh ra như chớp, hư không nổ vang, hung hăng đánh thẳng lên bụng Bạch Báo. Oanh long! Không gian phá nát, lộ ra động sâu thật lớn, kinh khí khuếch tán, năng lượng kinh người thổi quét bốn phía. Bạch Báo phun máu tươi, thân hình bắn ngược xuống đất, hung hăng đập lên một ngọn núi bên dưới. Oanh long long! Ngọn núi sụp đổ, mặt đất chấn động, cả núi non đều run rẩy. Siêu! Một đạo thân ảnh nhất thời hóa thành lưu quang cấp tốc bỏ chạy. Trốn không thoát đâu. Thanh âm Lục Lâm Thiên rơi xuống, hiện thân phía trước lưu quang, một đạo tử kim lưu quang bay ra. Oanh! Lôi vân tử sắc dày đặc, hình thành không gian động sâu tràn ngập lôi vân bao phủ đoàn lưu quang kia bên trong. Lôi vân nháy mắt thu liếm, một đạo tử kim lưu quang bay ngược vào trong tay Lục Lâm Thiên, sau đó biến mất. Bạch Báo, Thất Sát Môn, Tây Phương Cầu Bại, Thiên Khu, các ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc Hạc hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ đậm, Bạch Báo bị bắt, Hắc Ưng bị đánh chết, Hắc Hạc Môn bị san thành bình địa, hắn biết môn phái hắn khổ cực xây dựng đã hóa thành cho tàn, nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương. Hạc Linh Quang Dực, Hắc Hạc hét lớn, một đôi hắc dực duỗi ra, uy thế bất phàm, đôi cánh vũ động không gian, trực tiếp giãy thoát muốn phá không mà đi. Nếu bị ngươi chạy thoát, chẳng phải ta tới uổng công vô ích. Thanh âm Mạc Kình Thiên chợt vang lên, trống rỗng xuất hiện, tuy thực lực bị áp chế nhưng tốc độ vô cùng khủng bố. Oanh! Cả phiến không gian lập tức động lại. Âm Minh Linh Quỷ Thủ. Nháy mắt một đạo chảo ấn mang theo âm minh khí như quỷ chảo hung hăng rơi lên lồng ngực Hắc Hạc, trực tiếp đánh xuống. Răng rác! Khải giáp trên người Hắc Hạc bị xé rách tới bụng, lộ ra năm khe rãnh, máu tươi tràn ra. Suy! Ma Linh Yêu Nữ cũng đã đi tới bên người Hắc Hạc, ngọc thủ vung lên, trong năm ngón tay phảng phất như có khói độc trào ra, lập tức bao phủ khắp không gian, bao vây cả Hắc Hạc bên trong. Là độc công. Hắc Hạc bị phá vỡ khải giáp, khóe môi trào máu, nhìn thấy độc công sắc mặt vô cùng khó xem. Đúng là độc công. Trong mắt Ma Linh Yêu Nữ mang theo ý cười, không gian vặn vẹo, năng lượng dao động tràn ngập bầu trời. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh xuống. Chết tiệt, lại là đại đạo cảnh. Trong mắt Hắc Hạc hoảng sợ, hắn thật sự không biết từ khi nào trong Thất Sát Môn lại tụ tập nhiều đại đạo cảnh như vậy, chân dẫm mạnh, nguyên lực cuồng mãnh trào ra, một đạo trưởng ấn hung hăng đánh tới, hư không nổ vang, ầm ầm va chạm cùng trưởng ấn độc công. Oanh! Không gian tạc vỡ, chân khí độc công cùng kim linh hồn lực thổi quét, độc khí thẩm thấu vào vết thương, thân hình Hắc Hạc lập tức bị ảnh hưởng thật lớn. Linh võ quyết. Trong tích tắc, một tiếng quát rơi xuống, một thân hình khôi ngô xuất hiện ngay sau lưng Hắc Hạc, quyền ấn hung hăng đánh lên đôi vũ dực của hắn. Oanh! Quyền ấn rơi xuống, thân hình Hắc Hạc lảo đảo bật về phía trước, miệng phun máu tươi, ánh mắt biến thành ngây dại. Lại đây đi! Thân ảnh Mạc Kình Thiên quỷ dị xuất hiện, vài đạo chảo ấn rơi xuống, trực tiếp đem Hắc Hạc cấm chế. Ta không bỏ qua cho các ngươi! Thanh âm oán độc vang lên. Đôi Hạc Linh Quang Dực đột nhiên thoát ly khỏi Hắc Hạc, cuối cùng phá không biến mất. Linh hồn phân thân của hắn mang theo linh khí phi hành bỏ chạy. Ánh mắt Mạc Kình Thiên run lên, đã không còn kịp ngăn cản, Hắc Hạc cũng có chỗ bất phàm, hắn là tu luyện giả phong hệ, tốc độ cực nhanh. Trốn không thoát đâu. Thân hình Lục Lâm Thiên siêu việt không gian, vết sạo trên mặt run lên, chân khí thời không loạn lan tràn, không gian nổi lên ba động quỷ dị, liên tục khuếch tán. Ngay lập tức trong hư không hiện ra vô số khe không gian, bao trùm rậm rạp như mạng nhện. Hiu hiu. Khe không gian lan tràn cùng ba động quỷ dị bao trùm, ngoài ngàn thước, đôi quang dực lập tức bị bức bách lộ ra. Linh hồn phân thân của người này tránh trong linh khí, thật phiền toái, vây khốn trước nói sau. Thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh quang dực, lôi vân tử sắc hiện lên, hào quang đảo qua, quang dực liền bị thu liễm trong tay không thấy. Giờ phút này Hắc Hạc rơi vào trong tay Mạc Kình Thiên, trong mắt lộ vẻ kinh hãi tuyệt vọng. Có lẽ Hắc Hạc nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao hắn lại bị bắt sống, nếu dưới tình huống bình thường căn bản là không thể nào, ở trong thị hoang thế giới ai cũng bị áp chế trong tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh, cho nên chỉ nhờ vào Hạc Linh Quang Dực dù có 3-4 cường giả cũng khó thể lưu được hắn, hắn muốn thoát thân thật không có vấn đề. Nhưng Hắc Hạc thật không ngờ lần này chỉ có 3 người vây công hơn nữa có thêm Lục Lâm Thiên.
chỉ có hai người tinh thông không gian cùng thời gian áo nghĩa, một người biết độc công cùng âm minh áo nghĩa, lại thêm linh hồn áo nghĩa, người nào cũng có tu vi vượt hơn bản thân hắn. Cuối cùng khi Lục Lâm Thiên gia nhập, người này tựa hồ không bị thiên địa áp chế, bởi vậy Hắc Hạc triệt để bi kịch, thậm chí linh hồn phân thân mang theo linh khí phi hành cũng không thể đào thoát, không thể không nói Hắc Hạc thật xui xẻo. Hắc Ưng trưởng lão đã chết, Bạch Báo trưởng lão bị bắt. Trưởng môn cũng bị giam giữ. Chạy mau a. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Cả Hắc Hạc môn binh bại như núi đổ, đã không thể ngăn cản, trận chiến kéo dài không được bao lâu thì Thất Sát môn toàn thắng mà kết thúc. Lần này đệ tử Thất Sát môn nở mày nở mặt không ít, Thất Sát cùng nhóm người Viêm Hỏa còn bắt được nhiều cường giả Hắc Hạc môn, thậm chí còn có một thông thiên cảnh sơ giai cùng một thông thiên cảnh trung giai. Sau khi Lục Lâm Thiên quay về Thất Sát môn, lập tức tuyên bố bế quan, giao Thất Sát môn cho Thiên Khu cùng Thiên Tuyển chăm sóc, dù sao cho tới nay hắn cũng không quản lý gì nhiều. Trong tầng thứ 6 Thiên Trụ Giới, Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Bào cùng hai người tu vi thông thiên cảnh trung giai cùng sơ giai, khóe môi mỉm cười. Bên trong hư không cuồn cuộn mở mang, mênh mông vô bờ, giống như cuối thiên địa, lại như thế giới hỗn độn. Không gian sâu không thấy đáy, cao không thấy đỉnh, bất kỳ sinh linh nào đi tới nơi này đều cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Mà bên trong không gian nơi đây, có một khối bia đá phong cách cổ xưa thật lớn hoành ngang giữa không gian, giống như một tòa thiên môn sừng sững nơi đó, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, lộ ra một cỗ khí tức thái cổ, giống như đang nhìn xuống không gian hỗn độn này, bất kỳ chân khí khí tức nào cũng không thể so sánh với tấm bia đá phong cách cổ xưa kia. Tấm bia đá khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng, cao không thấy đỉnh, rộng xuyên qua thương khung, bí văn quanh quẩn, trong mơ hồ còn có đồ án vạn thú lóe ra. Nếu giờ phút này nhìn kỹ bia đá, sẽ nhìn thấy có một đầu hoàng kim cự long khổng lồ đang xoay quanh bên dưới bia đá, uốn lượn xoay quanh bí văn bên dưới đáy tấm bia, kim sắc long lân tương liên cùng bí văn trên bia, tựa hồ cũng đã qua một quá trình thật lâu dài. Trong thị hoang thế giới, tin tức Hắc Hạc môn bị tiêu diệt truyền ra, trong lúc nhất thời làm cho người ta mở rộng tầm mắt, đặc biệt bên ngoài đồn đãi Thất Sát môn có chiến hạm khổng lồ, những nơi đi qua gió thổi cỏ rạp, hết thảy đều bị san thành bình địa. Tin tức này làm người ta khiếp sợ đồng thời làm cho chút người ý thức được thực lực khủng bố hiện tại của Thất Sát môn. Đối với một ít sơn môn khác mà nói, gần đây chính là thần hồn nát thần tính. Thất Sát môn xuất kỳ bất ý, lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát Hắc Hạc môn, thủ đoạn nhanh chóng như thế cũng đủ chứng minh nội tình Thất Sát môn bây giờ đã tới tình trạng nào. Đối với người có ý chí mà nói, thực lực Hắc Hạc môn đã rõ ràng, thậm chí Hắc Hạc cũng bị bắt sống, loại chuyện này thật sự không tầm thường. Hắc Hạc môn bị diệt, đối với âm quỷ giáo, long môn, thất kiếm môn còn có liệt hỏa môn mà nói, vấn đề càng thêm nghiêm trọng, nghe lời đồn, sau khi tin tức Hắc Hạc môn bị diệt được truyền ra, người của những sơn môn kia đều tụ tập thương nghị sự tình gì đó. Sau khi Hắc Hạc môn bị diệt chừng 10 ngày, địa bàn cũng bị Thất Sát môn hoàn toàn tiếp quản, hiện tại Thất Sát môn đã trở thành sơn môn lớn nhất trong thế lực nhị lưu. Nhưng sự việc an bài càng thêm phức tạp. Cho nên trong khoảng thời gian này nhóm người Phạm Thống cũng bận rộn tới choáng váng đầu óc. Bên trong tầng thứ 6 Thiên Trụ Giới, cả không gian bắt đầu lay động, lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã tu luyện suốt 1,5 năm thời gian. Hiu hiu, kim mang quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Hô hô, Lục Lâm Thiên điên cuồng cắn nuốt thiên địa năng lượng, chân khí cường hãn liên tục kéo lên, thế như trẻ tre chấn động xung quanh gió dục mây vần. Đột nhiên thân hình Lục Lâm Thiên run lên. Sau đó hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Loại yên tĩnh này làm người ta ngừng thở, kỳ thực giống như có cỗ năng lượng bị đè ép như bên dưới ngọn núi lửa, đang vận sức chờ phát động, cho tới lúc sẽ dâng lên phun trào. Phanh! Một thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, như phá vỡ một tầng bình chướng, đột nhiên một đạo chân khí cường hãn phóng lên cao, chân khí xuyên qua thông thiên cảnh sơ giai, đặt lên trung giai. Oanh! Trong nháy mắt một cỗ chân khí man hoang thương cổ đột nhiên tràn ra, làm thân hình Lục Lâm Thiên chấn động, kim quang chói mắt bạo phát, một cỗ dao động man hoang thương cổ như gió lốc thổi quét khắp 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này năng lượng thổi quét, không gian chấn vỡ không ngừng. Trên đại lục của linh võ thế giới xa xôi, toàn bộ thế giới mỗi ngày đều biến hóa, loại biến hóa này làm cho toàn bộ sinh linh, bất kể là nhân tộc hay thú tộc hoặc linh vật trời sinh. Trước kia gặp phải cổ bình đều sẽ vô thanh vô tức biến mất không còn nhìn thấy, giống như được thần linh chiếu cố, có thể trở nên thông suốt,
lập tức lĩnh ngộ. Sớm có người phát hiện, mỗi lần đại lục run rẩy nương theo sau một cỗ chân khí khiến toàn bộ sinh linh run rẩy sợ hãi chợt lóe lên, sau đó thiên địa biến hóa càng lớn, toàn bộ sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều. Thế cho nên hiện tại trên đại lục linh võ thế giới, thậm chí không chỉ có một hai phá giới cảnh, mọi người tu luyện như được thần trợ, tiến triển cực nhanh, loại cảm giác này như cùng thiên địa tương liên, tiến bộ khủng bố. Đặc biệt là người lục gia, tốc độ tu luyện của họ đều vượt trên mọi người, ở trong các đại hoàng tộc đã sớm vượt qua họ, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Oanh Long. Ngày này, trong linh võ thế giới, thiên địa lại xuất hiện một cỗ chân khí làm cho vạn vật sinh linh lâm vào run rẩy, khoảng cách lần run rẩy trước cũng đã qua 10 năm thời gian. Sau trận run rẩy, cường giả linh võ đại lục không có gì ngoài ý muốn phát hiện, thiên địa năng lượng càng thêm nồng đậm tới mức khủng bố so với ngày trước. Một ít người bị rơi vào cổ bình, nhất thời cổ bình bị phá, phảng phất như trong tối tăm có thần linh dẫn đường, lập tức có dấu hiệu sắp đột phá. Hô! Trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, hết thảy không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Suy! Lục Lâm Thiên mở mắt, tinh quang lóe ra, một cỗ khí tức man hoang thương cổ thổi quét bốn phía. Thông thiên cảnh trung giai. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện nụ cười, cắn nuốt một thông thiên cảnh sơ giai đỉnh cùng một thông thiên cảnh trung giai trung kỳ, lại có thêm bạch báo là thông thiên cảnh cao giai hậu kỳ, đã giúp hắn đột phá tới thông thiên cảnh trung giai. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Lục Lâm Thiên cực kỳ hài lòng. Lục Lâm Thiên cảm giác bản thân mình tựa hồ không hề bị áp chế, huống chi tu vi của hắn chỉ tới thông thiên cảnh trung giai mà thôi, chẳng khác gì bên trong thị hoang thế giới đã không còn ai làm gì được hắn. Thiên uy sở trí, thiên địa uy áp, tuyệt không thể tả. Lục Lâm Thiên thì thào nói. Cũng đột phá sao? Tâm thần trải rộng, đi tới tầng thứ hai, trong không gian bình tĩnh vẫn còn lưu lại dấu vết gió dục mây vần, một thân hình khôi ngô khoanh chân mà ngồi, chân khí tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh trung giai. Suy! Thanh niên khôi ngô mở mắt, tinh quang bắn ra, thân hình chợt lóe phóng lên cao, giống như lưu tinh lướt qua bầu trời rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên. Kim Viên đại ca, tốc độ đột phá của ngươi cũng không chậm a. Trong lúc tiêu diệt Hắc Hạc Môn, Kim Viên vẫn bế quan trong tầng thứ hai, từ sau khi đạt tới thông thiên cảnh, nương bằng giai vị hắn cũng có thể lưu lại tầng thứ hai. Mà nhóm người vấn thiên mạc có thể luyện khí trong tầng thứ hai, chẳng qua không lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa thì không thể như Mạc Kình Thiên, có thể tùy tiện đi lên tầng thứ sáu. Kim Viên cười nói, ta ở lại trong này cũng đã 150 năm, tốc độ cũng không nhanh lắm, nếu không phải có được truyền thừa của Viên Lang lão tổ, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên nghi hoặc nói, Viên Lang lão tổ lưu lại truyền thừa luôn hữu dụng như vậy sao? Đây là truyền thừa đặc hữu của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta, nghe nói từ thời xa xưa khi đó huyết mạch thiên phú của tộc ta chính là khi cường giả trong tộc rơi xuống, có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn truyền thừa cho hậu nhân trong tộc, mà sinh linh có được thiên phú như thế tuy rằng cực kỳ thưa thớt, nhưng trong 3.000 đại thế giới thiên địa này, cũng không chỉ riêng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc có được. Kim Viên nói, khi cường giả vẫn lạc là có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn truyền thừa cho hậu nhân trong tộc. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, đây tựa hồ tương tự như truyền thừa quán đỉnh, nhưng còn mạnh hơn một ít. Nói như vậy Kim Viên đại ca rất nhanh là có thể có được tu vi thực lực của Viên Lang lão tổ ngày trước. Kim Viên lắc đầu, cười khổ nói. Ta cũng muốn đâu, nhưng không có khả năng, tuy ta chiếm được truyền thừa của Viên Lang lão tổ, nhưng cuối cùng có thể đem luyện hóa thành thực lực của chính mình, lại không cách nào đạt tới đỉnh phong của Viên Lang lão tổ ngày trước, nhưng có thể cho ta được chỗ tốt thật lớn, bằng không nếu ta muốn đạt tới trình tự thông thiên cảnh trung giai chỉ sợ phải dùng mấy vạn năm trở lên, đây là vận khí tốt, thậm chí muôn đời cũng khó mà đạt tới. Nhưng hiện tại không giống như lúc trước, ta tin tưởng không lâu sau ngươi có thể trở thành cường giả tuyệt đối. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Bái kiến trưởng môn. Vài giờ sau, trong đại điện thất sát môn. Thiên Khu, Thiên Tuyền, Phạm Thống, Thạch Ngọc Đồ, Bàn Xấu Hòa Thượng, Âm Minh Dạ Xoa đều có mặt, nhưng nhóm người Bạch Kinh Đường vẫn còn ở bên ngoài bận rộn. Lục Lâm Thiên lắng nghe mọi người báo cáo chuyện xảy ra bên ngoài suốt 10 ngày nay, cũng không có đại sự gì, căn bản không xảy ra chuyện gì hỗn loạn. Trưởng môn, theo chúng ta lấy được tin tức, Liệt Hỏa Môn, Long Môn, Âm Quỷ Giáo, Thất Kiếm Môn gần đây như có động tác, chúng ta tiêu diệt Hắc Hạc Môn đã làm bọn hắn cảm thấy bất an, nghe nói Đông Tinh Xã,
Nam Thiên Môn, Tây Vương Phủ, Bắc Đẩu Môn cũng đã chú ý tới chúng ta. Thiên Khu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngưng tụ nói. Chúng ta tiêu diệt Hắc Hạc Môn, triển lộ thực lực đã làm mọi người bất an. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Thương đả chim đầu đàn, chúng ta không sợ đám người Liệt Hỏa Môn, nhưng những thế lực nhất lưu như Đông Tinh xã cũng không dễ trêu chọc. Thiên Khu trả lời. Nên làm thế nào thì làm thế đó, binh tới tướng ngăn. Lục Lâm Thiên cũng không quá mức để ý. Trưởng môn, còn có một việc khá phiền toái. Phạm Thống nói. Gần đây ta mới nhận được tin tức, sau khi tin tức chúng ta tiêu diệt Hắc Hạc Môn truyền ra không bao lâu, mấy tiểu cửa hàng chúng ta mở ra trong địa bàn Long Môn, Thất Kiếm Môn, Âm Quỷ Giáo, Liệt Hỏa Môn ngoài ra còn có vài cửa hàng nhỏ của Thải Vân Thương Hành đều bị phong tỏa, mà Thải Vân Thương Hành nguyên bản đã bàn xong với Nam Thiên Môn, Bắc Đẩu Môn sẽ mở Phi Linh Thương Hành cùng Thải Vân Thương Hành trong Nam Tinh Thành cùng Bắc Tinh Thành, hiện tại cũng đã bị thông chi lùi về sau, không thể đúng hạn chuẩn bị. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt khẽ động, hàn ý hiện lên, khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ bọn họ đều có chút bất an. Trưởng môn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Khu ngẩng đầu hỏi. Không vội, chúng ta nên làm gì thì làm đó, nhìn xem ai nhịn được, không phải là cửa hàng sao, ở trong địa bàn của mình cũng có thể bán. Lục Lâm Thiên cười nói. Phân phó xuống, trong 10 ngày, toàn bộ đan dược, linh khí đều giảm giá. Tòa giá khôi lỗi nhị cấp cùng tam cấp cũng bán nhiều hơn một ít, đều giảm giá là tốt rồi. Giảm giá như vậy chúng ta kiếm thiếu không ít đâu. Phạm Thống đau lòng nói. Chúng ta không lỗ vốn là tốt rồi, nói không chừng không chỉ bao nhiêu đó người làm ầm ĩ, nếu ta đoán không sai không thiếu người trợ giúp, ta thật sự muốn biết, tới lúc đó ai sẽ là người thứ nhất nhảy ra. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện tia cười. Sau khi thương nghị xong, Lục Lâm Thiên cũng không có hứng thú tiếp tục quản lý, trực tiếp giao phó cho mọi người, vội vàng rời khỏi đại điện. Điều này làm mọi người đều có cảm xúc, cũng biết Lục Lâm Thiên xem trọng lại tin tưởng bọn họ, không xem họ là người ngoài. Ngươi lại đột phá sao? Khi Lục Lâm Thiên đi vào phòng nhỏ ở đình viện phía sau, Ma Linh yêu nữ nhìn hắn, mơ hồ cảm giác được khí tức của hắn, đôi mắt nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết làm sao vậy, hình như lại đột phá. Lục Lâm Thiên mỉm cười ngồi xuống ghế, nói. Nhị ca của ngươi đâu, tại sao ta không nhìn thấy hắn? Ma Linh yêu nữ vừa nghe, ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt còn mang theo vẻ quái dị, nói. Cảm tình của các ngươi từ khi nào lại tốt như vậy? Làm sao vậy, ngươi muốn nói cái gì? Lục Lâm Thiên vắt chéo hai chân, ánh mắt đảo qua thân hình ngạo nghễ của Ma Linh yêu nữ, hiện lên tia thỏa nguyện. Ma Linh yêu nữ liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lại nhìn xung quanh, lập tức đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nói. Mỗi lần ta yêu cầu ngươi đi Phong Vân Sơn thành thân với ta, ngươi đều trốn tránh không đi, người khác nhìn ta đều dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét, nhưng ngươi không phải, nhị ca của ta phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, nhưng bên cạnh không có nữ nhân, cảm tình của hai ngươi gần đây lại tốt như vậy. Ma Linh yêu nữ nghi hoặc dừng một thoáng, lập tức sắc mặt đại biến. Ngạc nhiên thất thanh. Lục Lâm Thiên, người cùng nhị ca của ta không phải có thông dâm đi, hai người các ngươi, chẳng lẽ hai người có sở thích đồng tính? Phi, Ma Linh yêu nữ còn chưa nói xong, Lục Lâm Thiên chợt mắng to một tiếng, nước miếng phun đầy mặt nàng. Ngươi có thể văn nhã một chút hay không? Ma Linh yêu nữ vội vàng né tránh, đưa tay lau mặt, đôi mắt trừng Lục Lâm Thiên, nhìn bộ dáng buồn bực của hắn, vẻ mặt lập tức biến đổi. Lộ ra vẻ phong tình vạn trùng, thanh âm cũng dễ thương hơn một ít. Ma Linh yêu nữ đi tới trước người Lục Lâm Thiên, nói. Bị ta nói chúng rồi, chẳng lẽ các ngươi có sở thích đồng tính, bằng không tại sao ngươi không thành thân với ta, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao? Là ngươi nói thành thân không động phòng, vậy thành thân làm cái gì, cũng không có niềm vui gì à? Lục Lâm Thiên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nửa người trên nhích lại gần một ít. Cảm giác cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt nước bọt. Ma Linh yêu nữ cúi người xuống, lộ ra khe rãnh sâu hóm hấp dẫn, đôi chân cơ hồ ngồi lên đùi Lục Lâm Thiên, lộ nụ cười quỷ dị nói. Vì muốn biết ngươi có sở thích đồng tính hay không, test hay đổi chủ ý, động phòng thế nào. Ba ba, Lục Lâm Thiên làm sao chịu được kiểu upsilon như thế, hai tay hung hăng vỗ lên bờ mông tròn đầy, tiếng vang thanh thúy truyền ra, lập tức vươn tay sờ loạn, hung hăng dùng sức. Lại kéo nàng vào lòng,
rãnh sâu liền nằm ngay ngoài miệng của hắn. Ma linh yêu nữ tựa hồ không nghĩ tới hành động của Lục Lâm Thiên, nhất thời không biết là kinh ngạc hay thất thố, ngây ngẩn cả người, Lục Lâm Thiên tựa hồ cũng sửng sốt, hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, nhịp tim đập đều nghe rõ ràng. Trưởng môn, An tiểu thư đã tới. Nhưng đúng ngay lúc này thanh âm Phạm Thống từ ngoài truyền vào, sau đó thân ảnh hai người xuất hiện ở cửa, đều nhìn thấy một màn kiều diễm trước mắt. Cả hai người nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt Phạm Hống sáng ngời, mà gò má An Thi Giao ửng đỏ. "A, Lục Lâm Thiên, ngươi dám trêu chọc ta, ngươi nhất định phải chết." Ma linh yêu nữ rốt cục phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, kiều quát một tiếng, lập tức cấp tốc rời đi, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi An Thi Giao. "Trưởng môn, ta không nhìn thấy gì hết, ta đi trước." Phạm Thống cũng vội vàng rời khỏi. Vì vậy trong phòng chỉ còn lại Lục Lâm Thiên đỏ mặt cùng An Thi Giao có chút xấu hổ. Lục Lâm Thiên vội vàng nói. "Thi Giao cô nương, đây đều là hiểu lầm, không phải như cô nhìn thấy đâu, chúng tôi." An Thi Giao hít sâu một hơi, lúc này mới cười nói. "Nếu là hiểu lầm, vậy ngươi còn giải thích cái gì?" Dứt lời An Thi Giao tự ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút quái dị. "Tóm lại vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi à." Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhún vai, hai tay khẽ giật, tựa hồ vẫn còn nhớ tới xúc cảm vừa rồi. An Thi Giao cười nói. "Gần đây Lục trưởng môn tiêu diệt Hắc Hạc môn, thật sự làm việc quyết đoán à. Lần này Thi Giao cô nương tới đây không phải vì chúc mừng ta đi." Lục Lâm Thiên nói. An Thi Giao nói. "Vốn là có chuyện, mấy cửa hàng của chúng ta đều bị hạn chế, muốn tìm ngươi thương lượng một chút, nhưng vừa rồi đã nghe Phạm Phó Đường Chủ nói ngươi đã sắp xếp xong xuôi, cho nên cũng không còn chuyện gì khác, thuận tiện đưa cho ngươi Vạn Thiên Tạp." An Thi Giao đưa ra một tấm thẻ cùng một giới chỉ, nói. "Trong đây còn lại 600 vạn triệu tinh thạch sơ phẩm thế giới, còn có 600 vạn triệu tài liệu luyện khí cùng linh dược đã khấu trừ xong, đan dược cũng bỏ vào trong đó." "Đa tạ." Lục Lâm Thiên cũng không kiểm tra, trực tiếp thu vào. Bao nhiêu năm nay số tiền tài kiếm được cũng đã đủ chống đỡ cho sự phát triển của Phi Linh Môn hiện tại. An Thi Giao nói. "Ngươi đừng cảm tạ ta, Thải Vân Thương Hành lẽ ra phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi mà chúng ta cũng lấy được ích lợi thật nhiều. Đây gọi là song doanh." Lục Lâm Thiên cười nói. An Thi Giao nghiêm túc nói. "Lâm Thiên, gần đây Phi Linh Thương Hành cùng Thải Vân Thương Hành kết minh, ảnh hưởng tới lợi nhuận của không ít thương hành, ta nhận được tin tức sau lưng những thương hành khác tựa hồ đã âm thầm kết hợp cùng một chỗ, muốn đối phó chúng ta. Nghe nói Long Môn, Thất Kiếm Môn đều cũng có động tĩnh, phỏng chừng liên quan tới bọn họ." Lục Lâm Thiên cười nói. "Nhưng nơi này là thị hoang thế giới, để cho bọn họ tới đi. Bối cảnh của những thương hành kia không đơn giản, đều dựa vào Vạn Thiên Liên Minh, cho nên có chút phiền phức, bên trong liên lụy rất nhiều." An Thi Giao nói, "Ta hiểu được, ta sẽ không gây ra phiền toái cho mình, cũng sẽ không khiến người lợi dụng." Lục Lâm Thiên nói, "Lần này An Thi Giao tới vội vàng, chỉ lưu lại vài canh giờ đã rời khỏi Thất Sát Thành, gần đây bên Thải Vân Thương Hành có rất nhiều việc, nàng cũng không thời gian lưu bên ngoài." Tiễn chân An Thi Giao, Lục Lâm Thiên đi ra sau núi, nhìn thấy Ma Linh Yêu Nữ đang tức giận. Ma Linh Yêu Nữ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói. "Nhị ca bảo ta nói cho người biết, sau khi bắt được Hắc Hạc, hắn thi triển thủ đoạn linh hồn siêu tác, tựa hồ đã phát hiện một ít sự tình trọng yếu, nhìn thấy người đang bế quan, cho nên hắn mang theo đám người Hổ Sơn đi trước, nói ngươi không cần lo lắng, qua một đoạn thời gian hắn sẽ trở lại." Lục Lâm Thiên nhíu mày, gật gật đầu. "Ta đi trước." Suy tư một lúc, Lục Lâm Thiên cũng không để ý Ma Linh Yêu Nữ, thả người rời đi, thân ảnh chợt lóe đã đi tới phía trước. "Uy, Lục Lâm Thiên, ngươi còn chưa cho ta lời công đạo đâu." Nhìn theo bóng lưng của hắn, Ma Linh Yêu Nữ quát to. "Lục Lâm Thiên, ngươi là sắc phôi, hạ lưu vô sỉ." Bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, một đôi cánh hạc dài rộng hơn hai thước đang trôi nổi bên trong. Lục Lâm Thiên nhìn đôi quang dực tối đen, nói. "Hắc hạc, chẳng lẽ ngươi nghĩ tránh bên trong quang dực thì có thể vô sự hay sao, nếu ngươi đi ra, ta có thể buông tha cho linh hồn phân thân của ngươi." "Kiệt kiệt, Tây Phương cầu bại, người nghĩ rằng ta tin người hay sao, ta đi ra ngoài chỉ sợ càng chết sớm hơn." Quang dực run rẩy, thanh âm hắc hạc âm lệ truyền ra. "Vậy người có tiếp tục ở trong đó đi,
ta xem ngươi ở được bao lâu. Lục Lâm Thiên cười lạnh, phất tay đảo qua, tử sắc lôi vân ngưng tụ, giữa không trung bão táp từng trận, từng đạo tử sắc lôi điện tuôn tràn như thác nước. Suy, từng đạo tử sắc lôi điện không ngừng oanh kích lên quang dực tối đen, mỗi đạo lôi điện đánh xuống, quang dực tràn ngập điện quang, lưu xuyến không tiêu tan. Lục Lâm Thiên nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi sang một bên, cũng không nhìn thêm lần nào. Nếu không vì Hạc Linh Quang Dực đã đạt tới linh khí thiên thiên phi hành đỉnh, đã có chút tiếp cận linh khí áo nghĩa, hắn luyến tiếc phá hủy, nếu không hắn đã sớm hủy diệt, cũng không cần phiền toái như vậy. Hạc Linh Quang Dực bị tử kim huyền lôi oanh kích, điện mang tàn sát bừa bãi, không ngừng run rẩy trao đảo muốn vỡ ra, bên trong hư không bị giam cầm, không cách nào tránh né. Ta liều mạng với ngươi. Một thanh âm hét lớn truyền ra, một đạo lưu quang bắn tới nhanh như chớp. Linh hồn năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, không gian xung quanh rung động không ngớt. Rốt cục đã ra rồi sao? Một đạo tử kim lưu quang nháy mắt hiện ra trước người Lục Lâm Thiên, mang theo cỗ chân khí âm hàn cùng sát khí ngập trời, nháy mắt lan tràn khắp phiến không gian, chính là đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Lại đây đi! Đại hồn anh phất tay, một đạo lốc xoáy linh hồn sát khí hiển hiện, giống như hắc động, một cỗ lực cắn nuốt tràn ngập, cả không gian xung quanh đều bị hấp xả vào bên trong. Cỗ âm hàn khí cuồng bạo khởi động, lập tức đem linh hồn lưu quang trực tiếp cắn nuốt. Lưu quang thu liếm, linh hồn phân thân hiện ra, chỉ tiếc vẫn bị lốc xoáy hấp xả, không cách nào giãy thoát, thân hình vặn vẹo cuối cùng hoàn toàn bị xé nứt. A! À, tiếng hét thảm vang lên, linh hồn phân thân đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Lục Lâm Thiên tiến nhập vào trong lĩnh ngộ, đại hồn anh vẫn luôn luyện hóa linh hồn phân thân của Hắc Hạc. Bên ngoài một ngày, trong tầng thứ 6 thiên trụ giới đã là 2 tháng, 3 ngày ngoại giới, trong thiên trụ giới đã là nửa năm. Mặc dù đại hồn anh còn chưa hoàn toàn luyện hóa linh hồn phân thân, nhưng từ trong trí nhớ cũng đã chiếm được tin tức thật lớn. Hắc thủy ngục giam. Lục Lâm Thiên mở mắt, ánh mắt khẽ động, tin tức về Hắc thủy ngục giam thật đặc biệt. Lục Lâm Thiên đã sớm biết từ thật lâu trước kia, thị hoang thế giới là một ngục giam, là ngục giam của cả vô minh tiểu thiên thế giới. Thậm chí là vô sắc trung thiên thế giới, bên trong nhốt lại không ít kẻ tù tội, chủ yếu là tù nhân của Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh, ngoài ra còn có tù nhân của thế lực khác. Có thể nói như vậy, những tù nhân kia bị bắt là vì thế lực hai đại liên minh hoặc là muốn lấy vật gì đó trên người họ, hoặc là muốn mượn sức họ, cho nên mới giam giữ họ. Ngoài ra còn một loại tù nhân khác, là người bị hai đại liên minh cùng các thế lực lớn hận thấu xương, bởi vì bị giam cầm. Hơn nữa sinh mạng lại lâu dài, ở một góc độ nào đó khiến cho người cảm giác còn tuyệt vọng hơn tử vong, cho nên mới bị giam giữ, bằng không đánh chết cũng giảm bớt không ít phiền toái. Chẳng qua không biết là từ lúc nào, ngục giam thế giới này bị vứt bỏ, trong thời gian dài đằng đẵng, đã trở thành bộ dáng hiện tại của thị hoang thế giới hôm nay. Theo trong trí nhớ của Hắc Hạc, sở dĩ Hắc thủy ngục giam biến mất đó là bởi vì ở thật lâu trước kia trong ngục giam từng có một lần bạo động. Toàn bộ tù nhân bắt đầu lập ra kế hoạch phản kháng, cuộc chiến ấy kinh thiên động địa, đem cả ngục giam đều phá hủy. Sau trận bạo động tử thương vô số, thây ngang khắp đồng, cuối cùng bị hai đại liên minh cùng các thế lực lớn trấn áp sạch sẽ, cũng làm thị hoang thế giới biến thành bộ dáng này, mà chuyện trải qua cụ thể thì không có ai biết, bởi vì sự tình cũng đã trải qua mấy vạn năm. Trong thời gian dài đằng đẵng như vậy, người của thị hoang thế giới cũng không còn là dân bản địa. Là những người từ thế giới bên ngoài chạy trốn vào đây mà thôi. Hắc Hạc trong lúc vô ý biết được, trong Hắc thủy ngục giam có trọng bảo, là trọng bảo tuyệt đối. Vô số năm qua có không ít người ngoài tới đây tìm kiếm khắp cả từng ngõ ngách trong thị hoang thế giới, nhưng không ai phát hiện được gì. Nhưng trong trí nhớ của Hắc Hạc, địa chỉ trước kia của Hắc thủy ngục giam nằm trong sa mạc hoang vu, mà cụ thể ở đâu thì Hắc Hạc không biết, thậm chí hắn tự mình đi tìm kiếm mấy lần nhưng cũng không tìm được. Có lẽ bọn hắn đã đi sa mạc hoang vu đi. Lục Lâm Thiên thì thào nói, nhóm người Mạc Kình Thiên hẳn đã đi sa mạc hoang vu tìm kiếm Hắc thủy ngục giam. Trong đầu suy tư, Lục Lâm Thiên lắc mình rời khỏi thiên trụ giới, vẫn lưu đại hồn anh tiếp tục luyện hóa linh hồn phân thân, phỏng chừng sau khi hoàn thành thực lực lại tăng cường không ít. Trưởng môn, người của liệt hỏa môn đã chờ một ngày, nói nhất định phải gặp trưởng môn. Lục Lâm Thiên vừa rời khỏi thiên trụ giới, liền gặp được thiên khu hồi báo. Người liệt hỏa môn. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Người xem rồi làm là được. Ta cũng muốn tự giải quyết, nhưng người tới là địa hỏa trưởng lão,
là nhị trưởng lão Liệt Hỏa Môn, tu vi thông thiên cảnh cao giai, lão gia hỏa này là lão hồ ly, lần này tới đây chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, không gặp không về, hoàn toàn không nói thêm lời nào với ta, ta cũng không biện pháp, hắn dùng danh nghĩa Liệt Hỏa Môn tới đây, vì lễ nghi ta chỉ có thể lưu hắn tại ngoại viện. Thiên Khu cười khổ nói. Vậy sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, vết sẹo trên mặt khẽ giật, nói. Một trưởng lão Liệt Hỏa Môn mà thôi, ngươi đi thì tốt rồi, để cho hắn có lời gì cứ nói, có dám thì phóng, bằng không thì lăn. Thiên Khu sửng sốt, lập tức cười hắc hắc nói. Trưởng môn, ta hiểu được. Dứt lời Thiên Khu xoay người hành lễ, tươi cười lui xuống. Rốt cục đã tới. Thần sắc Lục Lâm Thiên thoáng ngẩn ra, thì thào nói, sau đó đi vào đình viện bên trái. Bên trong một tiểu khách sảnh, một lão giả mặc trường y màu đỏ nhạt, đôi mắt đỏ tươi đang ngồi, nhiệt độ xung quanh đều bị kéo lên, chân khí nóng cháy như ẩn như hiện làm không gian như muốn đốt cháy, sau lưng hắn còn có vài đại hán trung niên cùng thanh niên. Khi Thiên Khu đi vào tiểu sảnh, lão giả nhíu mày nói. Thiên Khu, trưởng môn của Thất Sát Môn đã xuất quan chưa? Không sai, trưởng môn vừa xuất quan. Thiên Khu mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi, không cần ta chờ lâu lắm. Lão giả đứng dậy duỗi lưng. Dẫn đường đi, hiện tại ta muốn gặp hắn, ngươi không còn là trưởng môn, có một số việc ngươi cũng không tư cách quyết định. Địa Hỏa, đừng cho mặt không biết xấu hổ, Liệt Hỏa Môn ở trước mặt Thất Sát Môn, còn giả bộ trang bức làm gì, trưởng môn nói, ngươi cũng không có tư cách gặp hắn, ngươi có lời cứ nói, có dám thì phóng, không có việc gì thì lăn. Thiên Khu đã sớm nhẫn nhịn từ lâu, lúc này nói chuyện không chút khách khí. Thiên Khu, ngươi! Lão giả sửng sốt, nhất thời phẫn nộ, nét mặt run rẩy như muốn toát ra lửa, cả giận nói. Thiên Khu, ta đại biểu Liệt Hỏa Môn, đại biểu Tứ Đại Sơn Môn, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Chỉ là Liệt Hỏa Môn cùng vài Sơn Môn cũng dám xưng Tứ Đại Sơn Môn, vậy Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ phải gọi là gì, nơi này là Thất Sát Môn. Nếu không phục thì chúng ta khoa tay múa chân vài cái, có dám thì phóng, không việc gì thì lan. Thiên Khu khinh thường quát lạnh, mặc dù thực lực Địa Hỏa không kém, nhưng hắn cũng không sợ. Thất Sát Môn giỏi lắm. Địa Hỏa vỗ mạnh lên tay ghế, tựa hồ cũng hiểu thực lực hiện tại của Thất Sát Môn, lập tức nhẫn nhịn xuống, nói. Thiên Khu, Thất Sát Môn các ngươi nghe kỹ cho ta, hạn các ngươi trong vòng 7 ngày giao ra hắc hạc. Đồng thời giao ra phản đồ Liệt Hỏa Môn Viêm Hỏa cùng đồng thất, mặt khác trả lại địa bàn Hắc Hạc Môn, bằng không Liệt Hỏa Môn, Âm Quỷ Giáo, Long Môn, Thất Kiếm Môn sẽ liên thủ san bằng Thất Sát Môn, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Chúng ta đi. Địa Hỏa nói với Tùy Tùng, phất tay áo rời đi. Phiền táo, sớm phóng xong một chút còn không được sao. Nhìn theo bóng lưng đám người Địa Hỏa rời đi, ánh mắt Thiên Khu khinh miệt. Nhưng sau khi đám người kia rời khỏi, ánh mắt hắn chợt ngưng lại. Hoàng hôn, tà dương như máu, mặt trời chiều ngã về tây, bên trong Thất Sát Thành bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Trong đình viện, ánh mắt Thiên Khu ngưng lại nói. Trưởng môn, lần này lão hồ ly Địa Hỏa cố ý tới dò xét phản ứng của chúng ta, ta vừa lấy được tin tức, bên ngoài địa bàn của chúng ta, bốn sơn môn đã tề tụ không dưới 100 vạn người tiếp cận, 7 ngày sau chúng ta nên làm gì bây giờ? 100 vạn người sao, thế tới hung hung, bốn sơn môn liên thủ, thực lực cũng rất mạnh. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, nhìn ngọn núi phía trước, cùng ánh trời chiều đỏ như máu. Một sơn môn chúng ta không sợ, nhưng bốn sơn môn không dễ trêu chọc, thực lực âm quỷ còn mạnh hơn hắc hạc một ít, thực lực phong đô tam hồn cũng mạnh hơn hắc ưng cùng bạch báo. Nghe nói địa long đã tới đại đạo cảnh sơ giai đỉnh, bản thể là một độc giác địa long, cao hơn âm quỷ. Tam thú tướng đều có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, trong môn phần lớn là thú tộc, khó trêu chọc hơn cả âm quỷ giáo. Thiên Khu nói, Long môn cũng không kém. Lục Lâm Thiên cười nói, Thất Kiếm môn còn mạnh hơn một ít, 7 tên trong môn cũng không phải bị đuổi giết chạy vào thị hoang thế giới, mà là bọn hắn ưa thích giết chóc, thích huyết tinh cho nên mới đặc biệt chạy vào thế giới này, ở bên ngoài bọn hắn cũng không có kẻ thù, tùy thời đều có thể đi ra, là khó trêu chọc nhất. Thậm chí mỗi lần đi ra còn mang theo nhiều tài nguyên tu luyện trở vào, cho nên quan hệ với các đại sơn môn cũng không tệ. Thiên Khu nói, 7 người này cũng có đặc biệt, có điểm thú vị. Lục Lâm Thiên xoay người nói. Thiên Khu nói tiếp, Du Long Đường Ngũ, tu vi đại đạo cảnh trung giai, cũng như Dạ Xoa đại nhân,
Thanh Kiền cùng Mạc Vấn cũng tới đại đạo cảnh sơ giai, Nhật Nguyệt, Cảnh Tinh cùng Thiên Thác, Xá Thần đều là thông thiên cảnh cao giai, Thất Tinh Diệt Không kiếm trận uy lực thật lớn. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, thị hoang thế giới là tiểu thế giới, thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ vô dụng. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, chính là vì như thế, nhưng bọn hắn nhiều người, nếu vây công chúng ta sẽ có hại. Thiên Khu nghiêm mặt nói, vây công sao? Lục Lâm Thiên lại nói, giữa âm quỷ giáo cùng Long Môn khó trêu chọc nhất sao? Thiên Khu không biết ý tứ của Lục Lâm Thiên, suy nghĩ một chút, nói. Âm quỷ vô cùng gian xảo, lúc trước ta cũng đối chiến qua với hắn, hắn cũng không gặp thiệt thòi gì. Dừng một chút Thiên Khu nói tiếp. Độc giác địa long mặc dù là thú tộc, nhưng hắn là tạp giao giữa cự xà tộc cùng tạp long tộc, di truyền giảo hoạt âm hiểm của cự xà tộc, lại cực kỳ tàn bạo, nhưng nếu xem ai vừa ý sẽ cực kỳ hào sảng, nhưng người như thế không ai dám quen thân, thân là thú tộc, nhân tộc cũng khó tin tưởng, cho nên hắn càng khó dây vào. Bởi vì người tu vi đại đạo cảnh đều bị thiên địa áp chế, bản thể phòng ngự của hắn rất mạnh, vì vậy chiếm cứ không ít tiện nghi, trong cửa còn nhiều thú tộc âm hiểm tàn bạo, bởi vậy trong thị hoang thế giới dù là linh thú tháp, Tây Vương Phủ đều không muốn trêu chọc độc giác địa long, cho nên đương nhiên càng khó trêu chọc vào. Long môn tựa hồ không sai a. Lục Lâm Thiên hờ hững cười, nghe xong lời của Thiên Khu, nói. Ta muốn đi ra ngoài một lát, giao thất sát môn cho ngươi. Trưởng môn, lúc này mà ngươi muốn đi ra ngoài, vậy 7 ngày sau đám người liệt hỏa môn thật sự động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Khu còn tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ? Lục Lâm Thiên hỏi. Thiên Khu lắc đầu, cười khổ nói. Không phải sợ, nhưng bọn hắn nhiều người, chúng ta sẽ thiệt thòi. Mà gần đây Mạc Đại Nhân lại vắng mặt, thất sát môn thật vất vả có được quy mô hiện tại, nếu lần này có hại, hậu quả khó lường. Yên tâm đi, không thiệt thòi. Lục Lâm Thiên vỗ vai Thiên Khu, nói. Giao thất sát môn cho ngươi, chúng ta còn có giả tỷ, không phải dễ chọc. Thiên Khu ngẩng đầu, nghiêm mặt hỏi. Trưởng môn, vạn nhất tới cuối cùng có thể vận dụng lá bài tẩy hay không? Lục Lâm Thiên nhíu mày, thoáng do dự, nói. Thời khắc cuối cùng, có thể vận dụng lá bài tẩy. Thiên Khu nghe vậy, tin tưởng tăng nhiều, liền nói. Trưởng môn yên tâm đi, có những lời này của ngươi, thất sát môn tuyệt đối không xảy ra vấn đề, không cần biết là ai, đây là thị hoang thế giới, ta sẽ cho bọn hắn tới được đi không được. Một lát sau, Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một đình viện tinh xảo, đình viện nằm trong một sơn cốc, xung quanh hoang tàn, không có sinh vật tới gần, trong không gian còn phiêu tán khí tức độc vụ. Ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Ma linh yêu nữ chợt lóe, thân hình ngạo nghễ đã đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Tặng máu huyết cho ngươi, nuôi dưỡng vô ảnh phệ tủy độc thư của ngươi. Lục Lâm Thiên giao một bình ngọc cho nàng, ánh mắt không tự chủ được rơi lên dáng người bốc lửa. Vậy thì còn được. Ma linh yêu nữ tiếp nhận bình ngọc, nhìn thấy ánh mắt của hắn, trừng mắt nhìn hắn, nhưng không có vẻ tức giận, nói. Ngươi cố ý nhìn ta như vậy để làm chi, chẳng lẽ muốn che giấu sở thích đồng tính của ngươi? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói. Nói nghiêm chỉnh với ngươi, mấy ngày nay có lẽ sẽ có người động tới thất sát môn, ta có một số việc cần ra ngoài một chuyến, cần phiền toái ngươi giúp ta nhìn một chút mới được. Ngươi muốn đi tìm nhị ca của ta sao? Ma linh yêu nữ thu hồi bình ngọc, quỷ dị nhìn Lục Lâm Thiên. Ta đi đây. Lục Lâm Thiên lắc mình rời đi. Hừ, nhìn thấy Lục Lâm Thiên vội vàng bỏ chạy, tâm tình ma linh yêu nữ tựa hồ không kém, chống nạnh cười đắc ý. Long môn cách thất sát thành thật xa, nhưng gần đây người long môn vẫn ở bên ngoài địa bàn thất sát thành, ở trong một khe núi tên Thạch Môn Hạp Gốc, không chỉ có người long môn, còn có thất kiếm môn, âm quỷ giáo cùng liệt hỏa môn. Bốn sơn môn, trên trăm vạn người chờ xuất phát, khí thế sắc bén khởi động làm người vây xem căn bản không dám tới gần. Bốn sơn môn chia ra bốn phía, không đứng gần nhau, đều tự đề phòng lẫn nhau. Đội ngũ long môn chiếm lĩnh địa phương không nhỏ. Năm thân ảnh bay ra khỏi doanh địa, ở chung quanh cẩn thận tuần tra. Đội trưởng, lần này chúng ta liên thủ với ba sơn môn kia, muốn tiêu diệt thất sát môn không khó đi, tại sao còn phải chờ nhiều ngày như vậy? Một người chợt nói. Ngươi biết cái gì, ta nghe các trưởng lão nói, thất sát môn tiêu diệt hắc hạc môn, thực lực hắc hạc, hắc ưng cùng bạch báo không yếu, vì vậy hiện tại thật khó đối phó.
Một hán tử gầy gò đầu lĩnh nhìn xung quanh, nói. Nơi này cách nơi đóng quân đủ xa, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi về. Cũng tốt, công việc tuần tra đúng là cực khổ, chúng ta là nhân tộc, đi tới sơn môn do thú tộc đương ra, đương nhiên phải có hại một ít, nhưng đãi ngộ cũng tốt hơn không ít. Một thanh niên nói, ta nghĩ lúc này người thất sát môn hẳn đang thất kinh đi, làm sao còn dám tới làm phiền, tuần tra cũng vô dụng, người của thất sát môn căn bản không dám tới. Một tráng hán nói, các ngươi sai lầm rồi, người thất sát môn thật sự tới đây. Một thanh âm sâu kín truyền tới, ngay nháy mắt một thân ảnh khôi ngô xuyên qua hư không, vài đạo chỉ phong bắn ra xuyên thủng ấn đường bốn người, họ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Hán tử gầy gò đầu lĩnh bị bắt sống, một đạo chảo ấn rơi lên thiên linh cái của hắn, còn chưa kịp phản ứng, thân hình run rẩy chỉ thoáng chốc đã hóa thành thây khô. Hô! Người này chính là Lục Lâm Thiên, sau khi cắn nuốt tu vi phá giới cảnh kia, hắn phất tay thu thập linh hồn cùng máu huyết, lập tức dọn dẹp xung quanh. Người Long Môn ở đây, nhìn qua bọn hắn thật sự có chuẩn bị, phải hảo hảo chơi đùa. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn biến hóa, thân hình mấp máy. Hóa thành thân ảnh gầy gò, cầm quần áo của hán tử đầu lĩnh mặc vào, nhìn qua không cách nào phân biệt. Bên trong một hang động lâm thời khai phá, hơn 10 thân ảnh chân khí cường hãn đang đứng, một người hình thể tương tự kim viên, trên trán có một khối u, nhìn qua như cục sừng thịt, tuy thân hình khôi ngô mà khuôn mặt thanh tú, thậm chí có chút tuấn lãng, làm cho người ta thật khó thể tưởng tượng. Người muốn nói đã phát hiện được cấm chế. Đại hán khôi ngô tuấn lãng nhìn hán tử gầy gò rụt rè trước mặt hỏi. Đại hán gầy gò run rẩy, có vẻ vô cùng khẩn trương, nói. Trưởng môn, ba vị tướng quân, chư vị trưởng lão, ta nói thật sự, năm chúng ta đi tuần tra, vốn định nhàn hạ một chút, nên trốn vào trong khe núi kia, ai ngờ không biết bốn người bọn hắn va chạm phải cấm chế gì lợi hại, trực tiếp biến mất không thấy, ta hoảng sợ vội vàng chạy về, trưởng môn, lần sau ta không còn dám nhàn hạ nữa. Tha cho ta lần này đi. Lão đại, chuyện này thấy thế nào, chẳng lẽ trong thạch môn hạp cốc còn ẩn chứa bí mật gì hay sao? Người nói chuyện là một đại hán mặc y phục rực rỡ, nhìn qua như hát hí khúc, bên cạnh còn có một đại hán mặc hồng y, cùng một hán tử toàn thân sắc bén băng xương. Ba người này là Long Môn Tam Thú Tướng, thực lực cao nhất là Thất Thải Yêu Ưng, thậm chí không kém hơn Thiên Tuyền, nếu nương nhờ sự cường hãn của bản thể thú tộc, có thể lợi dụng trong thị hoang thế giới. Nhưng nếu rời khỏi thế giới này, tự nhiên thắng thua thế nào thật khó nói. Hai người còn lại là Song Giác Viêm Ngưu cùng Hàn Băng Yêu Giáp, thực lực thông thiên cảnh trung giai, đều là thú tộc, khó thể trêu chọc bọn hắn. Đại hán tuấn lãng xoay chuyển ánh mắt, nhìn hán tử gầy gò nói. Lần này xem như tha cho ngươi, nói không chừng còn phải khen thưởng ngươi, mau đưa ta đi nhìn xem cấm chế. Lão đại, một mình ngươi không được a, vạn nhất gặp nguy hiểm phải làm sao? Song Giác Viêm Ngưu nói, gặp nguy hiểm ta sẽ tùy cơ mà làm, vạn nhất trong đó thật sự có bảo vật gì, chúng ta không thể đả thảo kinh xà, đám người âm quỷ giáo, thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn đều ở đây, nếu lộ tiếng gió nhất định sẽ phân chén canh, cho nên ta đi một mình là được, nhiều người sẽ khiến bọn hắn chú ý, các ngươi ở lại trấn thủ ta mới yên tâm. Đại hán Tuấn Lãng nghĩ nghĩ nói, người này chính là Độc Giác Địa Long, âm hiểm gian trá, lại cực kỳ tàn bạo. Hung danh lan xa, không ai chủ động đi trêu chọc hắn. Nói xong hắn mang theo hán tử gầy gò lặng lẽ rời khỏi nơi đóng quân, hai canh giờ sau, hán tử gầy gò run rẩy chỉ vào phía trước, mà Độc Giác Địa Long đứng thẳng, thân ảnh xuất hiện trên bầu trời khe sâu. Rốt cục ở nơi nào, ngươi nhìn cho kỹ. Độc Giác Địa Long nhìn đại hán gầy gò, đã tìm vài nơi còn chưa tìm được, hắn đã có chút nóng nảy. Trên trán đại hán tuôn mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn xung quanh. Cuối cùng chỉ bên trái phía dưới, nói. Trưởng môn, ta đã nhìn kỹ, nhất định là chỗ đó, chúng ta đi xuống là thấy rồi. Còn không cẩn thận nhìn cho kỹ, ta nhất định thu thập ngươi. Độc Giác Địa Long khẽ hừ một tiếng, thân ảnh nhảy xuống nhanh như chớp, mà hán tử gầy gò trôi nổi giữa không trung, trong mắt chợt hiện lên ý cười, lập tức đuổi theo. Một lát sau, bên trong một khe sâu, vách núi thẳng đứng, nơi đó có một sơn động nhỏ thật bí mật. Nhìn sơn động không có gì đặc biệt, nhưng Độc Giác Địa Long vừa nhìn thấy trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhìn đại hán hỏi. Chính là sơn động này sao? Đại hán nhìn sơn động, tựa hồ còn sợ hãi, nói. Chính là trong này,
chúng tôi vốn định đi vào nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới bốn người bọn hắn vừa đỡ Upsilon.ng vào lập tức hóa thành cho tàn. Đúng vậy, chính là trong này, cấm chế thật cao minh, chỉ bằng thực lực của các ngươi tự nhiên là tan thành mây khói. Nghe vậy Độc Giác Địa Long lộ nụ cười, phất tay đảo qua, một cỗ hoàng mang lập tức rơi ngay cửa sơn động. Oanh long! Sơn động run lên, giây lát bên ngoài tuôn ra một đạo hào quang vô hình, một chân khí hùng hồn lập tức lan tràn. Nhìn dáng vẻ cấm chế này đã được bố trí thật nhiều năm, đã có chút dấu vết thả lỏng, ha ha, lần này phỏng chừng có nỗi vui mừng ngoài ý muốn a. Độc Giác Địa Long cười ha hả, thân ảnh chợt lóe, phất tay ngưng tụ một quyền, xung quanh bao phủ chân khí cuồng bạo, một đạo trưởng ấn hung hăng đánh thẳng lên cấm chế. Phanh! Tiếng nổ vang thật lớn, cấm chế thoáng lay động một lát, một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo phóng thích, lập tức nứt nẻ, cuối cùng trực tiếp phá nát. Chúng ta đi vào. Thân ảnh Độc Giác Địa Long chợt lóe, lập tức tiến vào sơn động. Trong sơn động lộ ra một cỗ khí tức man hoang thương cổ, không gian lớn hơn bên ngoài không ít. Phát tài, lần này phát tài. Vốn trong lòng Độc Giác Địa Long còn có đề phòng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt vui mừng, bên trong động vô số tinh thạch chồng chất như núi, thậm chí còn có tinh thạch của trung phẩm thế giới, linh khí, đan dược, linh dược nhiều vô số, chồng chất như ngọn núi nhỏ. Phát tài, phát tài. Độc Giác Địa Long mừng như điên, kích động run rẩy lên. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn. Đại hán cũng kích động hô. Lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về ta cho ngươi làm hộ pháp. Độc Giác Địa Long mừng rỡ nói. Đa tạ trưởng môn đề bạt, đa tạ trưởng môn. Đại hán kích động run rẩy lên. Đây là bảo vật gì, là linh khí sao? Thân ảnh Độc Giác Địa Long đi tới trước một tử sắc đại đỉnh lớn vài chục thước, mang theo khí tức lôi điện. Trưởng môn, đây cũng là bảo vật a. Đại hán hét lớn một tiếng, trong tay cầm một thanh đoản côn tràn đầy bí văn chạy tới. Nghe vậy Độc Giác Địa Long quay người, liếc mắt nhìn đoản côn, nói. Không tiền đồ, chỉ là một thanh hậu thiên linh khí mà thôi, cao hứng cái gì? Vậy sao, thế nhưng uy lực không sai a. Hán tử nghi hoặc nhìn đoản côn, lập tức phất tay đánh ra một côn, mang theo cỗ chân khí hùng hồn cuồn cuộn, đánh thẳng về hướng Độc Giác Địa Long. Ngu ngốc, ngươi làm cái gì, ngươi dám? Lời của hắn còn chưa dứt ánh mắt biến thành ngưng trọng, đột nhiên phát hiện hán tử đã có tu vi thông thiên cảnh trung giai, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, thậm chí còn sợ hủy đi hết thảy đồ vật trong sơn động, vì vậy thân ảnh trực tiếp thối lui. Oanh long! Nhưng đúng ngay lúc này, không gian đột nhiên dao động, tử sắc đại đỉnh đột một lật úp xuống. Ngay lúc Độc Giác Địa Long còn chưa kịp phản ứng, đã bị đại đỉnh nhốt vào bên trong. Ai, muốn làm Địa Long mắc mưu thật sự là phiền toái a. Đúng lúc này hán tử chợt thì thào nói, khóe môi hiện nụ cười quỷ quyệt, phất tay thu lại toàn bộ đồ vật trong sơn động. Người này chính là Lục Lâm Thiên đã sử dụng Tam Thần Thiên Biến Quyết biến hóa, hắn vì muốn Độc Giác Địa Long thả lỏng cảnh giác nên mới bày ra cạm bẫy này. Thu thập xong sơn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, tới chỗ giam giữ Độc Giác Địa Long. Bên trong hư không, Độc Giác Địa Long không ngừng oanh kích lên hư không tìm kiếm lối ra, nhưng không có biện pháp thoát thân, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Địa Long, chúng ta tâm sự đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, nhìn Độc Giác Địa Long mỉm cười. Đồ khốn, người dám ám toán ta, người rốt cục là ai? Nhìn Lục Lâm Thiên, vào thời điểm này Độc Giác Địa Long đã biết người này không phải người trong bổn môn. Tự giới thiệu một chút, ta chính là trưởng môn Thất Sát Môn. Tây Phương Cầu Bại là ta. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân hình mấp máy đã hóa thành bộ dáng đại hán mặt sẹo, thân hình khôi ngô hùng vĩ. Ngươi là Tây Phương Cầu Bại. Độc Giác Địa Long không ngờ, trong lòng lập tức ý thức không xong, liền cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Không cần tìm kiếm, chỉ có một mình ta. Lục Lâm Thiên nói. Độc Giác Địa Long nghe vậy, trầm giọng nói. Tây Phương Cầu Bại, ngươi sử dụng thủ đoạn gian trá với ta ở chỗ này. Rốt cục muốn thế nào? Lục Lâm Thiên cười nói. Đã nói là muốn thương lượng một việc với ngươi thôi. Độc Giác Địa Long nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, lại nhìn sau lưng hắn, tựa hồ muốn biết hắn thật sự có phải chỉ đi một mình hay không. Lục Lâm Thiên nói. Rất đơn giản, người đầu hàng, người mang theo người của Long Môn gia nhập Thất Sát Môn là tốt rồi, thế nào?
việc này không thành vấn đề, nguyên lai là như vậy, chuyện này nào có đáng gì, ngươi trước tiên thả ta, chúng ta đi ra ngoài từ từ nói chuyện. Độc Giác Địa Long xoay chuyển ánh mắt, nói. Lục Lâm Thiên cười nói. Nói miệng không bằng chứng, ngươi lưu lại một đạo truyền âm, ta đem giao cho Tam Thú Tướng, cho họ cùng đối phó Liệt Hỏa Môn, Thất Kiếm Môn cùng Âm Quỷ Giáo xong, tới lúc đó ta tiếp tục thả ngươi cũng không muộn. Nghe vậy, khuôn mặt Độc Giác Địa Long run rẩy, sừng thịt trên trán cũng nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Lâm Thiên, mang theo thần sắc uy hiếp trầm giọng nói. Ngươi không tin ta. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ta không tin ngươi, nghe nói ngươi gian xảo, giảo hoạt, những lời ngươi hứa hẹn không thể tin tưởng, cho nên ta không hề tin tưởng ngươi. Đủ hung hăng càn quấy, chỉ là thông thiên cảnh trung giai, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, bắt được ngươi. Nhìn xem ngươi có ngoan ngoãn thả ta đi ra ngoài hay không. Độc Giác Địa Long nổi giận, quát lớn một tiếng, chân dậm hư không, không gian run lên, thân hình khôi ngô lao về hướng Lục Lâm Thiên. Chỉ nháy mắt một quyền mang theo tiếng gió rít nện thẳng xuống mặt Lục Lâm Thiên. Muốn động thủ sao, vừa lúc bắt đầu tạp xà như ngươi luyện tập. Lục Lâm Thiên phất tay đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp va chạm cùng một quyền của Địa Long. Oanh! Hai quyền va chạm phát ra tiếng nổ tung trầm thấp, năng lượng hào quang bắn ra, thân hình cả hai lảo đảo thối lui ra sau. Người này sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt Địa Long trầm xuống, ánh mắt ngưng lại. Suy, nhưng chỉ tích tắc trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng bạo, hai chân dẫm hư không, thân hình hóa thành mơ hồ lao về hướng Lục Lâm Thiên, tựa hồ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn giải quyết. Lục Lâm Thiên cười lạnh, một cỗ vô hình dao động cuộn sóng lan tràn. Biến thành vòng cung khuếch tán, kim quang rạng rỡ, không gian run rẩy, nhất thời hóa thành hỗn loạn, thật nhiều áo nghĩa tràn ngập bên trong. Gì? Thân ảnh Địa Long nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, sắc mặt đại biến, cắn răng đánh ra một đạo trưởng ấn. Suy! Trong tích tắc một đạo chảo ấn đánh ra, gió dục mây vần, một đạo kim sắc chảo ấn ẩm ẩm phá không bay tới, chụp thẳng về hướng Địa Long. Oanh long long! Chảo ấn đi qua. Không gian phá nát, trực tiếp phá hủy trưởng ấn, lộ ra động sâu tối đen. Ngao! Một tiếng long ngâm rít gào, một đầu cự long dài gần 2.000 thước xuất hiện trong hư không, bộ dáng dữ tợn, bên dưới lại không có long chảo, trên đỉnh đầu có một cây long giác, hào quang bí văn tràn ngập. Trên long lân có vết máu, tựa hồ cũng có hại không ít, thân hình cấp tốc uốn éo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, rít gào phẫn nộ quát. Đồ khốn! Bổn Long sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Lục Lâm Thiên lộ tia cười lạnh, nói. Chỉ một đầu tạp xà như ngươi, thậm chí còn không phải tạp Long, lại dám xưng Long, đáng tiếc Long chân chính đi vắng, bằng không nhất định lột ra ngươi. Đồ khốn, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Cuộc đời Địa Long quan tâm nhất là thân phận của mình, vô cùng phản cảm người khác hô hắn là tạp Long hay tạp xà, lần này nghe vậy triệt để nổi giận. Thân thể cao lớn uy thế tăng vọt. Chân khí cuồn cuộn không ngừng tràn ngập, không gian nứt vụn từng khúc, nhất thời hung hăng va chạm Lục Lâm Thiên, thân hình khổng lồ chính là công kích cường hãn nhất. Lục Lâm Thiên khom người xuống, tựa như mãnh hổ vồ mồi, thân hình tiến tới, bay thẳng như chớp. Suy! Thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp mở rộng, biến thành 500 thước lớn, toàn thân bao trùm vảy xanh, hóa thành một đầu cự hổ bao phủ điện mang. Oanh long! Trong mắt Địa Long sửng sốt. Thân thể cao lớn hung hăng va chạm vào cự hổ, trực tiếp đỡ upsilon.ng nát thân hình cự hổ. Điện mang vẩy ra, thân thể cự hổ lắc lư phá nát nhưng không có máu tươi phun ra. Tàn ảnh. Ánh mắt Địa Long chợt ngưng tụ. Tạp xà, tốc độ ngươi quá chậm. Một tiếng quát vang lên sau người hắn, một đạo trưởng ấn sen lẫn điện mang vỗ lên lưng hắn. Oanh. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, hổ trưởng hung hăng đánh xuống. Xích. Nhận lấy một trưởng oanh kích, nhưng Địa Long chỉ phun chút máu tươi. Mặc dù thực lực của hắn bị thiên địa áp chế, nhưng lực phòng ngự thật sự cường hãn. Chết tiệt, ngươi dám đánh ta bị thương, ta không để yên cho ngươi. Địa Long rít gào công kích tới. Suy. Thân thể cao lớn xuyên qua hư không, mở ra miệng rộng dữ tợn, hấp lực mang theo cỗ hương vị gay mũi khó ngửi ập ra, muốn đem Lục Lâm Thiên cắn nuốt trong miệng mình. Muốn nuốt ta, nằm mơ. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ đứng thẳng lên, hổ trưởng nắm lại, hoàng mang quanh quẩn, một đạo hư ảnh hoàng kim cự long tràn ra. Ngao! Hư ảnh cự long rít gào,
như vẫn thạch hung hăng lao vào trong miệng địa long. Oanh! Hư ảnh đập tới, cự long không thể không lập tức ngậm chặt miệng, trong miệng truyền ra thanh âm trầm đỡ upsilon, c, tựa hồ có vật gì nổ tung. Phốc! Một giây sau địa long phun ra máu tươi, xen lẫn vài cái răng, bộ dáng cực kỳ thê thảm không chịu nổi. Nhân loại khốn kiếp, hôm nay bổn long cùng ngươi không chết không ngừng. Răng nanh bị đánh gãy, địa long bạo nộ như sấm, cuồng bạo tới cực hạn. Tới đi, nhìn ngươi thịt dày, hay quả đấm của ta cứng rắn. Lục Lâm Thiên như hổ rình mồi, thân hình xuyên qua không gian, nháy mắt biến mất tại chỗ. Oanh! Thân thể Lục Lâm Thiên đã đi ra phía sau địa long, hổ chảo xé rách không gian rơi xuống, xé qua long lân thật dày, trực tiếp xé rách da thịt của hắn. Đồ chơi này luyện khí không sai, giá trị xa xỉ a. Lớp vảy đầm đìa máu tươi, bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. A! Lớp vảy bị xé rách, vết máu loang lổ, trên lưng truyền tới đau nhức làm địa long ngẩng đầu kêu lên thảm thiết, cự vĩ đảo qua muốn quất bay Lục Lâm Thiên khỏi lưng mình. Chỉ tiếc cự vĩ vừa quét tới, Lục Lâm Thiên lại biến mất. Suy! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, hổ chảo rơi xuống, lại mấy khối long lân bị xé rách, máu tươi phụt ra làm địa long kêu gào thảm thiết không ngừng. Nhân loại đáng chết, có bản lĩnh đừng chạy, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, bị ta bắt được nhất định phải xé xác ngươi. Địa long rít gào như sấm, dù ra hết thủ đoạn cũng không làm gì được Lục Lâm Thiên, ngược lại bị trà đạp thê thảm, như muốn qua đời. Như ngươi mong muốn, đường đường chính chính đánh một hồi, ngươi cho rằng tạp xà như ngươi là đối thủ của ta hay sao? Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú, khóe môi cười lạnh. Hừ! Thân hình đầm đìa máu tươi hung hăng quét về hướng Lục Lâm Thiên. Đại gia ngươi, nghĩ tới thân thể tạp xà của ngươi, lực phòng ngự thiên hạ vô địch hay sao? Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thân hình tiến tới, hung hăng đánh thẳng về hướng địa long. Oanh long long! Hai thân thể cao lớn hung hăng va chạm lẫn nhau, Lục Lâm Thiên vung thẳng tay đánh lên chỗ độc giác của địa long. Không gian nứt vụn từng khúc, cự lực đập xuống, Lục Lâm Thiên khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã phun máu tươi. Hừ, tới lượt ta. Lục Lâm Thiên nắm chặt chiếc sừng của địa long không buông, một tay hung hăng nện lên đầu hắn, cự lực chút xuống, địa long ra chóc thịt bong, huyết vụ phun trào. A! À, địa long kêu thảm một tiếng, lắc mạnh đầu, tựa hồ muốn hất bay Lục Lâm Thiên. Nhìn xem ra ngươi dày hay quyền đầu của ta cứng. Lục Lâm Thiên nắm chặt chiếc sừng không buông, nắm tay như mưa chút xuống, một quyền lại một quyền, liên tiếp hơn 10 quyền rơi lên đầu địa long chẳng khác gì sấm đánh. Oanh oanh! Mỗi quyền hạ xuống đều vang lên tiếng nổ trầm thấp, máu tươi phun đầy, dưới đòn nghiêm trọng cho dù lực phòng ngự của địa long cường thịnh bao nhiêu cũng kêu lên thảm thiết không ngừng, vô cùng thê thảm. Thân thể cao lớn của địa long cấp tốc vặn vẹo giãy giụa, phá hủy cả phiến hư không. Ta liều mạng với ngươi! Địa long rít gào, từ trong mi tâm bay ra một đạo lưu quang. Suy! Đạo lưu quang bay ra, Lục Lâm Thiên đành buông tay, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ngao! Một tiếng long ngâm kéo dài qua hư không, là một đầu độc giác địa long giống như đúc, nhưng thân ảnh hơi nhỏ hơn, chính là linh hồn phân thân của hắn. Khi Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, nhìn thấy linh hồn phân thân kia, chân mày thoáng nhướng lên. Đồ khốn, ta phải xé xác ngươi! Địa long hét lớn một tiếng, thân thể bị trọng thương lại bị trà đạp, đây là lần đầu tiên hắn gặp được trong thị hoang thế giới, bình thường đều chỉ có hắn trà đạp người khác, chưa từng thê thảm chật vật qua như vậy. Ngay lập tức bản thể cùng linh hồn phân thân của địa long đều lao về hướng Lục Lâm Thiên. Dùng cả linh hồn phân thân rồi sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Tâm thần vừa động, cả không gian gió dục mây vần, tử sắc lôi vân cuồn cuộn trào ra, cả không gian đều vặn vẹo. Oanh long long! Chỉ nháy mắt ngắn ngủi cả không gian giống như dung hợp cùng tử sắc lôi vân, từng đạo lôi đình dựng lên vang vọng, một cỗ khí thế hủy diệt vỡ áp xuống. Động tĩnh làm địa long ngừng lại kinh ngạc, đặc biệt linh hồn phân thân chợt dùng mình sợ hãi. Suy lạp! Tử sắc lôi vân bao phủ, lôi điện như thác nước treo trên hư không, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của địa long, hình thành không gian lôi đình lao ngục. Linh hồn phân thân thì ngoan ngoãn ở yên cho ta đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Địa long, người đã không thể làm gì ta, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là quy thuận hay muốn chết. Nhân loại, đừng nằm mộng,
ngươi căn bản không thể làm gì ta, ta dựa vào cái gì quy thuận nhân loại nhỏ bé như ngươi, quả thực là buồn cười. Địa Long giận dữ hét, thanh âm tràn ngập cuồng bạo sát ý. Vừa dứt lời, thân thể Địa Long tràn ra nguyên lực, uy lực càng gia tăng, chiếc sừng trên đầu tựa hồ đang ngưng tụ năng lượng cuồng bạo, hào quang bộc phát, bí văn lóe ra không ngừng, chân khí khởi động, trực tiếp gây ra lốc xoáy. Oanh Long! Địa Long dữ tợn vung mạnh đầu, một đạo hoàng sắc quang trụ từ trong chiếc sừng khoảnh khắc lướt qua thiên không, giống như sấm đánh đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Đây chính là địa bàn của ta. Lục Lâm Thiên nhướng mày, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, trước người hiện ra một động sâu không gian tối đen, mà thân ảnh hắn cũng biến mất tại chỗ. Quang thúc xuyên thủng không gian, cuối cùng bị động sâu cắn nuốt biến mất, đồng thời thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên đỉnh đầu Địa Long. Hai chân kẹp lại ngồi thẳng lên lưng hắn. Nhìn ngươi còn chưa đủ đau, vậy cứ tiếp tục nếm thử mùi vị nắm tay đi. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, hai chân siết chặt thân thể Địa Long, hai tay liên tục giáng xuống, mỗi quyền như đạn pháo hung hăng nện lên đầu Địa Long, mỗi quyền đều mang theo lực lượng khủng bố, Địa Long kêu lên thảm thiết không ngừng, toàn thân thể da chóc thịt bong, máu tươi phun trào. A! À, Địa Long không ngừng kêu thảm. Mà linh hồn phân thân rít gào muốn tương trợ nhưng không cách nào thoát khỏi lôi đình ngục giam, không dám tiếp xúc với tử sắc lôi đình, thiểm điện không ngừng xuyên qua, bởi vì lôi điện có lực lượng khắc chế linh hồn. Phanh phanh phanh, Lục Lâm Thiên vung quyền như mưa, cự lực làm Địa Long càng kêu thảm thiết, thân thể giãy giụa vùng vẫy nhưng không cách nào vung lắc Lục Lâm Thiên, từng tiếng hét điên cuồng giận dữ vang lên nhưng chẳng thấm vào đâu. Phanh phanh phanh. Đừng tưởng rằng dựa vào thân thể tạp xà là có thể đối kháng ta, rốt cục xem ngươi da dày hay quả đấm của ta cứng rắn. Oanh oanh! Lúc này trên đầu Địa Long huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, máu tươi phun ra như mưa, cuối cùng biến thành uể oải, căn bản không có sức phản kháng. Mãi tới lúc này hắn mới ý thức được hôm nay mình gặp phải vấn đề gì. Ta nhận thua, đừng đánh nữa. Địa Long rốt cục sợ hãi, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Hắn biết người này có thể đem hắn đánh chết. Nhận thua, vậy quy thuận ta, ngươi không có ý kiến đi. Lục Lâm Thiên nhanh cười. Ta nguyện ý quy thuận, ngươi đừng đánh nữa. Địa Long thừa nhận quy thuận, cảm giác vô lực càng thêm dâng tràn. Hắn biết nếu để đối phương tiếp tục đánh, hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù thực lực đối phương chỉ tới thông thiên cảnh trung giai, nhưng lại quá mức khủng bố. Sớm quy thuận chẳng phải tốt hơn. Cần gì phải đợi bị trà đạp mới đồng ý đâu. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Địa Long, liếc nhìn linh hồn phân thân, nói. Nếu ngươi quy thuận, ta sẽ lưu lại ấn ký trong linh hồn của ngươi, nếu ngươi phản kháng, ta trước tiên tiêu diệt linh hồn phân thân của ngươi, sau đó nghiền xương ngươi thành tro. Mặc dù không cam tâm, nhưng Địa Long cũng phải gật đầu. Được rồi, ta đồng ý. Địa Long vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo huyết sắc quang ấn. Trực tiếp bay ra. Ngao! Trong huyết sắc thủ ấn, một tiếng thú minh mơ hồ truyền tới, một đầu hư ảnh lướt ra mang theo uy áp ngập trời khuếch tán, làm linh hồn Địa Long nháy mắt run rẩy. Sau một lát ánh mắt sợ hãi của Địa Long đã biến thành quy thuận, thậm chí linh hồn phân thân cũng bị ảnh hưởng, biến thành dịu ngoan hơn không ít. Lục Lâm Thiên bố trí huyết hồn ấn đã lâu không sử dụng, nguyên bản hắn còn bận tâm huyết hồn ấn không có tác dụng với thú tộc trong 3000 đại thế giới. Nhưng sau khi thi triển mới biết được chỉ cần thực lực đầy đủ vẫn sẽ hữu hiệu. Bố trí xong huyết hồn ấn, khóe môi Lục Lâm Thiên lộ ra ý cười, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng may đang ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nếu là bên ngoài hắn cũng khó khống chế được độc giác Địa Long. Thả linh hồn phân thân của Địa Long rời khỏi không gian lôi đình, linh hồn phân thân nhanh chóng quay về thân thể, bản thể khổng lồ hóa thành hình người đẫm đầy máu tươi, mặc dù trong lòng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng vừa rồi. Nhưng tận sâu trong linh hồn bị bố trí huyết hồn ấn, vì vậy đã hoàn toàn thần phục Lục Lâm Thiên. Chủ nhân, Địa Long cung kính hành lễ, ánh mắt tức giận đã biến thành dịu ngoan. Lục Lâm Thiên hóa thành hình người, vẫn là bộ dáng đại hán mặt sẹo, nhìn dáng vẻ cung kính của Địa Long, hài lòng nói. Lần này các ngươi có kế hoạch gì đối phó thất sát môn? Địa Long không hề có ý giấu giếm, cung kính trả lời. Hồi chủ nhân. Bốn sơn môn đã thương nghị, tới lúc đó cho dù chủ nhân giao ra hắc hạc cùng phản đồ hắc hạc môn lẫn địa bàn, vẫn nhân cơ hội chủ nhân chưa kịp chuẩn bị mà đem thất sát môn san thành bình địa, tới lúc đó địa bàn của thất sát môn sẽ được chia đều cho bốn sơn môn. Thật đủ độc ác.
trong mắt Lục Lâm Thiên hiện ra vẻ lạnh lẽo, nói. Người của những sơn môn khác còn có ai? Địa Long trả lời. Lần này vì muốn hoàn toàn tiêu diệt thất sát môn, cường giả bốn sơn môn đều tụ tập, âm quỷ, thất kiếm, phong đô tam hồn, hỏa hổ cùng thiên hổ, địa hổ cũng tới. Tất cả đều tới a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên càng thêm âm trầm, nói. Lần này bốn sơn môn đối phó thất sát môn còn có ai đứng sau lưng trợ giúp? Địa Long nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Chủ nhân làm sao mà biết được? Không ai ủng hộ các ngươi, chỉ có bốn sơn môn cũng sẽ do dự đi, chỉ sợ các ngươi đều luyến tiếc thực lực của mình tổn hao quá nhiều. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Trong mắt Địa Long hiện tia kinh ngạc, nói. Chủ nhân nhìn thật thấu đáo, như vậy chủ nhân hẳn đã sớm có chuẩn bị. Lần này sau lưng chúng tôi có Trung Tinh Thành Phong Linh Thương Hành, Bắc Tinh Thành Kỳ Phong Thương Hành, Tây Tinh Thành Tụ Phẩm Lâu, còn có Nam Tinh Thành Linh Thiên Thương Hành âm thầm ủng hộ. Mỗi thương hành đều ủng hộ 10 chiến thuyền chiến hạm tốt nhất, chiến hạm nhị cấp tốt nhất, chờ tới đại chiến 40 chiến hạm nhị cấp đồng thời công kích thất sát môn, trước đem sơn môn quét ngang, cuối cùng cường giả 4 sơn môn vây công tiêu diệt. Chó gà không tha. Kế hoạch này thật đủ âm hiểm, 4 đại thương hành, các ngươi cũng thích tham dự vào sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện tia lãnh ý. Chủ nhân, lần này Long Môn cũng không tham dự vào, lần này ta cũng không tính toán liên thủ với bọn hắn, nhưng vì nghe nói trong thất sát môn bảo vật vô số, cho nên. Địa Long e ngại cười, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với phi linh thương hành mà thôi. Lục Lâm Thiên nhếch môi, nói. Không, ngươi cần tiếp tục ở lại cùng bọn hắn, tới lúc đó. Lục Lâm Thiên căn dặn hắn không ít sự tình. Nghe xong khuôn mặt hắn không ngừng co rúm lại kinh ngạc, cuối cùng trợn mắt há hốc mồm nói. Chủ nhân thật quá độc, tới lúc đó bọn hắn nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Tới lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta tự nhiên sẽ truyền âm cho ngươi, ngươi về trước đi. Lục Lâm Thiên nói. Dạ. Địa Long cung kính thối lui, rời khỏi sơn động, một mình Lục Lâm Thiên lưu lại ngây người một lát, ánh mắt thoáng dao động, như đang suy tư chuyện gì. Ba sơn môn, bốn đại thương hành. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, ánh mắt ngưng lại, nói. Đây là tiểu thế giới, các ngươi làm khó dễ được ta sao, các ngươi muốn chơi, lần này chơi lớn với các ngươi. Trong mắt hiện tia cười lạnh, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất. Vài giờ sau, hắn lại xuất hiện trên một sườn núi, nhìn chằm chằm đội ngũ 20 vạn bên dưới, ánh mắt hiện lên ý cười. Siêu siêu, vài thân ảnh từ xa lướt tới. Cẩn thận quan sát xung quanh, vẫn đang tuần tra, hán tử đầu lĩnh khoảng 40 tuổi, xấu xí, có chòm râu dê, bộ dáng cực kỳ đáng khinh. Nhìn mấy thân ảnh kia, khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lên tia cười quỷ quyệt, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Siêu siêu. Vài giờ sau, bên trong một khe sâu, vài thân ảnh lướt qua, sau đó hạ xuống, đi đầu là một thân ảnh thanh y, thân hình hơi mập, khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua như không chút huyết sắc. Hai mắt lóe ra hào quang âm tàn. Người này chính là âm quỷ giáo chủ âm quỷ, chẳng những thực lực khủng bố, hành vi cực kỳ tàn nhẫn, thích thu thập linh hồn tăng cường thực lực cho chính mình. Sau lưng âm quỷ có vài lão giả cùng đại hán, đều tu vi thông thiên cảnh cùng ngộ chân cảnh, mà trong thị hoang thế giới, cường giả lại nhiều hơn những tiểu thế giới khác, nhưng đạt tới ngộ chân cảnh xem như đã không sai. Lúc này bên cạnh đoàn người còn có một hán tử sợ hãi rụt rè, bộ dạng xấu xí. Vẻ mặt cực độ đáng khinh. Hán tử kia nhìn xuống nước sông, trong mắt hiện tia nụ cười giả tạo không ai phát hiện. Lư Tam, ngươi mang theo người lại biến mất ngay dưới này không còn bóng dáng sao? Âm quỷ đánh giá con sông thật cẩn thận, lập tức xoay người nhìn hán tử hỏi. Giáo chủ, chính là trong này, khi chúng tôi tuần tra tới nơi đây, vốn định nghỉ ngơi một chút, ai biết không hiểu bọn hắn va chạm vào cái gì, trong nước nhất thời xuất hiện lốc xoáy. Nháy mắt cắn nuốt bọn hắn, làm ta hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Hán tử đáng khinh tựa hồ còn chút sợ hãi nói. Giáo chủ, trong này hình như không có cái gì đi. Một lão nhân dùng tâm thần quan sát, cũng không phát hiện được gì. Quân trưởng lão không tu luyện linh hồn áo nghĩa cho nên không phát hiện được gì là thật bình thường. Các ngươi ở trên đây canh chừng, ta cùng Lư Tam xuống xem là tốt rồi. Âm quỷ nói. Giáo chủ. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao, hay là cho ba vị phó giáo chủ cùng đi, như vậy bảo hiểm hơn không ít. Lão giả vừa lên tiếng lại nói. Nếu ba vị phó giáo chủ cùng đi, chỉ sợ sẽ làm ba sơn môn kia chú ý,
nói không chừng bên dưới này thật sự có bảo vật, cũng không thể bị người phân canh, các ngươi cũng lui xa một chút, đừng khiến người chú ý. Dứt lời, âm quỷ một tay mang theo hán tử đáng khinh, quanh thân bao phủ quang quyển trực tiếp nhảy vào trong sông, sóng nước văng tung tóe, thân ảnh hai người biến mất không còn bóng dáng. Không ai nhìn thấy trong mắt hán tử đáng khinh lại hiện nụ cười giả tạo. Siêu siêu, mấy lão giả cùng đại hán nhìn thoáng qua nhau, thân ảnh lập tức chợt lóe rời đi. Trong hư không có khí tức lôi điện bao quanh, ánh mắt âm quỷ ngưng trọng, hắn tiến vào trong sông, thật sự tìm được cấm chế bí mật, mất một ít công phu phá vỡ cấm chế, lại tìm được bảo khố, còn đang cao hứng thì bị Lư Tam công kích, thân hình vừa thối lui liền bị vật gì bao phủ, sau đó đi tới nơi này. Khuôn mặt âm quỷ tái nhợt, nhìn chằm chằm Lư Tam, cảnh giác nói. Ngươi không phải Lư Tam, chẳng lẽ ngươi đoạt xá hắn, ngươi rốt cục là ai? Ta không đoạt xá Lư Tam, chẳng qua hắn đã chết mà thôi. Hán tử đáng khinh chính là Lục Lâm Thiên, thân hình lập tức khôi phục lại bề ngoài đại hán mặt sẹo, thêm một lần bày ra cạm bẫy cũng đã tiếp tục thành công. Ngươi rốt cục là ai, vắt óc tìm kế đem ta dẫn tới nơi này có mục đích gì? Nhìn thấy đại hán mặt sẹo, âm quỷ ngưng trọng đánh giá. Nhìn âm quỷ, Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nếu ngươi không có lòng tham, cho dù ta muốn dẫn dụ ngươi tới cũng không dễ dàng, về phần ta là ai, tự giới thiệu, trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại, mà mục đích thì ngươi đã biết. Nghe vậy sắc mặt âm quỷ đại biến, thân hình lảo đảo bật lui ra sau vài bước, nói. Ngươi chính là trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại. Thỉnh nhiều chỉ giáo. Lục Lâm Thiên cười nói. Âm quỷ giáo các ngươi muốn cùng Liệt Hỏa môn, Thất Kiếm môn, Long môn liên thủ, được Phong Linh Thương Hành, Kỳ Phong Thương Hành, Tụ Phẩm Lâu, Linh Thiên Thương Hành âm thầm ủng hộ, muốn đối phó thất sát môn, kế hoạch này thật không sai à. Sắc mặt âm quỷ càng kinh hãi, nói. Chuyện này chỉ có rất ít người biết, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được hay sao, các ngươi muốn chơi, ta sẽ cùng các ngươi chơi một lần là được, ta nghĩ tới lúc đó nhất định rất vui vẻ. Lục Lâm Thiên cười nói. Tây Phương Cầu Bại, ngươi rốt cục muốn thế nào, thả ta, âm quỷ giáo đáp ứng ngươi, không hề tham dự việc này thế nào. Nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt âm quỷ co rúm, lần này kế hoạch vốn chỉ có rất ít người trong các đại sơn môn hay biết, mà Tây Phương Cầu Bại đã biết, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị, mình bị vây trong nơi quỷ dị này, tới thời điểm như vậy âm quỷ phải tính đường ra cho mình. Lục Lâm Thiên nói, muốn ta thả ngươi cũng rất đơn giản, giao ra linh hồn phân thân của ngươi cho ta sẽ tin ngươi một lần. Giao ra linh hồn phân thân chẳng khác gì giao nửa mạng cho người khác, âm quỷ đương nhiên không nguyện ý, ánh mắt âm trầm. Tây Phương Cầu Bại, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không giao, vậy ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên nói, âm quỷ cũng không phải nhân vật bình thường, ở trong thị hoang thế giới có thể khai tông lập phái, còn có thể trở thành thế lực nhị lưu, làm sao là nhân vật đơn giản, nếu đặt thế giới bên ngoài cũng là hung danh hiển hách, tâm trí không kém, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hừ, vậy muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không, rơi vào trong tay ta, nhìn ngươi còn dám uy hiếp ta hay không. Một cỗ âm khí nặng trĩu cuồn cuộn trào ra, mang theo linh hồn lực lượng cuồng bạo nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Oanh! Chân khí cùng linh hồn năng lượng thổi quét cô đọng cả không gian, nháy mắt bao phủ Lục Lâm Thiên, không gian xung quanh nứt vụn từng khúc. Đây là địa bàn của ta. Lục Lâm Thiên cười nhạt, thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Oanh long long! Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, khóe môi cười lạnh, hàn ý lan tràn, quát. Ám ma phân thân bí pháp. Thời không hư lao. Tử kim huyền lôi. Thiên linh hồn nhãn. Hơn 10 đạo linh hồn phân thân thổi quét, đối mặt âm quỷ Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường, cũng không phải e ngại hắn mà chỉ lo lắng hắn sẽ cá chết lưới rách, khi đó sẽ phiền toái. Thoáng chốc phong vân biến sắc, lôi vân hội tụ, trời sụp đất nứt, cả hư không truyền ra trận trận dao động. Từng luồng năng lượng cuồn cuộn hóa thành không gian ba văn tán phát, chấn vỡ cả không gian đồng thời trực tiếp bao phủ âm quỷ. Âm quỷ giống như bị sợ hãi choáng váng, một cảm giác lạnh lẽo phát tán từ sâu trong linh hồn. Thạch môn hạp cốc gần đây lôi kéo toàn bộ chú ý của thị hoang thế giới, bốn sơn môn tụ tập trên trăm vạn người chờ đối phó thất sát môn. Đây tuyệt đối là một trận phân tranh lớn nhất thị hoang thế giới suốt mấy trăm năm qua. 7 ngày thời gian, chỉ trong chớp mắt. Suy suy.
Sáng sớm, bên trong thạch môn hạp gốc, từng luồng khí tức nhất thời thức tỉnh, bên trong khe sâu từng luồng chân khí run lên, không gian không ngừng dao động. 7 ngày thời gian đã tới, thất sát môn giao ra phản đồ liệt hỏa môn cùng hắc hạc trưởng môn, nếu không giết không tha. Một tiếng hét lớn như tiếng sấm sét truyền ra ngoài, sau đó từng đạo thân ảnh phóng lên cao. Oanh long! Khí tức khởi động, không gian run rẩy, bên trong thạch môn hạp gốc có trên 100 vạn người tề tụ, chia thành 4 đội hình, vô số thân ảnh thoáng hiện, đất rung núi chuyển, tựa như châu chấu quá cảnh, khí thế vỡ áp thiên địa. Thất sát môn ở đây, hỏa hổ, đường ngũ, địa long, âm quỷ, hiện tại các ngươi cút đi còn kịp, nếu không đừng mong rời đi. Bên ngoài thạch môn hạp gốc, từng thân ảnh bay lên bầu trời. Không gian ba văn khởi động, chân khí lan tràn, hơn 50 vạn người lập tức xuất hiện giữa không trung. Mười mấy thân ảnh đi đầu, chính là Âm Minh Dạ Xoa, Kim Viên, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thất Sát, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất, Phạm Thống, Viêm Hỏa, Thạch Ngọc Đồ, Bàn Xấu Hòa Thượng đều có mặt. Đứng trước nhất là một nữ tử mặc y phục hở rốn vô cùng nóng bỏng, tuyệt mỹ như thiên tiên, nóng bỏng như ma quỷ, nhìn hơn 100 vạn khí tức trước mắt mà vẫn nhẹ nhàng, không chút sợ hãi, chính là Ma Linh Yêu Nữ. Người vừa quát lớn chính là Thiên Khu, nhìn thấy 100 vạn thân ảnh trước mắt, ánh mắt hắn cũng ngưng lại. Phu nhân, Dạ Xoa đại nhân, những người đứng phía trước chính là Liệt Hỏa Môn Hỏa Hổ, Thiên Hỏa, Địa Hỏa, Thất Kiếm Môn Thất Kiếm, Long Môn Địa Long, Tam Thú Tướng, cùng Âm Quỷ Giáo Âm Quỷ Lẫn Phong Đô Tam Hồn. Ánh mắt Ma Linh Yêu Nữ dừng trên người một lão giả khôi ngô rắn chắc cùng một trung niên đại hán đeo trường kiếm, nói. Hai người kia là Hỏa Hổ cùng Du Long Đường Ngũ gì sao, thực lực không tệ, nhưng ở trong thị hoang thế giới cũng chỉ vô dụng. Phu nhân, hai người Du Long cùng Hỏa Hổ thực lực đại đạo cảnh trung giai, cũng khó đối phó. Thiên Tuyền nói. Hừ, Thiên Khu, gọi trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại ra nói chuyện, người đã không còn tư cách lên tiếng. Hỏa Hổ, bây giờ không giống ngày xưa, ở trong thị hoang thế giới ai lại sợ ai a, đừng hung hăng càn quấy trước mặt ta. Trưởng môn chúng ta không cần đếm xỉa tới các ngươi, chỉ cần ta đủ đối phó các ngươi rồi. Thiên Khu tiến lên, nếu là thất sát môn bình thường đối mặt 4 sơn môn liên thủ xâm phạm, đương nhiên là không dám đối kháng. Nhưng hôm nay thì khác, ở trong thị hoang thế giới, cho dù thực lực Hỏa Hổ có mạnh hơn nữa, Thiên Khu cũng biết Hỏa Hổ cũng không làm gì được 7 huynh đệ của mình, mặt khác còn có phu nhân cùng Dạ Xoa đại nhân, trong môn còn có lá bài tẩy, vì vậy trong lòng Thiên Khu cũng không quá mức lo lắng. Tại sao còn chưa thấy trưởng môn, tới bây giờ còn không thấy bóng dáng của hắn? Ánh mắt Kim Viên ngưng lại nói. 2 ngày trước trưởng môn cho người mang thư về, dặn chúng ta không cần chờ hắn, hết thảy hắn tự có an bài, chúng ta nên làm thế nào thì làm thế đó. Thiên Tuyền nói. Hỏa Hổ vừa nghe được lời nói của Thiên Khu, tức giận nói. Thiên Khu, thật dám nghĩ ta không làm gì được thất sát các ngươi hay sao? Đường Ngũ trầm giọng nói. Thất sát môn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, còn khách khí làm gì, chuẩn bị động thủ đi. Thất sát môn muốn tìm chết, vậy thành toàn các ngươi. Hỏa Hổ cũng không muốn nói nhiều, dù sao hôm nay cũng đã muốn tiêu diệt thất sát môn. Hỏa Hổ đưa mắt ra dấu cho Đường Ngũ, Địa Long còn có Âm Quỷ, phất tay dựng lên, vài giới chỉ hiện ra lòng bàn tay, từng đạo lưu quang nhanh chóng lướt ra. Cùng lúc đó 3 người Đường Ngũ cũng lấy ra giới chỉ, lưu quang bay ra. Chẳng qua không ai chú ý trong mắt Âm Quỷ cùng Địa Long đều hiện lên thần sắc quỷ dị. Oanh long! Nháy mắt không gian run rẩy, trên bầu trời xuất hiện từng chiếc chiến hạm cành càng, từng luồng chân khí sắc bén đột nhiên trào ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tổng cộng 40 chiến hạm khổng lồ trôi nổi giữa không trung, bộ dáng khác nhau, nhưng thể tích khổng lồ, bí văn quanh quẩn, chân khí kinh người phóng thích như đầu mãnh thú ngập trời đang muốn xé nát hết thảy. 40 chiến hạm khổng lồ xuất hiện, làm cho mọi người nhìn vào liền cảm giác bản thân nhỏ bé, khí thế sắc bén lan tràn, thực lực thấp đều có cảm giác bị áp chế. Nhiều chiến hạm như vậy, đều là chiến hạm nhị cấp A. Trong thất sát môn không ít đệ tử ánh mắt chấn động, 40 chiến hạm nhị cấp, đủ quét ngang không trung, đồng thời oanh kích ngay cả tu vi thông thiên cảnh cũng phải né tránh. Hừ, hôm nay thề phải đem thất sát môn tiêu diệt. Hỏa Hổ lăng không mà đứng. Phất tay ý bảo, không ít đệ tử Liệt Hỏa Môn bay lên chiến hạm khổng lồ. Oanh long! Trước mặt Hỏa Hổ lại xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ, toàn thân đỏ đậm như ngọn lửa lan tràn,
tràn ngập khí tức nóng bỏng, chân khí còn cường hãn hơn 40 chiếc chiến hạm nhị cấp vừa rồi không ít, đã đạt tới trình tự tam cấp. Hôm nay, mượn các ngươi thử xem uy lực chiến hạm tam cấp của ta. Hỏa hổ cười lạnh nói, trong thị hoang thế giới loại chiến hạm tam cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, theo hắn biết trong năm thế lực lớn nhiều nhất chỉ có một chiếc mà thôi. Chiến hạm tam cấp cơ hồ có thể đi ngang trong thị hoang thế giới. Ánh mắt mọi người càng thêm ngưng trọng, chỉ riêng thiên khu, thiên tuyền bọn họ vẫn không hề xem vào trong mắt. Chơi chiến hạm sao? Thiên khu khinh thường hừ một tiếng, lập tức trao đổi ánh mắt với nhóm người Bạch Kinh Đường, trong mắt mọi người lộ ra ý cười, mà giới chỉ cũng bắn ra từng đạo lưu quang. Oanh long! Từng đạo lưu quang lướt ra, không gian trống rỗng rung chuyển kịch liệt, lập tức xuất hiện 30 vật cảnh càng, từng luồng chân khí sắc bén phóng thích. 30 chiếc chiến hạm thể tích hơn ngàn thước, thậm chí còn không bằng thể tích chiến hạm của Liệt Hỏa Môn, nhưng khí thế chỉ hơn chứ không kém, trước chiến hạm đầu là đầu mãnh hổ dữ tợn, chân khí hung mãnh không ngừng phát tán. Tổng cộng 33 chiến hạm, trong đó có 22 chiến hạm giống nhau như đúc, 10 chiếc còn lại trong đó có một chiếc là Oanh Thiên, 10 chiếc khác đều xuất thân từ Thải Vân Thương Hành. Trong 33 chiến hạm có 2 chiếc ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng chân khí càng thêm hung hãn sắc bén, chính là loại chiến hạm phi hổ tam cấp giá trị hơn 10 vạn triệu tinh thạch sơ phẩm thế giới. Nhìn Thất Sát Môn lấy ra chiến hạm, trong đó có hơn 20 chiến hạm khí thế càng khủng bố, đặc biệt là 2 chiếc đứng phía trước đã đạt tới tam cấp. Nhất thời khiến cho Hỏa Hổ, Đường Ngũ, thậm chí là Du Long đều ngạc nhiên, bọn hắn biết Thải Vân Thương Hành âm thầm tương trợ Thất Sát Môn, nhưng lại không nghĩ tới nội tình của Thất Sát Môn lại dày tới như vậy. Không nghĩ tới bổn môn cũng có nhiều chiến hạm như vậy, tựa hồ khí tức càng mạnh hơn a. Đệ tử Thất Sát Môn lập tức càng gia tăng tin tưởng. Ở trước mặt lão tử chơi chiến hạm, lão tử chơi tàn các ngươi. Vấn thân mà quát lớn, luôn bị giam trong thị hoang thế giới vô cùng uất ức, thật vất vả gặp được cơ hội cậy thế khinh người, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hống! Chiến hạm phi hổ hoành qua thiên không lao tới, đầu hổ dữ tợn như đang sống, rít gào dựng lên, trong miệng phun ra một đạo quang đoàn năng lượng giống như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Đồ khốn, mọi người mau lui lại. Chuẩn bị bắt đầu phản kích. Mau lui lại, bắt đầu phản kích. Đám người Liệt Hỏa Môn không ngờ Thất Sát Môn nói đánh liền đánh, sau thoáng lặng người mới kịp phản ứng, một đám hét lớn thối lui, đồng thời chiến hạm bắt đầu chuẩn bị phản kích. Oanh long long. Không gian ầm ầm phá nát, hắc động hiển lộ, tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn núi bên dưới bị thổi quét thành bình địa. A! À, mặc dù đệ tử Liệt Hỏa Môn cấp tốc tháo chạy không ít, nhưng vì người tụ tập quá nhiều, vẫn có tảng lớn đệ tử kêu lên thảm thiết liền tử vong, thậm chí ngộ chân cảnh bị liên lụy cũng không chạy thoát. Chết tiệt, bắt đầu phản công. Hỏa hổ cùng Đường Ngũ giận dữ, tâm thần khống chế chiến hạm hướng ngay người Thất Sát Môn. Oanh long long. Đúng ngay lúc này bỗng nhiên 20 chiến hạm của Âm Quỷ Giáo cùng Long Môn đột nhiên thay đổi phương hướng, từng đạo năng lượng quang đoàn không chút dấu hiệu bắn thẳng về hướng đội ngũ Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn. Phanh phanh phanh. Người của Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn không kịp đề phòng lập tức bị tạc vỡ thành mảnh nhỏ. Oanh long long. 20 chiến hạm đồng thời oanh kích, trời sụp đất nứt, tảng lớn khe sâu nứt vụn, kéo dài suốt mấy trăm dặm, chân khí hủy diệt tràn ngập cả Thạch Môn hạp gốc. Oanh oanh. 20 chiến hạm của Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn bị oanh kích gần trong gang tấc, không chịu nổi cự lực bắt đầu nứt nẻ. Chỉ thoáng chốc Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn bị tổn thất hơn mấy vạn đệ tử, trong đó phá giới cảnh thật không ít, cũng không thiếu ngộ chân cảnh không kịp chạy thoát. Một màn này làm người của Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn không thể ngờ. Hỏa hổ cùng Đường Ngũ giống như bị choáng váng, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này toàn bộ đệ tử Thất Sát Môn đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm, một màn này vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả đệ tử Long Môn cùng Âm Quỷ Giáo cũng ngây dại, bọn họ không hiểu tại sao trưởng môn cùng giáo chủ lại trở mũi giáo công kích đồng minh của mình. Âm Quỷ, Địa Long, chúng ta đã nói liên thủ, các ngươi làm gì vậy? Hỏa hổ cùng Đường Ngũ giận dữ hét lớn. Nhìn các ngươi không vừa mắt, cho nên muốn tiêu diệt, không được sao? Địa Long hét lớn một tiếng, thúc giục chiến hạm ầm ầm oanh tới, dù sao tiêu hao cũng không cần hắn gánh vác. Toàn bộ đệ tử Âm Quỷ Giáo nghe lệnh, đánh chết người của Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn. Âm Quỷ hét lớn một tiếng, trong mắt hiện tia cười quỷ dị, 10 chiến hạm lại oanh kích tới.
Oanh long long. Đông đảo đệ tử thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, đã trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Âm quỷ giáo cùng long môn lâm trận phản chiến, làm đệ tử liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn đều ngây dại. Đệ tử long môn nghe lệnh, chúng ta đã kết minh với thất sát môn, toàn lực đánh chết người liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, giết không tha. Địa long lập tức quát to. Giết a. Thất thải yêu ưng, song giác phiêm nghiêu, hàn băng yêu giáp thoáng lặng người, nhưng lão đại nói chuyện, mặc dù trong lòng bọn họ cảm giác được kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn mang theo đệ tử lao tới. Ngao ngao. Hống hống. Chỉ một thoáng, không ít đệ tử long môn đã hóa thành bản thể, uy thế kinh người lập tức thổi quét. Đám người phong đô tam hồn cũng ngoài ý muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của giáo chủ, huống chi giáo chủ đã động thủ, họ cũng không do dự, mang theo đệ tử cùng lao tới trước. Giết a. Đám người thiên khu mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng kịp thời phản ứng, âm quỷ giáo cùng long môn lâm trận phản chiến, điều này đối với thất sát môn mà nói hoàn toàn là cơ hội tuyệt hảo, tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức thúc giục chiến hạm đồng thời hành động. Chiến hạm xuyên qua không gian, lại có năng lượng quang cầu oanh kích ra ngoài. Oanh long long. Chiến hạm oanh tới, không gian nứt vụn, thật nhiều đệ tử liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn biến thành mảnh nhỏ huyết vụ. Suy lạp lạp. Đặc biệt chiến hạm phi hổ, hùng uy phóng thích, xuyên thấu qua không gian bạo lướt tới, ven đường hư không phá nát, giống như mãnh thú dương nanh múa vuốt xé bỏ hết thảy, từng đạo năng lượng quang đoàn không ngừng oanh thẳng bay ra. Oanh long. Thanh âm nổ vang kinh người, lại có đệ tử thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn biến thành mảnh nhỏ. A. À, chạy mau. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm trốn chạy, tiếng kêu cứu vang vọng, bên trong thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn nháy mắt hỗn loạn, tử vong thảm trọng, kết quả này không ai nghĩ tới. Mau phản kích, liều mạng. Hỏa hổ, địa hỏa, đường ngũ cùng sáu đại hán đeo trường kiếm sắc mặt đại biến hô to. Ngay lập tức đường ngũ cùng hỏa hổ cấp tốc thúc giục 20 chiến hạm phản kích, từng đạo năng lượng quang cầu oanh ra, uy thế không tầm thường, đệ tử âm quỷ giáo cùng long môn cũng bị lan tới. Giết! Nhóm người đường ngũ lập tức lao ra, trường kiếm xuất vỏ, thân ảnh lao nhanh tới chiến hạm của âm quỷ giáo cùng long môn, muốn dẫn đầu phá hủy chiến hạm. Siêu siêu! Những người tu vi thông thiên cảnh trong liệt hỏa môn đồng thời đánh tới. Đều lui về cho ta! Kim Viên hét lớn một tiếng, nhóm người âm minh dạ xoa lập tức ngăn cản. Oanh long long! Trận giao phong giữa tu vi đại đạo cảnh cùng thông thiên cảnh còn rung động hơn cuộc chiến giữa các chiến hạm không ít. Phanh phanh! Đều chết đi, đồ khốn! Nhìn thấy thật nhiều đệ tử bị oanh sát, hỏa hổ nổi trận lôi đình, thúc giục chiến hạm tam cấp oanh kích tới, thật nhiều đệ tử âm quỷ giáo, long môn cùng thất sát môn cũng bị đánh chết. Hừ! Loại chiến hạm này cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, phá cho ta. Thiên khu khí thế kinh người, thúc giục hai chiếc chiến hạm phi hổ tam cấp hoành không xuất hiện. Suy lạp lạp, hai chiến hạm đồng thời oanh ra, năng lượng quang cầu trực tiếp rơi vào trong nhóm chiến hạm của hỏa hổ cùng đường ngũ, chớp mắt nổ tung. Oanh long long, kinh phong khủng bố xé rách không gian, năm sáu chiến hạm trong tay hỏa hổ cùng đường ngũ liên tục nổ tung, nhìn qua như liên hoàn pháo. Hoàn toàn không thể đối kháng. A, à, không ít đệ tử thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn xung quanh đều bị lan tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, kinh khí thổi quét cả ngàn người, cách xa một ít vẫn bị đánh bay, miệng phun đầy máu tươi. Giết a, à, làm cho người thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn có đến mà không có về. Đừng cho bọn hắn chạy thoát. Đệ tử thất sát môn rung động phấn khởi, vô cùng hưng phấn. Oanh long, oanh oanh. Lúc này chiến hạm trong tay đường ngũ cùng hỏa hổ hầu như bị hủy diệt không còn. Thiên khu, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa hổ nổi trận lôi đình, nguyên lực hỏa hệ bạo tuôn, đánh thẳng về hướng thiên khu, thân ảnh xuyên qua hư không làm chiến hạm rất khó tập trung. Hiu hiu. Cùng một thời gian ánh mắt đường ngũ cũng đỏ rực, trường kiếm bay ra, xung quanh gió dục mây vần, bổ thẳng tới hàn băng yêu giáp. Đường ngũ cũng hiểu rõ ràng bên trong thị hoang thế giới hắn cũng không làm gì được địa long cùng âm quỷ, chỉ đành tìm một ít thực lực kém hơn một chút đánh chết báo thù rửa hận. Đường ngũ, người thật quá vô sỉ. Độc giác địa long hét lớn, thân hình khởi động lưu quang, bản thể hung hăng vỗ tới. Hống hống, cô cô, thất thải yêu ưng, song giác phiêm nghiêu, hàn băng yêu giáp hóa thành bản thể khổng lồ, bốn đầu thú tộc lập tức vây công đường ngũ. Nếu ở thế giới khác,
bốn người cũng không phải đối thủ của Đường Ngũ. Chẳng qua nơi này là thị hoang thế giới, vậy thì khác hẳn, Đường Ngũ bị vây công, họ nhờ vào lực phòng ngự của thú tộc khiến cho Đường Ngũ cũng không chiếm được tiện nghi. Suy, cùng một thời gian, thân hình hỏa hổ đã đi tới trước chiến hạm phi hổ. Thực lực xem như không tệ rồi, nhưng nên thành thật một chút mới tốt. Thanh âm thanh thúy vang lên, một thân ảnh xinh đẹp đã ngăn cản trước mặt hắn, một cỗ độc vụ ngập trời bao phủ cả phiến không gian. Thân ảnh âm quỷ trôi nổi giữa không trung, khóe môi hiện ý cười, lại như quỷ mị lao đi, mục tiêu chính là thông thiên cảnh của liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn. Cuộc đại chiến tại thạch môn hạp cốc kéo dài vài giờ sau mới hành quân lặng lẽ, trong hạp cốc thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ khe sâu, mơ hồ có sát khí tràn ngập. 60 vạn người, cơ hồ đều là tinh anh của liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, cuối cùng bị đánh chết chỉ còn lại chưa đầy 30 vạn, chạy trốn chưa tới 20 vạn, đầu hàng bắt sống mấy vạn. Mà âm quỷ giáo, long môn cùng thất sát môn bởi có chiến hạm oanh kích, ngoài ra còn đột một lâm trận phản chiến, vì thế đệ tử tam môn cộng lại cũng chỉ tử vong 4-5 ngàn mà thôi. Hỏa hổ cùng Đường Ngũ biết cho dù kéo dài cũng không chiếm được tiện nghi, vì vậy phải ra lệnh rút lui, cuối cùng một đám chật vật bỏ chạy. Người thất sát môn, long môn cùng âm quỷ giáo đều không dám truy theo quá chặt chẽ, ai cũng sợ hồn anh tự bạo, mục đích cũng đã đạt tới, hung hăng đả thương nặng hai môn, cũng không cần tiếp tục dây dưa đi xuống. Một trận đại chiến kéo dài tới trưa mới chấm dứt, kết quả làm người vây xem vô cùng bất ngờ. Bên trong một ngọn núi sâu, trong tử lôi huyền đỉnh tử sắc lôi vân oanh kích không ngừng, mà âm quỷ chật vật không thôi, quần áo phá nát, đầu tóc rối bời, làn da nám đen, sắc mặt tái nhợt trắng bệch vô cùng. Tây Phương cầu bại, rốt cục ngươi muốn thế nào? Âm quỷ đã chống cự lôi điện suốt mấy ngày thời gian, càng ngày càng không chịu nổi, vô cùng thê thảm, nếm trải không ít đau khổ. Làm cho hắn bất đắc dĩ chính là Tây Phương cầu bại thi triển linh hồn phân thân, mà linh hồn phân thân lại có bộ dáng khác hẳn, nhưng uy lực lại khủng bố tới cực điểm. Bị hơn 10 linh hồn phân thân công kích, kết cục cuối cùng của âm quỷ chính là bị bắt sống, sau đó bị rút đi một đạo linh hồn lực cùng một ít máu tươi, sau đó Tây Phương cầu bại cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Nhưng tử kim huyền lôi khủng bố vẫn không ngừng oanh kích hắn suốt mấy ngày, ban đầu hắn còn có thể đối kháng, thời gian lâu lại biến thành vô cùng thê thảm. Suy, một thân ảnh mặt sẹo xuất hiện trong hư không, nói. Chẳng ra gì, chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi ngươi được tự do. Nói xong hắn vung tay lên, lôi vân nhất thời tiêu tán. Âm quỷ thở dốc, áp lực biến mất, thân hình cũng sắp hư thoát, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, nghe vậy nghi hoặc hỏi. Tây Phương cầu bại, chẳng lẽ ngươi muốn thả ta đi? Lục Lâm Thiên gật đầu, mỉm cười nói. Không sai, ngươi tự do, nếu sau này có khó khăn thì đi thất sát môn tìm ta, mặt khác, nếu gặp được hỏa hổ cùng Đường Ngũ, với trạng thái hiện tại của ngươi nên bỏ trốn càng sớm càng tốt. Vì sao? Âm quỷ còn chưa nói xong, đã thấy Lục Lâm Thiên vung tay lên, thân hình đã bị rời ra khỏi tử lôi huyền đỉnh. Suy, thân ảnh âm quỷ hiện ra trên dãy núi, mà Lục Lâm Thiên cũng theo sau xuất hiện, thu tử lôi huyền đỉnh vào trong tay. Tây Phương cầu bại, người vốn có thể giết ta, hôm nay xem như âm quỷ thiếu ngươi một phần nhân tình, ta sẽ không đối phó thất sát môn, nhưng sơn không chuyển thủy chuyển, sau này có cơ hội thù này ta sẽ báo. Ánh mắt âm quỷ run rẩy, nháy mắt bỏ chạy. Kiến thức qua thực lực đối phương, âm quỷ đương nhiên không dám hung hăng càn quấy. Ha ha, đi thong thả, nhớ kỹ, có việc thì đi thất sát môn tìm ta. Lục Lâm Thiên cười ha ha, nhìn theo bóng lưng âm quỷ biến mất, lập tức cũng biến mất không còn bóng dáng. Hoàng hôn, sắc trời dần dần tối đen, chân trời có tinh tú lóe ra, một lát sau màn đêm bao phủ thiên không. Bên trong mật địa thất sát môn, tầng thứ 6 thiên trụ giới. Trước mặt Lục Lâm Thiên là 6 thông thiên cảnh, 4 thông thiên cảnh sơ giai, 2 trung giai, đều là trưởng lão thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn. Cả 6 người đều bị cấm chế, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên tràn đầy run sợ. A! À, một lát sau bên trong tầng thứ 6 truyền ra tiếng kêu thảm thiết. 7 ngày sau cuộc đại chiến. Trong 7 ngày này, thanh danh thất sát môn triệt để vang vọng khắp thị hoang thế giới, nhất thời danh chấn cả thế giới. Nghe nói hỏa hổ cùng Đường Ngũ tức giận tới mức thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hỏa hổ cùng Đường Ngũ chưa từng nghĩ tới, cuối cùng bị âm quỷ giáo cùng long môn lâm trận phản chiến, thương vong thảm trọng, tinh anh tổn thất 2/3,
không ít cường giả vẫn lạc, đã làm dao động căn cơ mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm của bọn họ. Trong sự việc này, liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn biến thành trò cười trong thị hoang thế giới, bị thất sát môn hung hăng chơi xỏ một lần, không ai cảm thấy thất sát môn, long môn cùng âm quỷ giáo âm hiểm, chỉ cảm thấy hai sơn môn kia vô dụng. Không biết do ai truyền ra tin tức, nói kỳ thật long môn cùng âm quỷ giáo đã sớm kết minh, lần này là cố ý đối phó liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, ai ngờ hai sơn môn kia còn ngu ngốc rơi vào cạm bẫy. Lời này truyền vào trong tai hỏa hổ cùng đường ngũ, khiến hai người tức giận muốn phun máu, oán hận trong lòng thế nào có thể tưởng tượng được. Mà thực lực hiện tại của thất sát môn quá mạnh mẽ, hai sơn môn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Long môn đại bộ phận đều là thú tộc, đều là người cường hãn, bọn họ cũng không muốn trêu chọc, thực lực của họ đại tổn, huống chi còn có một âm quỷ giáo. Vì thế cả hai sơn môn đồng thời đem lửa giật phát tiết lên âm quỷ giáo. Hai sơn môn đồng thời đả kích âm quỷ giáo kịch liệt, nhất thời khiến âm quỷ giáo liên tục tháo chạy, nghe nói hỏa hổ cùng đường ngũ tự thân xuất mã, muốn đem oán hận hoàn toàn phát tiết lên âm quỷ giáo. Mà lần này không thấy thất sát môn cùng long môn hỗ trợ, kết cục của âm quỷ giáo là có thể biết. Không biết vì sao giáo chủ âm quỷ lại bị trọng thương, càng không phải đối thủ của hỏa hổ cùng đường ngũ, liên tục giải thích mình không kết minh với ai, cuộc chiến hôm đó hắn vốn không có mặt. Thế nhưng còn chưa nói xong đã bị đường ngũ cùng hỏa hổ giận dữ, trăm vạn ánh mắt đều nhìn thấy âm quỷ giáo lâm trận phản chiến, mà bây giờ âm quỷ vẫn còn phủ nhận, vì thế càng chọc giận hai người, ra tay không chút khách khí. Hô! Tầng thứ 6 thiên trụ giới, đã qua hơn một năm, Lục Lâm Thiên chợt mở mắt, khí tức man hoang thương cổ thu liếm, chân khí còn tiến bộ hơn trước, luyện hóa hai thông thiên trung giai cùng bốn sơ giai, đạt được chỗ tốt không ít. Một lát sau trên đại điện, Lục Lâm Thiên ngồi trên chủ vị, nhóm người Phạm Thống đem sự tình kích động thuật lại một lần, lần này đại hoạch toàn thắng, các đệ tử đều vô cùng kích động. Tới thời điểm này mọi người mới hiểu được lời trưởng môn đã nhắn nhủ nói sự việc an bài thỏa đáng là nghĩa gì, mãi tới khi Long Môn cùng âm quỷ giáo lâm trận phản chiến, bọn họ mới hiểu được nguyên lai đây là an bài của trưởng môn. Lần này đúng là thống khoái, rốt cục thu thập liệt hỏa môn một trận, xem sau này bọn hắn còn dám tới trêu chọc chúng ta nữa hay không. Kim Viên cười hắc hắc nói. Trưởng môn, thiếu tháp chủ Linh Thiếu Tháp cùng An Tiểu Thư Thải Vân Thương Hành đã tới. Một đệ tử vội vàng đi vào bẩm báo. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lần này Thải Vân Thương Hành không ra mặt, nhưng An Thi Giao vẫn phái người đưa tới 10 chiến hạm. Việc này sau đại chiến Lục Lâm Thiên mới nghe Phạm Thống báo cáo, An Thi Giao còn truyền tin tức sau lưng các sơn môn kia còn có người ủng hộ. Mà Linh Thiếu Tháp thì không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Lâm Thiên cũng không để trong lòng, dù sao họ cũng không thiếu mình ân tình, huống chi vì quan hệ với Ôn Tuấn Hùng, Linh Thiếu Tháp vẫn luôn có chút ý tứ chăm sóc cho thất sát môn. Ngay lúc Lục Lâm Thiên muốn đi ra ngoài nghênh đón, Ôn Tuấn Hùng cùng An Thi Giao đã vào tới đại điện, mọi người cũng không xa lạ, quan hệ vốn không tầm thường. Sau vài lời thăm hỏi, Ôn Tuấn Hùng nhìn mọi người, dẫn đầu nói. Huynh đệ, lần này thật sự là có lỗi. Cuộc chiến giữa thất sát môn cùng những sơn môn kia, ta vốn định trợ giúp một tay, nhưng thật không dám giấu giếm, bởi vì Đông Tinh xã, Nam Thiên môn, Tây Vương phủ, Bắc Đầu môn, Linh Thiếu Tháp đã có ăn ý, không ai được nhúng tay vào, hiện tại quan hệ giữa Linh Thiếu Tháp cùng Đông Tinh xã cũng vi diệu, một khi nhúng tay Đông Tinh xã hơn phân nửa sẽ giúp đỡ liệt hỏa môn, vạn nhất Linh Thiếu Tháp cùng Đông Tinh xã xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ Bắc Đầu môn, Nam Thiên môn cũng sẽ có động tác. Tới lúc đó chỉ sợ thị hoang thế giới đại loạn, cho nên. Nếu ngươi còn tiếp tục giải thích thì lại biến thành khách khí. Lục Lâm Thiên ngắt lời Ôn Tuấn Hùng. Lục Lâm Thiên cũng hiểu được, lần này Linh Thiếu Tháp không có biểu thị, Lục Lâm Thiên cũng suy đoán bên trong khẳng định có vấn đề. Hiện tại xem ra bề ngoài Linh Thiếu Tháp không hỗ trợ, nhưng trên thực tế đã hỗ trợ không ít, bởi vì họ âm thầm chế ngự Đông Tinh xã, giữa Đông Tinh xã cùng Linh Thiếu Tháp đã xảy ra việc gì. Chuyện liệt hỏa môn phái người đi ám sát Ôn Tuấn Hùng, chuyện này chỉ sợ có quan hệ với năm thế lực lớn. Ha ha, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, lần này ta tới, cha ta đặc biệt cho ta thay mặt hắn chúc mừng huynh đệ đã kích nặng thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn, có cơ hội mời ngươi đi Linh Thiếu Tháp ngồi một chút. Ôn Tuấn Hùng nói, Lục Lâm Thiên cười nói, đó là đương nhiên, thay ta đa tạ bá phụ, có cơ hội nhất định đi Linh Thiếu Tháp quấy rầy một phen. Ta còn nhận được không ít tin tức. An Thi Giao cười nói.
Lần này Phong Linh Thương Hành cùng Kỳ Phong Thương Hành, Tụ Phẩm Lâu, Linh Thiên Thương Hành âm thầm ủng hộ Liệt Hỏa Môn bọn họ, cuối cùng tiền mất tật mang, tổn thất thật nhiều tinh thạch không nói, nghe nói 40 chiến hạm có đi không về, đang vô cùng buồn bực đâu. Thì Giao cô nương, Phong Linh Thương Hành bọn hắn đều nằm trong Vạn Thiên Liên Minh đi. Lục Lâm Thiên hỏi, An Thi Giao gật đầu nói, bốn thương hành này đều nằm trong Vạn Thiên Liên Minh, ở trong thị hoang thế giới cũng chỉ là chi nhánh mà thôi, mấy năm nay chúng ta cướp không ít sinh ý của bọn hắn, dần dần uy hiếp bọn họ, lần này mới âm thầm liên thủ ủng hộ nhóm người Liệt Hỏa Môn, nhưng Vạn Thiên Liên Minh không thể nhúng tay vào phân tranh, cho nên họ chỉ có thể âm thầm ủng hộ, lần này đành phải ngậm bồ hòn. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt dần dần âm trầm. Thế lực của mấy thương hành này không kém hơn Thải Vân Thương Hành, còn là thành viên Vạn Thiên Liên Minh, cho nên khó đối phó, lần này sự tình quan hệ trọng đại, ta cũng không thể ra mặt, cho nên. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Ta hiểu được. Đối với việc này hắn luôn hiểu rõ, cái gọi là Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay phân tranh, đây chẳng qua là lời nói dễ nghe mà thôi, hoặc là nói bề ngoài, hết thảy cuối cùng đều dựa vào thực lực nói chuyện. Lần này còn có những thương hành khác. Vốn cố ý nhắm vào Thải Vân Thương Hành cùng Phi Linh Thương Hành, Thải Vân Thương Hành lại không tiện ra mặt. Mọi người nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Ôn Tuấn Hùng tò mò hỏi Long Môn cùng Âm Quỷ Giáo tại sao lâm trận phản chiến, một mực hỏi thăm, mọi người nghe vậy cũng nghi hoặc vô cùng. Chỉ tiếc Lục Lâm Thiên cũng không trả lời, chỉ hàm hồ cười, khiến mọi người cũng khó mở miệng hỏi thêm. Ôn Tuấn Hùng cùng An Thi Giao lưu lại không bao lâu, ngay hôm sau đã đi. Trước khi rời đi Ôn Tuấn Hùng còn nhắc nhở mời Lục Lâm Thiên tới làm khách, tựa hồ lần này hắn tới đây cũng có không ít nguyên nhân. Khi An Thi Giao rời đi, lại nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nghe nói lần này Thất Sát Môn ra tay là hơn 10 chiến hạm, trong đó có 2 chiếc chiến hạm tam cấp, nhìn ngươi cũng tàng tư không ít đâu. Sơn môn nhỏ, luôn phải có chút nội tình mới được. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Sớm biết ngươi khẳng định tàng tư. Cho nên ta không hề lo lắng chuyện họ liên thủ đột kích, huống chi còn có Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Giả Xoa cũng ở đây, dựa vào nhóm người Liệt Hỏa Môn, còn chưa có bổn sự động tới ngươi. An Thi Giao lại nói, lần này ngươi vận dụng phi hổ chiến hạm, mấy thương hành kia đều nhận thức được là phi hổ chiến hạm được ta đấu giá, bọn hắn chụp mũ Thải Vân Thương Hành, nói ta bán chiến hạm tam cấp tới thị hoang thế giới cho Phi Linh Môn. Làm cho Vạn Thiên Liên Minh đuổi Thải Vân Thương Hành ra khỏi thị hoang thế giới xem như trừng phạt. Lục Lâm Thiên cũng biết bên ngoài có quy củ bất thành văn, đan dược thiên phẩm, chiến hạm tam cấp, tiên thiên linh khí không được bán vào thị hoang thế giới, nghe vậy nhất thời nhíu mày. Vậy không có sao đi. An Thi Giao cười nói. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ không làm khó được Thải Vân Thương Hành, bọn hắn chỉ thử mà thôi. Mục đích thực sự là trừ bỏ muốn đuổi Thải Vân Thương Hành ra khỏi thị hoang thế giới, chỉ sợ càng muốn biết chiến hạm phi hổ cùng thiểm điện, còn có tỏa giá khôi lỗi tường long là do ai sản xuất. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nói. Nhưng ta sợ chuyện ta luyện chế tỏa giá khôi lỗi cùng chiến hạm phi hổ cũng không còn giấu giếm được bao lâu, Phi Linh Thương Hành bán ra không ít tỏa giá khôi lỗi trong thị hoang thế giới, tuy rằng bọn hắn cho rằng ta nhập hàng từ trong tay Thải Vân Thương Hành. Nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn sẽ bị người biết đến. An Thi Giao gật đầu, nói. Lần này ta tới đây cũng là vì muốn cùng ngươi thương lượng việc này, chiến hạm phi hổ cùng thiểm địa, tòa giá khôi lỗi tường long xuất thân từ Thất Sát Môn, bí mật này chỉ sợ không còn giấu được bao lâu thời gian. Công khai thì công khai đi, cũng không có gì lớn. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, nghĩ nghĩ dù công khai cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Việc này vốn không có vấn đề lớn, nhưng Phi Linh Thương Hành phải gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, tới lúc đó tuy ngươi sẽ được bảo đảm, nhưng công khai dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh đi đối phó Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể nói nổi. An Thi Giao cau mày nói. Chủ ý này chính do ngươi đưa ra, nếu là như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ nói. An Thi Giao ngắt lời hắn. Ngươi không cần lo ngại, chuyện này cũng đơn giản, ta còn có thêm một lời đề nghị. An Thi Giao mấp máy môi, nói. Gần đây Thất Sát Môn cùng Phi Linh Thương Hành phát triển quá nhanh, bằng không cũng sẽ không bị nhóm người Liệt Hỏa Môn cùng các thương hành khác liên thủ đối phó. Tuy lần này giải trừ được nguy cơ, nhưng thế lực của mấy thương hành kia không thể khinh thường, không biết sau này còn dở trò gì. Dừng một chút, trong mắt nàng hiện lên ánh sáng, dịu dàng nói.
Huống chi còn có năm thế lực lớn khác, nhóm người liệt hỏa môn cũng không thể so sánh, bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy có sơn môn quật khởi, nhiều ít sẽ có đề phòng, thậm chí chèn ép, đặc biệt bọn hắn không hy vọng nhìn thấy thực lực thất sát môn tăng vọt, đồng thời còn nắm giữ thương hành trong tay, nếu phát triển tới cuối cùng, rõ ràng cho thấy sẽ uy hiếp được bọn hắn. Lục Lâm Thiên nhìn An Thi Giao, nói. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ muốn đem phi linh thương hành tách ra khỏi thất sát môn? An Thi Giao có chút ngoài ý muốn, nói. Như vậy ngươi cũng đã nghĩ tới, ta chỉ là đề nghị, việc này chỉ là công phu mặt ngoài mà thôi, cũng có thể làm cho một ít người giảm đề phòng. Lần này Bắc Đẩu Môn cùng Nam Thiên Môn không cho phi linh thương hành đi vào, đơn giản là vì quan hệ tới phương diện này. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, ngẩng đầu nói. Ta sẽ suy nghĩ lại. An Thi Giao nghiêm túc nói. Năm thế lực lớn mới là bá chủ chân chính trong thị hoang thế giới, tiếp theo ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được khinh thường, trong năm đại thế lực có lẽ còn có chút lai lịch. Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng không hỏi nhiều, có thể trở thành năm thế lực lớn tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tiễn chân An Thi Giao, Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấy ma linh yêu nữ tới quấy rối, nghe nói cần bế quan vài ngày. Oanh Long. Hoàng hôn. Ở sau núi có hai thân ảnh đang không ngừng va đập lẫn nhau, tựa như vẫn thạch ầm ầm va chạm, quanh thân bao phủ quang quyển, năng lượng khủng bố đem không ít ngọn núi san thành bình địa. Ngay sau đó quang quyển thu liễm, lăng không cùng đứng, chính là Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên. Kim Viên thở dồn dập, lắc đầu khoát tay nói. Tốt lắm, đừng đánh, đã không còn đánh lại ngươi, ngươi rõ ràng là nhường cho ta. Thổn thức một lát, Kim Viên trừng mắt bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ tu luyện của ngươi đúng là bay a, vừa tiến vào thị hoang thế giới mới đạt tới phá giới cảnh, bây giờ đã là thông thiên cảnh trung giai, thực lực càng thêm khủng bố. Lục Lâm Thiên cười, thu liễm chân khí, nói. Ngươi cũng chưa đem hết toàn lực, trạng thái bản thể mới là thực lực cực mạnh của ngươi. Trạng thái bản thể cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đừng an ủi ta. Trong lòng Kim Viên biết rõ, cũng không có gì hờn giận, cao hứng nói. Lâm Thiên huynh đệ, với thực lực phi linh môn chúng ta bây giờ, lần sau quay về vạn cổ thế giới đủ đem thải hồng cốc san thành bình địa. Đối phó thiên thủy môn còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên nhìn trời chiều như máu, trong mắt hiện sát khí. Trưởng môn, một thân ảnh mập mạp lướt tới, vài lần chấp động đã rơi xuống, chính là Bàn Hòa Thượng, đi tới bên cạnh hai người thoáng hành lễ, nói. Trưởng môn, âm quỷ giáo chủ âm quỷ đã tới, bảo muốn tìm trưởng môn. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên nhíu mày, mỉm cười nói. Kim Viên đại ca, chúng ta đi xem một chút, hẳn có người tới van cầu chúng ta. Bên trong đại điện thất sát môn, lúc này có ba người đang đứng ngồi không yên, một người là âm quỷ sắc mặt trắng bệch, bộ dáng phong trần mệt mỏi, còn mang theo vài phần chật vật không thể che giấu, sau lưng còn có hai người tràn ngập khí tức âm trầm, ánh mắt lại vô cùng trong suốt. Bên trong đại điện, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Viêm Hỏa đang cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi ba người âm quỷ, bởi vì lần trước âm quỷ giáo lâm trận phản chiến, điều này làm cho bọn họ rất có hảo cảm với âm quỷ, huống chi mọi người đã sớm quen thuộc, chẳng qua lúc này âm quỷ cực kỳ buồn bực, rất mất tự nhiên. Âm giáo chủ, đã lâu không gặp. Thanh âm Lục Lâm Thiên truyền tới, vừa dứt lời đã cùng Kim Viên đi vào, thân ảnh chợt lóe đã ngồi lên trên chủ vị. Bái kiến trưởng môn. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo mọi người miễn lễ. Nhìn qua âm quỷ lại nhìn hai người đứng sau lưng hắn, đó là lão nhị cùng lão tam trong phong đô tam hồn, thực lực thông thiên cảnh trung giai đỉnh, lại không nhìn thấy lão đại. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, âm quỷ thật lâu nói không ra lời, cuối cùng thở dài nói. Tây phương trưởng môn, người hại thảm ta a. Âm quỷ nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay, liền vô cùng buồn bực, thậm chí cảm thấy vô cùng ủy khuất, vừa về âm quỷ giáo hắn mới biết được là chuyện gì xảy ra. Ngay ban đầu nghe nói âm quỷ giáo đại hoạch toàn thắng, cùng long môn với thất sát môn đả kích nặng thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn, hắn còn có chút kinh ngạc không biết phải làm sao. Sau đó âm quỷ nghe phong đô tam hồn nói mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Là chính hắn phát lệnh lâm trận phản chiến, tới thời điểm đó âm quỷ cũng không phải kẻ ngu ngốc, mới biết được có người dịch dung hình dạng của mình, sau đó mang theo âm quỷ giáo lâm trận phản chiến, bàn tay đen sau màn chính là Tây Phương cầu bại. Ngay khi âm quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền bị liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn vây công, tuy rằng hai sơn môn kia đã bị thương nặng, nhưng vì liên thủ nên âm quỷ giáo cũng không chịu nổi,
kế tiếp tháo chạy. Cuối cùng khi hỏa hổ cùng đường ngũ đích thân chạy tới, âm quỷ vốn định giải thích rõ ràng, chỉ tiếc không có cơ hội, còn bị hai người kia liên thủ vây đánh. Căn bản không có ai tin tưởng lời giải thích của hắn, bởi vì nếu có người gài bẫy hắn, tại sao còn thả hắn trở về? Vì thế xảy ra một trận đại chiến, âm quỷ giáo bị hủy hầu hết, tử thương vô số, âm quỷ cùng phong đô tam hồn bị trọng thương, quan trọng nhất là lão đại trong phong đô tam hồn vì cứu lão tam mà bị hỏa hổ bắt sống. Rơi vào đường cùng, âm quỷ dù muốn cứu lão đại cũng không biết tìm ai giúp đỡ.